Chương 3168, lệnh giết người. Vừa dùng phi tiêu, nhưng vẫn không dính. Sau đó Can Tương đi ra, hướng cắt con run. Chẳng quan, Can Tương cũng chỉ là cắt một cái khoảng không, giống như cắt ở trong không khí. Người này, đúng thật là một cái bóng. Tuy nhiên, Diệp Phàm dường như bị con run giận quấn vào người, Diệp Phàm tiến lại gần, đánh cho người này đầu óc choáng váng không tìm ra phương hướng. Diệp Phàm càng đánh trong lòng càng nguội lạnh, cảm thấy được cái bóng này so với Hoành Đoạn Thiên Hà còn lợi hại hơn nhiều lắm. Chỉ một cái bóng còn lợi hại như thế, bản thể của anh ta chắc sẽ rất cao. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Diệp Phàm nằm dưới đất không đứng dậy. Két, Diệp Phàm cảm thấy bên hông cô gái rất căng thẳng. Phát hiện huyết cương đã đến giữa con run. Trả lại cho bố mày đi. Diệp Phàm vùng vẫy thoát ra khỏi suy nghĩ, tuy nhiên, lại làm cho người ta ngã xuống mặt đất, cảm giác xương cốt đều ọp ẹp. Tuy nhiên, tiếp theo là một màn khiến cho Diệp Phàm sợ hãi thiếu chút nữa là nuốt đầu lưỡi. Chỉ thấy người con run nhẹ nhàng vuốt huyết cương, giống như một người cha nhẹ nhàng vuốt ve trên người huyết cương. Môi nhẹ nhàng di chuyển, miệng phát ra tiếng ô ô nghe không hiểu là tiếng gì. Không lâu sau, dường như vẻ mặt con run hình như bị kích phát. Con run từ từ trở nên nhanh hơn, sau đó, nó điên cuồng hơn. Con run tự nhiên lại trình diễn lộ ra tử sắc, giống như một cái cây cà nhỏ bé. Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện, lúc này con run này lại giống như đang biểu diễn sự trưởng thành. Giống như một con rắn dài quấn lấy bóng người đó. Mà ít thấy cái bóng người, có thể nhìn thấy cũng chỉ là con run bao vây lấy cái quái gì đó. Tuy nhiên, lúc này, Diệp Phàm cảm giác được một nội khí quen thuộc. Chẳng lẽ con run cũng không phải thật sự là con run, mà nó là do nội khí ngưng tụ thành? Không đúng, người nọ là cái bóng, làm sao cái bóng lại là do nội khí sinh ra? Ô ô, tự nhiên trong mắt con run có nước mắt, tuy nhiên. Nước mắt chảy ra, rơi vào không khí thì đã biến mất. Hình như nước mắt cũng là cái bóng, dường như cũng là thứ hư vô. Những điều này hết thảy đều rất quỷ dị, rất kinh khủng. May mắn là quá khứ của bọn vương nhân bàng vẻ vang, bằng không, cũng sẽ bị hù dọa cho mất hết can đảm. Thiền mị, thiền mị. Lần này Diệp Phàm nghe thấy được thanh âm của con run phát ra có điểm giống như là hai chữ thiền mị trong tiếng Hán. Cũng không hiểu được là có ý gì. Trong lòng hắn nghĩ chẳng lẽ là tên người, hoặc là ngôn ngữ cổ đại nghe có điểm giống như trong tiếng Hán. Đúng lúc này, dường như người con run giống như là phát điên, một tay cầm lấy huyết cương vứt ra không trung. Diệp Phàm sợ tới mức thiếu chút nữa nhắm hai mắt lại. Nghĩ lần này chắc huyết cương khó tránh khỏi tai khiếp này. Tuy nhiên, Diệp Phàm lại phát hiện, trên không trung huyết cương xoay trong với tốc độ cao, càng chuyển càng nhanh. Giống như là một cơn bão bình thường, mà người cũng dần dần to lên, cho đến khi lớn bằng kích thước của cơ thể mới dừng lại. Mà tự nhiên cơ thể của huyết cương lại phát sinh biến đổi, lúc đầu cơ thể vốn không linh hoạt sau đó dần dần thay đổi cùng sức sống. Lúc này, người con run vừa động, toàn thân con run cuộn tròn lại bay về hướng huyết cương. Con run bay đến trên người huyết cương, không lâu sau, lại chui đi ra ngoài. Ngay sau đó, một luồng khí đen từ trên người cái bóng phát ra về hướng trên người của huyết cương. Không lâu, từ trên người huyết cương chui ra một sợi tóc màu tím hòa đánh vào cùng với hắc khí. Con run há miệng hút, nó hút khí tím bầm vào trong. Không lâu sau, tự nhiên nó lại phun ra, mà khí tím bầm trở thành khí màu hắc tử. Đúng lúc này, khí hắc tử bị người run tóm lấy váp đặt lên trên đầu Diệp Phàm. Hết rồi, cứ như vậy chết rồi, sẽ không đem mình biến thành cương thi được. Trong lòng Diệp Phàm buồn đau suy nghĩ. Cảm giác toàn thân dường như là lửa, đau đớn kêu lên. Tình trạng này tiếp tục kéo dài trong suốt 2 giờ, Diệp Phàm mới cảm giác thư thái một chút. Không lâu sau, Diệp Phàm có chút hoảng hốt, trong suy nghĩ dường như có chút mơ hồ. Trên cửa chính có rất nhiều sao. Lúc Diệp Phàm muốn di chuyển bước chân là lúc, người tỉnh lại. Cảm thấy cơ thể mình rất nhẹ, nhất thời như một sự bùng nổ năng lượng. Diệp Phàm hiểu được, vừa rồi cái bóng đã gần chạm đến tiên thiên, rồi. Có lẽ chính là do cánh cửa tiên thiên, chỉ cần có thể mở khóa đi vào, là có thể đột phá lên tiên thiên. Bởi vì trong cơn mê của mỗi người đột phá tiên thiên thì ảo giác cũng không giống nhau, tuy nhiên, bằng cảm giác Diệp Phàm có thể cảm nhận được cánh cửa tiên thiên. Chẳng qua, Diệp Phàm cũng rất hiểu được sự khiếp sợ. Bởi vì lúc này cánh cửa tiên thiên giống như là cánh cửa thần bí trong không trung trên đảo Thủy Tinh. Nhưng lại không giống như một câu chuyện khác. Mở mắt ra và thấy rằng khuôn mặt của con run đã biến mất.
để lộ ra tướng mạo sẵn có bên trong. Tuy nhiên, mặt vẫn là xấu rất đáng sợ, cơ bắp trên khuôn mặt quay, giống như là bị người khác dùng đao cuống thành như vậy. Dần dần con run càng lúc càng mờ nhạt, đưa tay ra chỉ huyết cương, lại nói một tiếng thiền mị. Cuối cùng, có vẻ như là rất buồn, lại gật đầu với huyết cương, gật đầu với Diệp Phàm, hình là cầu xin Diệp Phàm chiếu cố huyết cương. Cuối cùng, cái bóng càng lúc càng mờ nhạt, cho đến lúc hoàn toàn biến mất vào trong không khí. Những điều này đều rất có vẻ quỷ dị, cho dù Diệp Phàm nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra. Lại kiểm tra những mảnh vỡ xung quanh quan tài, thấy không có gì khác liền buông xuống một vài suy nghĩ. Mà lúc này huyết cương đã tỉnh, đột nhiên Diệp Phàm phát hiện. Huyết cương nhanh hơn, da khô lại có thể trở nên có chút đàn hồi, dường như cơ thể phát triển hơn. Chẳng lẽ là con giun kia có dụng ý giúp cô ấy, hoặc là nói cái gì? Diệp Phàm ngơ ngác nhìn mọi thứ, cảm thấy đầu óc đúng là quá ngắn. Trong thoáng chốc, Diệp Phàm lại cả kinh, trong lòng suy nghĩ hay là con giun và huyết cương có quan hệ gì? Mà có vẻ như nó có ý muốn đem huyết cương phó thác cho tôi chăm sóc. Hay là huyết cương được gọi là thiền mị? Thiền mị, cái tên này cũng không tồi, từ nay về sau ta sẽ gọi là thiền mị. Diệp Phàm nhất trí triển khai thuật khống cương, nháy mắt một cái huyết cương liền thu nhỏ lại bằng đầu ngón tay, so với trước kia phương pháp này khống chế linh hoạt hơn nhiều. Hơn nữa, có vẻ như thiền mị thu nhỏ lại ở bên hông vẫn nháy mắt một cái lạnh lùng nhìn Diệp Phàm. Sao vậy, chẳng lẽ vẫn còn sống hay sao? Diệp Phàm sợ hãi cẩn thận xem lại hết các con đường đã đi. Thiền mị lại giống như một tượng điêu khắc bằng gỗ không có biểu lộ tình cảm. Tôi đau chết mất thôi. Lúc này, vương nhân bàng gào lên, một cớt sau, tất cả mọi người bên này Diệp Phàm đều tỉnh dậy. Chẳng qua cho rằng là đau, Diệp Phàm kiểm tra một phen, thấy bọn họ cũng không bị tổn thương bao nhiêu. Xem ra, con giun này là thủ hạ lưu tình. Vậy cũng sợ cái bóng đó chứ? Vương Long Đông vuốt đầu, vẻ mặt nhút nhát hỏi. Không phải là một cái bóng. Sau này tôi dùng sức mạnh của ánh sáng để chiếu vào, tự nhiên nó lại tiêu tan hết. Hơn nữa, trước khi tiêu tan hết còn kêu thảm thiết một tiếng, nhất định là tan ra, chết thật. Diệp Phàm nói, cái bóng cũng sẽ chết sao? Ngưu Bá nhịn không được hỏi. Thật ra đó chính là kết quả của phản ứng quang học, là cổ nhân dùng nội khí ngưng tụ thành một cái bóng theo hướng công nghiệp đế quốc. Nó rất sợ ánh sáng chói đặc biệt của chúng ta, không có việc gì. Chúng ta nhanh chóng rời ra khỏi cái chỗ quỷ quái này đi. Diệp Phàm nói. Tìm một chỗ nào để chôn những người này ngay đi thôi. Trương Ẩn Hào thở dài nhìn chỗ xương cốt bị rơi ra từ quan tài. Người chết rồi, nhưng thật ra khiến cho đồng cảm. Mọi người cùng nhau làm, một lúc sau liền đào ra được một cái hố rất to. Tuy nhiên, sau khi đem xương cốt chôn quan tài ra rửa sạch xong là lúc đột nhiên Ngưu Bá kêu lên. Nhìn này, đây là cái gì? Mọi người đi lại, phát hiện ở dưới mặt đất có một cái dương dường như có ngọn. Chẳng lẽ nơi này chính là chỗ giấu 13 tỷ nữ? Ngưu Bá ngây ngốc nói. Anh hôn mê rồi có phải không? 13 tỷ nữ lợi hại như vậy sao? Còn không bị cái bóng đánh chết phải không? Vương Nhân Bàng hừ nói. Ừ, chắc là không phải. Ngưu Bá gật đầu nói. Có thể là kho báu của Tinh Tuyệt Vương không? Vương Long Đông nói một câu. Nhất thời hơn chục ánh mắt nóng bỏng nhìn vào. Mọi người, chúng ta đừng nghĩ nó là kho báu, chỉ cần bên trong không chui ra một con huyết tương nữa là được rồi. Phí Nhất Độ nói xong, đột nhiên cổ rụt lại, kinh hãi nói. Đúng rồi, huyết cương đâu, chẳng lẽ là đang trốn ở trong dương, hay là đi nhanh lên, chớ có chọc cô ấy, nếu không muốn chết. Đúng vậy, huyết cương đâu. Ngưu Bá cũng kêu lên, hai mắt giống như kẻ trộm liếc nhìn xung quanh. Hay là huyết cương bị cái bóng nuốt mất rồi, cái bóng đã tan, chắc là huyết cương cũng tiêu tan rồi. Diệp Phàm nhanh chóng nói. Vậy là tốt rồi. Ngưu Bá sờ một chút lên ngực. Nếu không trước tiên mọi người lui ra đi, để tôi đến mở nó ra. Không mở ra xem thì không ngủ được. Diệp Phàm nói. Không được, muốn xem mọi người cùng nhau xem, phải chết mọi người cùng chết, đến địa phủ cũng náo nhiệt. Vương Nhân Bàng lắc đầu nói, ý tứ của mọi người cũng như vậy. Diệp Phàm cũng không muốn rông dài. Sau đó, mọi người thương lượng một chút. Diệp Phàm đưa tay ra hút, chiếc dương kia cứ tự nhiên bay vào không trung. Vừa phải thôi, so với bàn tay to hơn một chút. Bên trong phòng chừng là trang sức hay là cái gì đó. Vương Long Đông nói. Diệp Phàm không mở dương ra, thấy không nguy hiểm mới đặt dương xuống. Tuy nhiên,
khi mọi người nhìn thấy chiếc dương, tất cả đều duỗi dài quá cổ. Bên trong có một khối màu vàng gì đó, rộng bằng ba ngón tay. Hình như chất liệu được làm bằng vàng, chẳng qua bởi vì thời gian, vật quý cũng bị đồng hóa, trở nên xỉn không được sáng cho lắm, hơn nữa, mặt trên nổi lên lấm tấm một chút màu đen. Trương Ẩn Hào chắc chắc, có thể khẳng định chắc chắn chất liệu là vàng. Cái này giống cái gì? Vương Nhân Bàng suy nghĩ. Chẳng lẽ là lệnh bài? Trương Ẩn Hào có chút không xác định được. Có vẻ như có chút giống với lệnh bài. Mọi người nhìn đi, trên lệnh bài này không có văn tự, mà chỉ có một ít hoa văn điêu khắc thần bí. Mà nhìn hoa văn giống như có mấy con ngựa. Vương Nhân Bàng nói. Năm ngựa xé xác, đúng rồi, đúng thật là có phần giống như hình năm ngựa xé xác. Thấy không, ở giữa hình như là một người có năm con ngựa đang kéo. Chương 3169, tiếp tục hợp tác. Chỉ là hơi mơ hồ thôi, lệnh bài này chẳng phải là tín vật để đưa ra lệnh giết người của quốc vương tinh tuyệt sao? Trương Ẩn Hào cầm kính lúc nhìn, nói. Hơn nữa, tôi nghi ngờ rằng những đường viền hoa xung quanh là có hàm ý đặc biệt. Có phải là thể hiện vương quyền của quốc vương nước tinh tuyệt cổ? Hay là một loại biến thể? Ví dụ như thể chữ liễu, thể chữ nhan, thể chữ khải, vân vân. Chỉ có phương hướng là không thay đổi. Ừ, cũng có lý. Vương Long Đông nói. Không phải chữ mã, mà là chữ điểu. Diệp Phàm đột nhiên nói. Chữ điểu, sao mà giống chữ điểu chứ? Phần thân của con điểu sao có thể béo như này, hơn nữa lại giống một cái đĩa nữa. Có lẽ là phần bụng của chữ mã mới đúng. Nhân Bàng lắc đầu nói. Chú thích, chữ mã ma và chữ điểu niêu hơi hao hao giống nhau nên mới xuất hiện trường hợp như trên. Đúng rồi, không phải là thi ngao điểu sao? Mọi người coi, hình dáng cái đĩa này chẳng phải là thi ngao điểu sao? Mà hai cái ở hai bên cạnh dài giống như cái đuôi ngựa kia nhìn kỹ chính là cánh của thi ngao điểu, chỉ tội là bị mấy người thợ điêu khắc của tinh tuyệt quốc kéo dài ra, nhìn lại thấy giống chân ngựa. Nghe nói hoàng hậu của tinh tuyệt quốc thích nuôi loại thi ngao điểu dị năng này, có thể dự báo trước 3 phút. Lẽ nào lệnh bài giết người này chính là do nữ hoàng hạ lệnh? Hơn nữa cái quan tài này có thể chứa hơn 100 người. Có phải là cùng một lúc giết chết ngần này người không? Trương Ẩn Hào nói. Tôi nghĩ rằng, năm đó đệ đệ của tinh tuyệt quốc, Đạt Ma Cát Thành Tư, bị đóng cửa vì Thanh Vương. Sau đó tạo phản không thành nên bị giết chết rồi. Có khi nào những bộ xương nằm trong quan tài này chính là thuộc hạ của Thanh Vương? Con cháu của Đạt Ma Cát Thành Tư lại trốn thoát, sau đó người của Thanh Vương lại tụ tập thành Thập Tam Thanh Y. Mà nơi này đoán chừng cũng có liên quan tới Thập Tam Thanh Y. Nhưng mà, Thập Tam Thanh Y hiện giờ cũng có thể không rõ nơi này đâu. Diệp Phàm phân tích, điều này khá là không rõ ràng, giả dụ, nếu đây là bia mộ của tổ tiên Thập Tam Thanh Y, vậy tại sao bọn họ không tới thờ cúng? Và lại, liên quan giữa người trong quan tài kia với bóng dáng của kẻ thần bí là gì? Lẽ nào là bảo vệ của bọn họ bảo vệ những cái vong linh kia làm gì? Vì sao hai? 3.000 năm qua đi rồi những cái quan tài này lại vẫn được bảo vệ vẹn toàn như vậy. Lẽ nào đây là lý do mà bóng người đang bảo vệ? Những cái quan tài kỳ quái này, cái bóng người thần bí này, còn có cái lệnh bài giết người, lại đang thể hiện cái gì nữa đây? Tất cả đều là những câu đố bí ẩn. Vương Nhân Bàng nói. Những câu đố này quá nhiều, chúng ta có nghĩ nát óc cũng khó có thể hiểu rõ ràng. Tôi nghĩ không cần thiết phải đi dò xét, chúng ta không phải các nhà khảo cổ học. Chúng ta lần này tới đây, nhiệm vụ chính là bắt Thập Tam Thanh Y. Ngưu Bá nói. Được rồi, chúng ta đi trước. Quỷ Lâm, rừng ma, lại không thể ở lại nữa. Nếu mà ở lại nữa thì e rằng lại xuất hiện cái thứ gì đó đáng sợ thì càng phiền phức. Thật ra bên đó đã chết rồi, chúng ta ở bên này vẫn chưa chết là may mắn lắm rồi. Diệp Phàm khoát tay áo. Mọi người cũng gật đầu, đi theo Diệp Phàm đi ra ngoài. Dường như cái quan tài này là cái mắt ma của rừng ma. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã sáng rồi. Ban ngày nhìn rất rõ, những cây gỗ khô vẫn còn. Bước đi không xa thì phát hiện thấy người nhà Thất Gia đang ngồi dưới gốc cây. Đồ hèn. Vừa nhìn thấy Thất Gia, Vương Nhân Bàng liền nhìn không được nói châm chọc. Vẻ mặt mọi người ai cũng giống nhau. Nhưng mà nhìn thấy đám người của Diệp Phàm, người của Thất Gia đều lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Diệp tiên sinh, hy vọng thủ hạ của ngươi khách khí một chút. Chúng tôi chỉ là muốn hợp tác. Các người không có quyền yêu cầu chúng tôi thay các người đi chết. Tình hình vừa rồi tất cả mọi người đều rõ, không đi thì sẽ chết, chúng tôi vẫn còn muốn sống lâu thêm mấy năm nữa. Chúng ta là bạn làm ăn,
nếu mà nói về tình bằng hữu thì ngay cả bạn bè cũng không sánh được. Đương nhiên, nếu các người có thể sống sót được thì chúng tôi đây cũng hết sức vui mừng. Nếu Diệp tiên sinh khẳng định muốn tiếp tục hợp tác, chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác. Nếu Diệp tiên sinh thấy chúng tôi có gì đấy vi phạm điều kiện hợp tác, thì hiện tại chúng tôi coi như giải tán. Thật ra cũng là mất thăng bằng nói. Tiếp tục hợp tác. Diệp Phàm không phản đối, nói. Ừ, Diệp Phàm là một người hiểu chuyện. Kỳ thật, chúng tôi đã chết mất hai người, các người hiện vẫn chưa chết người nào. Tính ra chúng ta thiệt hơn nhiều rồi. Thất gia nói. Đáng đời các người. Vương Nhân Bàng hừ nói. Vương tiên sinh, bây giờ không cần phải tự cao mà nói những lời này, khi nào mà lấy được kho báu, ai còn sống được mới gọi là anh hùng. Bây giờ to còi cũng chẳng làm đếch gì được, tới lúc đó. Vương Nhân Bàng ngươi nếu gặp nguy hiểm thì Hùng Bàn Tử tôi đây tuyệt đối sẽ không ra tay cứu giúp. Hùng Bàn Tử nói. Hiện ta đang là đầu bếp ở bên Bắc Tống các ngươi. Vương Nhân Bàng nổi giận, liền rút đao ra. Loảng xoảng, phía bên Thất gia cũng rút đao thương ra bắt đầu tranh đấu. Đánh đi, đánh chết cũng được. Kho báu không có người phân chia, một mình ta sẽ mang về. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng. Tất cả dừng tay. Thất gia quát. Người của ông ta bên kia rút đao thương về trước, Diệp Phàm khoát tay chặn lại, đám người Vương Nhân Bàng cũng thu hồi binh khí. Chúng ta vẫn còn hợp tác nên tôi hy vọng mọi người đừng làm loạn nữa. Nếu mà loạn hết lên với nhau, chúng ta sẽ tự hại chết chúng ta đấy, còn gọi gì là đi tìm kho báu thập tam thanh y nữa. Thất gia nói, hai bên tạm thời quên đi sự việc không thoải mái vừa rồi. Sau khi quan tài biến mất, tất cả đều rất thuận lợi mà đi tới rừng ma. Nhưng mà, sau khi đi vào rừng ma, Diệp Phàm phát hiện ra hai khuôn mặt mới. Một nam một nữ. Diệp tiên sinh, người này là do tôi mời đến. Cậu ta là Toa Ngư, cô ta tên Tuyết Lăng. Anh cũng biết, bên chúng tôi đã mất đi hai người, bị thiếu người. Khả năng phi tiêu của Toa Ngư rất nhanh nhẹn, khả năng dùng đao của Tuyết Lăng giống như tuyết vậy, khiến người ta phát khiếp. Thất gia giới thiệu đôi nam nữ. Diệp Phàm bước lên chào hỏi. Có điều, Diệp Phàm phát hiện. Bọn họ dường như không giống người TQ. Thất gia, bọn họ không phải người TQ sao? Diệp Phàm hỏi. Không phải, bọn họ là người Việt Nam. Thất gia nói. Diệp tiên sinh yên tâm, bọn họ làm ăn với tôi nhiều lần rồi. Bọn họ chỉ cần tiền. Giữa trưa ngày thứ hai, hơn chục người cuối cùng đã tới được phạm vi sườn núi Thanh Vương. Thập tam thanh y phía trước cách chúng ta bao xa nữa? Diệp Phàm hỏi Thiết Cùng. Vẫn còn khoảng 10 dặm nữa, bên đó có cỏ có nước, có một ốc đảo. Bằng không rất khó để đi tiếp, đương nhiên nơi đó cũng chỉ có những người đi đường mới biết. Thiết Cùng nói, tôi không hiểu nổi, cái địa điểm này sao không đặt ở thị trấn chẳng hạn, lại đi đặt ở cái chốn mà ngay cả chim cũng không muốn tới đây ỉa nữa thế này. Chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi này sao có thể sống được? Vương Nhân Bàng hỏi, ha ha, đi đường có quy tắc đi đường. Càng những nơi nguy hiểm thì càng có nhiều điều kỳ diệu. Có thể tới được sa mạc này thì tất cả đều là nhà thám hiểm và khảo cổ học rồi. Hoặc là những người đi ăn trộm mộ, mảnh đất này đã từng có không ít những đoàn thám hiểm tới thăm dò rồi. Chôn vùi dưới lớp cát vàng mênh mông kia không biết có bao nhiêu thi thể rồi. Nếu như ngay cả chỗ này mà cậu không đi qua chứng tỏ cậu còn non nớt lắm. Thập tam thanh y chỉ làm bạn với những đại gia. Bởi chỉ có, đại gia, mới có thể trả cho những phí bảo vệ và phí thám hiểm đắt tiền. Thiết Cùng cười nói. Ha ha, thập tam thanh y thật là kỳ quái. Diệp Phàm cười nói, sau khi lấy lại tinh thần lại tiếp tục đi. Hơn 3 giờ chiều, Thiết Cùng dừng bước. Đã tới chưa? Hùng Bàn Tử hỏi không ngừng. Đi trên sa mạc thật khiến người ta bực dọc. Ở ngay phía trước thôi. Thiết Cùng chỉ về phía phần màu xanh nhạt trước mặt. Quả thật là có ốc đảo. Đoán chừng là có nước đấy, chúng ta nhảy xuống tắm một cái, thật thoải mái mới được. Khốn khiếp, mấy ngày rồi không tắm, sắp chết vì bẩn rồi. Vương Nhân Bàng cười nói. Người phải nhẫn nhịn đi, có nước cũng không thể tắm, cậu cứ nhìn đi rồi nói tiếp. Diệp Phàm nhỏ giọng, Vương Nhân Bàng có chút nghi hoặc, rút kinh viễn vọng ra nhìn. Mặt đột nhiên cười. Thế nào, nhìn thấy cái gì? Diệp Phàm hỏi. Có điểm giống với cây thiết xỉ lần trước chúng A gặp ở mê cung tử vong, màu xanh nhạt hóa ra là do thiết xỉ tạo thành. Cây thiết xỉ chẳng những có độc, hơn nữa lại vừa dài vừa đâm, một khi người đã đi vào thì muốn đi ra đều khó. Thiết Cùng dẫn chúng ta tới đây, còn chỉ ra chỗ đại diện lâm thời,
nơi này đâu phải là không có vấn đề chứ? Vương Nhân Bàng hiểu ra. Ngươi nói đại diện lâm thời là ngay tại cây thiết sỉ sao? Chẳng lẽ bọn họ không sợ nơi này? Diệp Phàm hừ lạnh nói. Có lẽ bọn họ sớm mở ra một con đường đến đây. Cái cây thiết sỉ này cũng có thể tác dụng bảo vệ tốt. Vương Nhân Bàng nói. Giải thích cho mọi người cẩn thận một chút, chứ thiết cùng tôi cảm thấy ngày càng nguy hiểm. Cái rừng thiết sỉ này biết đâu lại là cái giếng hại chết chúng ta. Tuy là chúng ta làm gì cũng hết sức bí mật nhưng mà biết đâu sứa lại bị bọn họ đánh thức cả rồi. Diệp Phàm nói. Ừ, tôi cũng cảm thấy vấn đề khá nghiêm trọng. Đại diện lầm thời của thập tam thanh y sao lại có thể sắp xếp chọn nơi này? Điều này có cần thiết không? Ai mà nguyện tới nơi này chứ? Lý do mà thiết cùng đưa ra quá gượng ép, không hợp lý. Vương Nhân Bàng nói. Lúc này, thất gia đã đi tới, tiến sát vào người Diệp Phàm, hỏi. Người có thấy mảng màu xanh kia có vấn đề không? Ý của thất gia là gì? Diệp Phàm nhìn ông ta. Cái thứ màu xanh kia không phải là cái giếng giết người, có điều, tôi rất nghi ngờ. Trên người chúng ta không mang nhiều những thứ đồ có giá trị, chỉ là một chút đồ thám hiểm thôi. Mục đích mà thập tam thanh y giết chúng ta là gì? Bọn họ không có được thứ đồ gì đáng giá thì họ sẽ không ra tay, hơn nữa, người của chúng ta cũng không ít, các loại súng ống đều có. Nếu như là cố ý sắp xếp thì thiết cùng hoặc người nào đó đã sớm thông báo cho chúng ta biết rồi. Thất gia cũng cảm giác được cái gì. Trước tiên hãy hỏi thiết cùng, nếu như tên này làm trò quỷ, chúng ta sẽ không ngại để cậu ta đi uống trà cùng lũ đầu trâu mặt ngựa trước. Giọng của Diệp Phàm lạnh ngắt. Ha ha, các người không cần phải nghi ngờ điều gì. Người đi đường đều biết nơi này, tuy nói là đi tới chốn nguy hiểm nhưng thực tế lại rất an toàn. Bởi vì có đường nhỏ đi vào. Đây là nơi làm ăn buôn bán tốt mà thập tam thanh y đã tìm kiếm bao năm nay đấy, có khả năng tự bảo vệ mình. Sa mạc này có nhiều con vật nguy hiểm sinh sống, ví như sói sa mạc, ong sa mạc, vân vân. Hơn nữa những cái cây có gai kia cũng ẩn chứa nhiều thủ đoạn. Thiết cùng cười nói, vẻ mặt thoải mái. Ừ, cậu đi liên hệ với bọn họ đi. Diệp Phàm nói. Sau khi Thiết cùng đi, Diệp Phàm hỏi bọn Vương Nhân Bàng, Ngô Tuấn đi tới đâu rồi? Vương Nhân Bàng nói rằng bọn Ngô Tuấn đang ở cách đó không xa, khoảng 2 dặm. Bảo bọn họ tới gần một chút, nhưng mà phải chú ý không được để lộ hành tung. Diệp Phàm nói, Vương Nhân Bàng đi giải thích. Mọi người chia thành từng tốp, dần dần tiếp cận rừng thiết sỉ. Diệp Phàm và Vương Nhân Bàng đã gặp từ trước nên cũng không thấy kỳ lạ. Bọn người Vương Long Đông trợn trong mắt, nói. Cái gai thỏ dài thế này làm sao mà đi vào chứ? Chương 3170, hậu quả khi trêu tức phụ nữ. Đừng lo lắng, người dẫn đường của chúng ta tới rồi. Thiết cùng cười, cách đó không xa có một người trung niên đi đến. Đó là một người lai, mắt xanh da vàng, tên này là sản phẩm của sự kết hợp Đông Tây. Tát Mãn Kỳ, bọn họ là. Thiết cùng bắt đầu giới thiệu. Bọn họ là những người làm khảo cổ, tôi thấy không phải vậy. Các người tới đây để trộm mộ sao? Tát Mãn Kỳ không khách khí thành thật hỏi. Chúng tôi đưa tiền, những chuyện khác người hỏi ít thôi. Chỉ cần các người dẫn đường và bảo vệ bọn ta là được. Thất gia hừ lạnh nói. Vào trong nói đi. Tát Mãn Kỳ nói và đi về phía trước. Không lâu sau, mọi ánh mắt sợ hãi đều chui tọt vào trong rừng thiết sỉ. Mọi người theo sát nhé, chỉ cần làm theo tư thế của anh ta mà đi vào, tuyệt đối không để gai đâm vào bị thương. Thiết cùng nói. Các người chiếm phần lớn, các ngươi vào trước, bọn ta đi sau. Thất gia giơ tay, tên này khá là gian xảo. Đi. Diệp Phàm nhìn Vương Nhân Bàng, nói. Vương Nhân Bàng đi theo sau Tát Mãn Kỳ, mọi người nối đuôi nhau đi vào. Về cơ bản là không có đường, sự thật là đã chui vào một khoảng không trong rừng thiết sỉ. Đi vào như vậy khá là nguy hiểm rồi, đôi mắt ưng của Diệp Phàm nhìn chằm chằm Tát Mãn Kỳ. Đương nhiên. Dựa vào tài năng của Diệp Phàm cũng có thể gặp được người vợ quân chính gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới yêu nữ liêu nhân. Nhưng mà mục tiêu làm như vậy thì quá lớn. Người ta trốn ở một nơi bí mật gần đó, dùng súng ngắm bắn là rất khó phòng thủ. Hơn nữa Diệp Phàm lại không muốn lộ diện tài năng của bản thân. Dường như Tát Mãn Kỳ cố ý làm như vậy, mọi người đều bị thương, quay cuồng. Đúng lúc này, Tát Mãn Kỳ tới một vùng đất trống. Cách cây thiết sỉ xung quanh cũng khá xa. Lúc này, Tát Mãn Kỳ dừng bước. Đến rồi sao? Diệp Phàm hỏi, hạ sóng radar sinh học,
phát hiện thấy bốn xung quanh có nhiều đường sóng kỳ lạ, nhất định là giấu người rồi. Diệp Phàm lập tức dùng máy thu thanh thông báo với mấy người, hơn nữa còn nhấn mạnh địa điểm đáng nghi nữa. Đúng lúc này, chỗ mà Tát Mãn Kỳ và Thiết Cùng đang đứng đột nhiên thụt xuống, Diệp Phàm vội hô lên. Nằm xuống, bắn. Cát bay mù mịt, Tát Mãn Kỳ và Thiết Cùng giống như con chuột chui tọt vào trong đống cát. Âm thanh pằng pằng của súng đạn vang lên, nhưng mà Diệp Phàm rất nhanh tay. Vì có Diệp Phàm ra tay nên không lâu sau đã dừng lại. Vừa kiểm tra, trong rừng Thiết Sĩ đã có tới 5 thi thể đầy máu. Có điều, không hề thấy bóng dáng Tát Mãn Kỳ và Thiết Cùng đâu. Cái đồ tạp chủng chết tiệt dám lừa ông mày. Trước đây ông mày còn cứu mạng cha mày. Con mẹ nó chứ dám lấy oán báo ân. Thất ra buột miệng chửi mắng. Tên này nằm sấp xuống, quan sát bốn phía. Giết! Giọng của Thiết Cùng vang lên, lúc này, tiếng súng lại vang lên, tiếng phi tiêu, tiếng cung tên vang lên. Mũi tên hướng về phía đám người Diệp Phàm đang ẩn nấp mà bắn, xem ra, người tới thập tam thanh y thật không hề ít. Nhất thời không thể ngẩng đầu lên. Con bà mày! Vương Nhân Bàng buột miệng chửi, cầm lấy súng, ngắm hướng ra ngoài, kéo cò. Diệp Phàm chui vào trong đống cát này tuy nói là khá thực tế nhưng Diệp Phàm dùng hai tay đào bới ra một đường cát đi vào trong. Huyết Cương đã để cho hắn ta làm vậy. Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết trước khi chết vang lên từ bốn phía. Đối với việc chui vào đống cát thì Huyết Cương lợi hại hơn nhiều so với Diệp Phàm. Bởi da của ả ta dày đầy thịt béo, dùng cơ thể cũng có thể mở ra một con đường cát. Cái chính là ả ta không phải người còn sống, không cần thở, thế nên về căn bản là không cần lo lắng vấn đề hô hấp. Người của Thất gia cũng tản ra. Lúc này, hai bên đang triển khai chiến thuật đánh du kích và phục kích. Nhất Tiêu Hồng ra tay. Một tên lên tiếng liền chết ngay tức khắc. Diệp Phàm kết hợp với Huyết Cương, dưới đất và trên mặt đất kết hợp. Những tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Diệp Phàm toàn thân đầy máu, nhưng đều là máu của phía bên thập tam thanh y. Hừ. Một tiếng hừ quen thuộc vang lên, một cái chùy đồng bay trên không trung, mấy âm thanh sắc bén rằng xé trong không trung cách xa mấy mét cũng có thể nghe thấy. Đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm nhìn thấy người đang khống chế kia lại là Thiết Cùng. Ầm, hòn đá bị hút lên từ dưới đất đập vào chùy đồng vỡ tung ra, chùy đồng kêu lên một tiếng rồi trở về trong tay Thiết Cùng. Ngươi chính là Mãn Thiên Vân sao? Diệp Phàm đứng trên ngọn cây Thiết Sĩ, lạnh lùng nhìn Thiết Cùng. Giờ phút này tên này dường như đột nhiên biến đổi khí thế, đứng trên một tảng đá, bên cạnh có tới 10 người. Đám người Vương Nhân Bàng cũng đứng cả dậy, lúc đó, hai bên dường như giao hẹn với nhau không dùng súng ống nữa. Thất gia đứng ở một chỗ khác. Thiết Cùng, người đúng là người đứng đầu của thập tam thanh y Mãn Thiên Vân sao? Vẻ mặt Thất gia không thể tin được. Ha ha ha. Thiết Cùng sau khi cười mấy tiếng điên khùng, nhìn Thất gia một cái. Đột nhiên đưa tay tóm một người có da mỏng như cánh ve sầu, ném xuống đất. Thiết Cùng chết chắc rồi, ngay cả da mặt của cậu ta đều bị lột ra rồi. Chẳng trách ngươi lại giống cậu ta như thế. Thất gia hừ một tiếng. Loại tài nghệ tuyệt diệu này chỉ có truyền cho những người trong thập tam thanh y chúng ta. Các người lột một tấm da mặt người cho ta nhìn một cái. Mãn Thiên Vân cười lạnh. Chó chết, mày là thằng khốn, bố mày thiếu chút nữa sập bẫy của mày. Hùng Bàng Tử cầm cái bình đá thô lên ném vào Mãn Thiên Vân. Bá! Một tiếng động giòn vang lên, tảng đá kia bị Mãn Thiên Vân kích một cái, tốc độ của nó nhanh hơn gấp mấy lần so với vừa rồi, bay về phía Hùng Bàng Tử. Tuy là tên này có tránh được một chút nhưng vẫn bị hòn đá làm chảy máu. Mà nửa cái tai cũng bay theo những mảnh đá vụn kia rồi. Đồ tạp chủng. Hùng Bàn Tử và đám người Hổ Sĩ đều giận dữ giống lên một tiếng về phía Mãn Thiên Vân. Quay lại. Thất gia hướng ra sau hừ lạnh một tiếng, một sợi dây thừng bay ra kéo đám người Hùng Bàn Tử lại. Nhận ơn mà không báo đáp thì vô lễ quá. Hiển nhiên là hơi muộn rồi. Mãn Thiên Vân vừa ra tay mà không trung đã bắt đầu xám xịt lại. Diệp Phàm phát hiện, cái mà Mãn Thiên Vân giải ra không ngờ lại là hạt đậu tương. Thứ này rất nhiều, Mãn Thiên Vân tấn công về phía đám người Hùng Bàng. Nếu số lượng tăng lên một chút, thì thật là có chút cảm giác của Mãn Thiên Vân. Mấy tiếng lạp lạp vang lên, Thất gia đang tung ra ngoài không trung hai quả thiết đạn đang xoay tròn. Kỳ lạ là nó hình thành lên một chiếc võng xoay. Két lạp lạp. Đám người Hùng Bàn Tử ngã hết ra đất, ai cũng bị thương. Tuy nói rằng thiết đạn bắn ra toàn là hạt đậu tương nhưng lại đánh trúng đám người của Hùng Bàn Tử. Diệp Phàm cũng không lên tiếng.
Thất gia nhìn anh ta một cái, kêu lên. Chúng ta là bạn làm ăn với nhau. Lời này tại sao tối hôm trước không nói gì? Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, nhìn thấy Mãn Thiên Vân lại bắn ra hạt đậu tương. Vừa mới thò tay ra, một cái đã bị tóm được trong không trung. Lực hấp dẫn cực lớn, những hạt đậu đều nghiêng rơi xuống đất phát ra tiếng vang. Mãn Thiên Vân sửng sốt, nhất thời đồng tử hẹp lại. Nắm lấy eo, tung ra ngoài, đồng thời, những người đứng cạnh cậu ta đều đánh về phía đám người Diệp Phàm. Nhất thời trận hỗn chiến xảy ra. Vương Nhân Bàng kêu oa oa, Nhu Cực Đao dùng đao khí, đầu của một gã vỡ thành hai mảnh. Giết hay lắm, giết thêm mấy người nữa để Bàng ra ta thử đao khí. Vương Nhân Bàng hứng khởi ra tay, tên này hét liên tục. Huyết Trích Tử vừa ra tay, đầu của một tên huyết hồ dữ tợn xoay tròn bay tới trước mặt Vương Long Đông, nhanh hơn cả Bảo Tiêu. Tên này đá một cước, nhất thời đầu cậu ta bay ra giống như quả hồ lô, nện vào tảng đá nở thành hoa rồi. Phía bên Diệp Phàm tất cả đều là cao thủ, Thập Tam Thanh Y rõ ràng là đang thất thế. Để bố mày tới. Mãn Thiên Vân nhìn thấy Huyết Trích Tử đang nắm lấy Diệp Phàm, liền bay tới, tên này tức giận giống lên, mấy hạt đậu tương rơi trên người Diệp Phàm. Diễn trò này sao, lừa người cũng được. Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, Huyết Trích Tử có vẻ như thu lại hết những hạt đậu tương, mở ra chiến thuật cánh dưa. Vừa mới hút, hạt đậu của Mãn Thiên đều bị thu nạp lại. Nội khí của Diệp Phàm thuần khiết như lưới trời, kỹ năng đặc biệt của Mãn Thiên Vân căn bản là không được việc. Hơn nữa, ở Hoàng Vũ Trung, Huyết Trích Tử nháy mắt một cái đã tới trước mặt kéo Mãn Thiên Vân xuống, Mãn Thiên Vân lại hướng lên trên. Có điều phần đùi bị cào rách một tảng thịt, máu mê đầm đìa. Đồ cặn bã! Mãn Thiên Vân đau đớn kêu lên, sờ vào eo, thấy một hạt đậu lớn, rồi ném vào người Diệp Phàm. Hạt đậu này có chút kỳ lạ, lượn đi lượn lại trong không trung, chính là Huyết Trích Tử của Diệp Phàm, nhưng mà tạm thời không bắt nổi cậu ta. Diệp Phàm giật mình, đột nhiên, Nhất Tiêu Hồng ra ngoài. Bước một bước về phía Diệp Phàm và đống hạt đậu, nhất thời hạt đậu ấy không còn nhảy lên nhảy xuống nữa. Bởi Diệp Phàm đã ngăn cách mối liên hệ giữa nó và Mãn Thiên Vân. Nổ! Mãn Thiên Vân vừa nhìn thấy liền hét to một tiếng. Nổ rất hay! Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt hạt đậu này đã nổ ra trong giữa đám người Thập Tam Thanh Y. Nhất thời hạt đậu này nổ ra nhỏ vụn giống như những hạt thiết quắc tử. Thiết quắc tử này đều có hình tam giác, đa dạng nhiều mặt, Thập Tam Thanh Y lại bị mất những 7, 8 người. Tất cả đều ôm bụng sờ chân mà kêu thảm thiết. Những loại thiết quắc tử này rất đau, bởi trong thiết quắc tử còn có nước độc. Lát sau những người này chảy máu, sau đó máu biến thành màu tím đen, đau đớn đến mức tắt thở, thi thể đều biến thành màu đen. Độc này thật lợi hại. Diệp Phàm hừ nói. Mãn Thiên Vân vừa nhìn thấy đột nhiên xoay người bỏ chạy. Mấy người còn lại của Thập Tam Thanh Y cũng quay đầu chạy ra ngoài. Còn muốn chạy sao, chạy đi bà ngoại sao? Diệp Phàm hừ một tiếng, xuất ra một chưởng, tiếng thình thịch phát ra, Mãn Thiên Vân giống như túi cắt nện vào trong cây thiết xỉ. Tên này kêu lên thảm thiết, lại bị Vương Nhân Bàng cuồng đạp cho mấy đá, giãy giụa trong rừng thiết xỉ, không lâu sau toàn thân là máu. Bởi vì cái lợi hại nhất của Mãn Thiên Vân là hạt đậu tương, mạng sống trong tay chỉ có thể buông xuôi. Tên này giãy giụa đang muốn chui vào đống cát. Nhưng mà lúc này thanh kiếm dưới cát lóe lên ánh đao. A! À, tiếng kêu của Mãn Thiên Vân thảm thiết rung trời. Hai cái lỗ tai bay ra, kiếm quang lại lần nữa lóe lên kề sát mặt. Nhưng mà Diệp Phàm liền ra tay hút thanh kiếm qua. Trước tiên giữ lại, đừng giết chết. Diệp Phàm xung phong liều chết. Một tiếng giống lên vì phẫn nộ, quần áo của Mãn Thiên Vân bị rách kéo hết rồi, ngay cả cái quần xịt cũng không tha, Mãn Thiên Vân trần trụi bị sứa đá cho một cước giống như nên phải cây thiết xỉ vậy. Chương 3171, gã này là thật hay giả? Cây thiết xỉ kia cũng không phải đùa, đối mặt với Mãn Thiên Vân người trần truồng như kia thật là một sự tiếp đón không khách khí. Cây thiết xỉ không ngừng truyền tới âm thanh thảm thiết của Mãn Thiên Vân, thủy mẫu dùng sức bú sữa đang phát tiết. Sau đó, toàn thân Mãn Thiên Vân là máu, trên người đầy là những cái gai dài của cây thiết xỉ. Tương đối rồi, thu tay lại đi. Diệp Phàm nói. A, à, tiếng thét cuối cùng của Mãn Thiên Vân vang lên, đúng quần đã bị thủy mẫu châm cho mấy cái gai vào. Tiểu đệ của Mãn Thiên Vân đã che kín chỗ màu chảy, Vương Nhân Bàng cùng đám người Diệp Phàm nhìn xem mà lạnh cả lưng. Cơ thể Vương Long Đông run rẩy, sợ tới mức lùi lại sau mấy bước, vội né sau lưng Diệp Phàm.
dường như thủy mẫu đã biến thành yêu ma quỷ quái, trở thành truyền kỳ lớn nhất ở Vân Thị. Cha, mẹ, con gái báo thù cho cha mẹ rồi. Thủy mẫu kêu to thảm thiết, hướng tay xuống dưới tóm lấy tiểu đệ của Mãn Thiên Vân trong tay. Ả này thật độc ác, quẳng tên này vào tảng đá. Nâng cái chân của ả ta lên dẫm một cách hung hăng, trực tiếp lấy chân dẫm thành bánh chẻo mới chịu dừng chân. Cuối cùng, ả ta lại đem phần thịt dính đầy máu đùa giỡn trước mặt Mãn Thiên Vân, đem cái thứ này làm nhân bánh chẻo mà Mãn Thiên Vân đang ăn vào mồm. Ngay cả Thất Gia cũng nhíu mày, đám người Hùng Bàn Tử đều đổ mồ hôi, từng người đều không dám nhìn thủy mẫu. Vương Long Đông cùng Vương Nhân Bàng, hai người này còn phản xạ có điều kiện sờ sờ vào đũng quần. Cảm thấy đồ chơi vẫn còn, lúc này mới thở nhẹ nhàng. Diệp Phàm cũng khó thu lại những gì ngậm trong miệng, chỉ cảm thấy cổ không có mùi vị gì lạ cả. Các đồng chí đang cảnh cáo bản thân mình, nữ nhân là không thể kích động. Nhanh chóng ngăn lại nếu không sẽ đùa chết tên này mất. Diệp Phàm kêu lên, đồng thời ngăn thủy mẫu lại. Chó chết, thật là yếu khí, còn phải ngăn máu chảy và băng bó cho tên suy yếu này nữa. Trương Ẩn Hào mắng mỏ, mở ra hộp cứu thương, Mãn Thiên Vân sớm đã hôn mê, thủ hạ của y còn lại 5 người. Tất cả đều bị đánh ngất xỉu rồi, ngay cả dây thừng cũng có thể tỉnh rồi. Diệp tiên sinh, cậu nhìn ra điều gì không? Thất Gia đi tới nói. Thất Gia nghi ngờ ngươi không phải người của Thập Tam Thanh Y, Mãn Thiên Vân là giả. Diệp Phàm nói. Đúng là như vậy, lịch sử tung hoành sa mạc của Thập Tam Thanh Y đã tới mấy ngàn năm, sao tài năng lại thấp như vậy, bên chúng ta không có ai bị thương cả. Mà bên họ tất cả đã bỏ cuộc dừng tại đây. Nếu Thập Tam Thanh Y lúc đó tinh tuyệt đời sau Vương Đệ Đệ, không thể yếu đuối như vậy được. Mặc dù là xã hội hiện đại, nhưng dụng ý mà tổ tiên truyền lại thì chỉ có cực ít người mới có thể kế thừa. Theo như nhiều môn phái hiện nay, Thiếu Lâm Võ Đang, Nga Mi, Không Động, tuy là không thể so sánh với nghìn năm trước. Nhưng mà bọn họ vẫn có thực lực nhất định, đây gọi là kế thừa, Thập Tam Thanh Y cũng không nhiều, các người nên hiểu là không thể không rơi vào tình thế này. Thất Gia nói, ừ, tôi cũng thấy có chút kỳ lạ. Nhưng mà đợi Mãn Thiên Vân tỉnh lại chúng ta hỏi thử xem. Có điều, ở đây không thể giả ngốc lâu được, trước tiên tìm một nơi an toàn rồi nói. Nhưng mà bây giờ không có người dẫn đường, đối với chúng ta, sa mạc này càng nguy hiểm. Diệp Phàm nói. Ừ, dựa vào cảm giác. Thất Gia nói, Diệp Phàm tiếp đón mọi người rời khỏi rừng cây thiết sỉ. Sau đó bằng cảm giác tìm gò đồi trú tạm tránh gió. Sa Thiên dẫn đám người hổ sỉ đảm nhận nhiệm vụ cảnh giới. Vốn dĩ hổ sỉ là không chịu phục, nhưng mà Thất Gia mà gật đầu thì hổ sỉ cũng không dám phản đối. Sau 2 giờ, Mãn Thiên Vân đã tỉnh lại. Ngươi là Mãn Thiên Vân. Diệp Phàm hừ lạnh nói. Các người muốn làm gì? Mãn Thiên Vân hung tợn nói, y biết mình coi như xong rồi. Mỗi người trong Thập Tam Thanh Y chắc chắn có một tấm bản đồ, mau mang ra đây. Chúng ta chỉ cần bản đồ, những cái khác chúng ta không có hứng thú. Diệp Phàm nói. Chúng ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, còn có cái bản đồ gì mà thiên tài trong chốn làm quan cũng coi trọng. Tất cả chỉ là nói nhảm. Mãn Thiên Vân nói. Nếu ngươi không nói, e rằng hai cái chân của ngươi cũng không giữ nổi. Chết tử tế không bằng sống vô lại. Tự ngươi nghĩ được rồi, tôi cho cậu một phút suy nghĩ. Diệp Phàm hừ nói. Tới đây, đau đớn cho một đao, Mãn Thiên Vân tôi 18 năm sau vẫn là một trang hảo hán. Mãn Thiên Vân quát. Sa Thiên cho tên này nhìn lại lợi hại một cái. Diệp Phàm nói, Sa Thiên tiến lên, cầm khống nhu lên, cốt thủ này nằm trong tay cậu ta thể hiện ra khá là thành thạo. Bọn người Thất Gia vẻ mặt nghi hoặc nhìn Sa Thiên đùa giỡn. Lát sau, âm thanh của Mãn Thiên Vân từ thấp lên cao. Toàn thân sốt run lên, sau đó đầu biến thành rối mù. Ta nói. Mãn Thiên Vân cuối cùng cũng không mở miệng. Sa Thiên bước đến, răng rắc vài cái. Tôi giấu ở một nơi bí mật, cách nơi này 5 mét. Nơi đó không có tên, chỉ có ta biết. Mãn Thiên Vân nói. Nhưng mà, tôi hy vọng các người là người cầm được tranh đi. Buông tha ta và thủ hạ của ta. Ha ha, sau khi chúng ta cầm được bản đồ trong tay thì phải kiểm tra. Nếu có thể lấy được nó thì nhất định chúng ta sẽ tha cho các người. Đối với mệnh của các người, chúng ta không có hứng thú. Diệp Phàm cười nói. Thủy mẫu. Cậu thấy anh ta là Mãn Thiên Vân không? Diệp Phàm hỏi. Không thể khẳng định, lúc đó tôi còn quá nhỏ, không nhớ rõ nữa.
nhưng mà Mãn Thiên Vân năm nay cũng sắp 60 rồi. Người này có phải là còn trẻ không? Thủy Mẫu nói. Ừ, người này có thể là giả, nhưng mà người này là giả thì người thật ở đâu? Vậy thì nhất định trong tay người này không có bản đồ kho báu. Chỗ mà cậu ta chỉ rất có thể là một cái giếng không? Vương Nhân Bàng nói. Nhưng mà tôi thấy có chút kỳ lạ. Mãn Thiên Vân tại sao phải là một người giả? Người thật chẳng phải có tác dụng sao? Ra tay cái là có thể tiêu diệt chúng ta. Mãn Thiên Vân làm như vậy rốt cuộc là có ý đồ gì? Thất gia nói. Đúng vậy, tên này suýt chút nữa đã giết chết hết quân của chúng. Hùng Bàng Tử gật đầu. Có khi nào bên trong nó ẩn chứa một âm mưu to lớn, tôi nghĩ Mãn Thiên Vân đã bày ra một đại cục, chỉ chờ chúng ta mắc câu. Hơn nữa Mãn Thiên Vân tạm thời chưa thăm dò được tin tức của chúng ta, đương nhiên là muốn giăng lưới bắt một mẻ rồi. Bọn họ làm vậy, chẳng phải là vì cái bản đồ kho báu trong tay chúng ta sao? Tôi đoán bọn họ đã nảy sinh nghi ngờ sau khi phát hiện ra Thủy Mẫu. Vì vậy mục tiêu của bọn họ giống chúng ta. Không có bản đồ trong tay chúng ta thì những thứ bọn họ có trong tay cũng chỉ là phế phẩm. Cứ như vậy chúng ta sẽ thả câu bọn họ đang thả câu lại chúng ta. Diệp Phàm nói, chỗ này càng ngày càng loạn, có điều, tôi tán thành người này là giả. Mãn Thiên Vân không thể ăn hại như vậy. Thất gia nói, còn một khả năng, Mãn Thiên Vân bị người khác theo dõi. Bọn chúng là kẻ thứ ba, cũng có thể là vì bản đồ kho báu. Chỉ có điều bọn chúng làm sao biết bản đồ kho báu nằm trong tay chúng ta, điều này khiến người ta khó hiểu. Trương Ẩn Hào nói, cẩn thận một chút, chúng ta chỉ có một con đường để đi, đó là đi tới nơi mà Mãn Thiên Vân giả đã nói. Nhưng mà, đoán chừng là đang có một trận địa gian khổ đang chờ chúng ta rồi. Thất gia nói, sợ cái cứt gì? Ngưu Bá nói, buổi sáng hôm sau, Mãn Thiên Vân bị Sa Thiên ép phải đi trước dẫn đường tới Huyết Long Kiêu Hùng. Đi đường không gặp chuyện gì. 9 giờ sáng hôm sau, Mãn Thiên Vân chỉ tay phía trước nói rằng tới nơi rồi. Đám người Diệp Phàm tản ra xung quanh xem xét xung quanh, lấy ống nhòm quan sát cẩn thận. Bản đồ kho báu mà ngươi nói đang giấu ở trước mặt, có phải là bên kia bờ sông? Diệp Phàm hỏi. Đúng vậy, các ngươi nhìn xem, chính là bên trong cái thành lũy bị phá bên kia bờ sông. Đây chính là nơi đóng quân của Tinh Tuyệt Quốc thời cổ đại. Bên trong thành lũy đóng quân làm bằng đất vẫn còn một vài căn phòng rách nát. Chỉ là đã không có người ở từ lâu rồi. Mãn Thiên Vân nói. Quái lạ, người trong sa mạc đều sinh sống ở những nơi có nước. Phía trước đây còn có một con sông, nguồn nước dồi dào, còn có bèo, rong. Sa mạc này thật là vùng đất trù phú, tại sao lại không có người ở chứ? Thất gia hỏi. Điều này tôi cũng không rõ lắm, dù sao cũng là không nhìn thấy người ở. Đoán chừng là do hoàn cảnh nơi này đặc biệt, không thích hợp cho người ở. Hoặc là do thành lũy đóng quân của Tinh Tuyệt Quốc thời cổ, theo truyền thuyết thường có ma quỷ xuất hiện khiến con người sợ hãi. Mãn Thiên Vân nói. Đi, chúng ta qua sông. Thất gia liếc mắt nhìn Diệp Phàm. Sa Thiên, để Mãn Thiên Vân đi trước dẫn đường. Diệp Phàm dùng ánh mắt nói với Sa Thiên. Mãn Thiên Vân nghe thấy quả nhiên sắc mặt hơi thay đổi. Mãn Thiên Vân, hãy nói thật cho chúng ta biết. Nếu có nói sai thì cậu là người chết trước. Diệp Phàm cười lạnh nói. Ta sẽ không lừa gạt các người, bộ dạng của tôi bây giờ thành ra thế này rồi, mạng sống đã nằm trong tay các người rồi, tôi còn thế nào được nữa. Mãn Thiên Vân nói. Từng người đi một. Diệp Phàm nói, Sa Thiên dùng mấy cây gỗ bỏ đi làm thành phao vứt xuống sông. Cách một đoạn vứt một cái xuống. Mọi người đều là cao thủ, nếu chân có thể xác định chính xác vị trí thì chỉ cần mấy bước là qua được sông. Sa Thiên ép Mãn Thiên Vân đi đầu, y thuận lợi sang tới bờ bên kia. Diệp Phàm dẫn mọi người đi qua sông. Tất cả mọi người đều qua sông thuận lợi, nhưng thật sự đã được một phen hết hồn. Nhưng mà đám người Diệp Phàm không hề lơ là cảnh giác, trái lại còn đề cao cảnh giác hơn. Không lâu sau lại đến chỗ mấy căn phòng đổ nát. Phát hiện những căn phòng này đều là mái tròn, bởi đã bị bào mòn theo thời gian, các phòng đều đã bị đổ nát, sự nguy hiểm khá cao. Nếu người náu trong phòng này thì cũng khó bị phát hiện, cho dù Diệp Phàm có đôi mắt thần thì cũng khó phát hiện ra có người trong phòng này. Dù gì thì đôi mắt ưng cũng chỉ có hạn chế. Diệp Phàm chia người ba đợt lần lượt tiến vào. Đương nhiên, Diệp Phàm và Vương Nhân Bàng phối hợp đi đầu. Lần lượt từng phòng một được điều tra, nhưng cũng đi qua được hơn 10 phòng. Chính là ở phía trước. Mãn Thiên Vân chỉ tay vào ngọn núi nhỏ, nói.
Đồ giấu trong núi sao? Diệp Phàm hỏi. Đây là núi Hoàng Thổ, đã hóa thành đá một nửa rồi, khá là cứng. Bằng không nhiều năm như vậy đã sớm đổ rồi. Năm đó, tổ tiên của chúng tôi đào một cái hang trong núi. Căn phòng đổ nát phía trước núi dùng để che giấu cái hang. Cái hang ở phía sau căn phòng, để vào được thì chỉ có thể dựa vào cách của tôi. Chương 3172, quá mạnh rồi. Mọi người hãy cẩn thận tiếp cận căn phòng, đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm đang nhìn một lượt, kỳ lạ là không phát hiện ra phản ứng sóng điện của ai cả. Nói chính xác trong phạm vi 500 mét trong căn phòng này là an toàn. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng sẽ không dễ dàng tiếp cận căn phòng như thế. Hắn và Thất Gia tách ra xung quanh nội trong phạm vi 1 km bắt đầu đi tìm kiếm, cũng không phát hiện ra dấu tích gì cả. Nhưng, càng tiếp cận gần căn phòng thì thần kinh của mọi người lại càng căng thẳng. Mà Sa Thiên nhận trách nhiệm đề phòng đợi người bên ngoài đang đem thuồng nhìn tất cả mọi thứ xung quanh. Diệp Phàm, trong phạm vi 5 mét tạm thời không phát hiện ra có gì khả nghi cả. Sa Thiên báo cáo lại. Ở trong phòng khoảng nửa giờ. Thất Gia, nếu chúng ta không đi vào trong thì vĩnh viễn không mở được bí mật, không lật lịch sử sang trang mới được. Ngang dọc đều đã đến rồi, cũng không tra ra kết quả gì, muốn phát tài phải liều mạng. Diệp Phàm nói. Đi, chiến thì chiến. Hai người tôi và Hùng Bàn Tử, bên anh ba người, chúng ta cùng nhau đi vào. Bên ngoài cách 300 mét tiếp ứng. Nếu bên trong thực sự bị vùi lấp càng nhiều người vào thì càng gặp nhiều khó khăn. Thất Gia nói. Diệp Phàm gọi Vương Nhân Bàng và Trương Ẩn Hào, bản lĩnh của Vương Long Đông còn thấp một chút, tạm thời vẫn thích hợp đảm nhiệm nhiệm vụ canh chừng bên ngoài. Trong phòng còn lại ít mẩu gỗ bị sập và bùn, ngoài ra không còn cái gì cả. Đi ra đằng con đường phía sau núi. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Mãn Thiên Vân. Ở trong này, bàn tay Mãn Thiên Vân chỉ về hướng cái lỗ thủng trên tường. Diệp Phàm phát hiện, lỗ thủng này là lỗ xuyên thủng, có thể xuyên ra bên ngoài được. Tại sao một cái lỗ xuyên thấu lại thành nút nhấn bộ phận then chốt chứ, thật là làm người ta nghi ngờ. Chạy đi đâu bây giờ? Thất Gia gầm rú lên một tiếng, viên đạn trong tay bay về phía Mãn Thiên Vân, nhưng, lúc này, hình tròn trên đỉnh căn phòng đột nhiên bay về phía Vương Nhân Bàng đang chấn ép Mãn Thiên Vân, Vương Nhân Bàng và Trương Ẩn Hào không có cách gì cả, một tay giơ ra đỡ mũi tên một tay nắm chặt Mãn Thiên Vân. Diệp Phàm cũng nhanh tay chộp lấy Mãn Thiên Vân, đúng lúc này. Đột nhiên, nổ một tiếng vang kinh hoàng, trong nháy mắt nội khí mạnh mẽ đã bay ra trước mặt Diệp Phàm và Thất Gia. Cảm giác nội khí này vô cùng mạnh mẽ, Diệp Phàm và Thất Gia dốc toàn lực ngăn chặn lại. Bị nội khí này đẩy lại phải lùi lại mấy bước. Ngay trong nháy mắt, vùng đất đột nhiên lõm xuống, Mãn Thiên Vân rơi xuống. Lùi ra trước đã, Diệp Phàm nói. Trong khi mấy người đề phòng đang lùi lại, một âm thanh nổ vang trời truyền đến. Phòng rung chuyển, bụi bay lên. Toàn bộ phòng ốc đều bị sập xuống. Đám người Diệp Phàm nhanh chóng muốn bỏ chạy, nhưng, lúc này mũi tên trong nước trên vách núi đá đột nhiên chảy bay ra rất nhiều, những mũi tên nước này bắn ra nội trong vòng hơn 100 mét tạo thành hơi nước trên không trung rất kỳ dị. Mấy trăm mũi tên nước này giống như quay ngược chiều kim đồng hồ xoay tròn với tốc độ cao, đám người Diệp Phàm chuyển những mũi tên nước này. Nhất thời cũng bị xoay tròn lên. Diệp Phàm vẫn rất bình tĩnh, lực nước cuốn rất mạnh. Vương Nhân Bàng, Hùng Bàn Tử và Trương Ẩn Hào đều xoay tròn lên, mọi người đều cố gắng giãy giụa nhưng không có cách nào ổn định lại cơ thể. Thất Gia, chúng ta hợp lực lại kéo bọn họ ra. Diệp Phàm kêu lên, song trưởng, đập vào chỗ mũi tên nước đấy. Âm thanh quái dị vang lên đánh bang, mũi tên nước nhất thời bị Diệp Phàm dùng trưởng sắc bén chặt đứt mấy chục cái. Nhưng, mũi tên nước này chảy cuồn cuộn không ngừng, giống như trong núi có dòng nước cao áp phun ra bên ngoài. Tuy nói Diệp Phàm đã chặt đứt được một số rồi, nhưng mặt khác lại có mấy chục cái bay ra. Cứ liên tục như vậy không ngừng mấy chục cái sau đó đương nhiên cũng có kết cục như vậy, với khả năng của Thất Gia muốn cứu người cũng không có cách nào. Bởi vì lực xoay tròn của mũi tên nước quá lớn, tay duỗi ra toàn bộ cơ thể cũng bị cuốn trôi vào đó, trừ phi là chặt đứt lực xoáy vòng tròn này, bằng không, không có cách nào cả. Mà đúng lúc này, cũng bắt đầu lũ lụt rồi. Trong nước đột nhiên xuất hiện mấy chục hình ảnh. Tất cả đều vây quanh căn phòng. Sa Thiên nhanh chóng sắp xếp mọi người áp chế không cho những người này tới gần chiến thần quỷ. Uy lực của súng trường cứ nhằm vào cao thủ mà bắn, đối phương muốn tiến thêm một bước cũng khó. Chỉ cần lộ bóng dáng lập tức sẽ bị chết. Suy cho cùng, mặc dù là đối mặt với tiên thiên cường giả,
công suất bắn súng trường cũng không thể trực tiếp ngăn cản bằng xương thịt được. Đương nhiên, đối với người tiên thiên cường giả, nếu như anh ta cảnh giác, anh căn bản là không có cơ hội rồi, hoặc là tốc độ của bọn họ nhanh hơn, sẽ phát hiện ra sớm hơn. Bị địch bao vây tứ phía như vậy, không có ai đi vào phòng cũng nhanh chóng chạy đến giúp đỡ đám người Sa Thiên. Thật ra, bọn họ cũng sắp không trụ được rồi. Đối mặt với vòng xoáy của mũi tên nước kỳ dị này, mọi người đều có cảm giác ở cạnh cơn lốc. Thất gia ra lệnh cho bọn họ không được nhúng tay vào, bởi vì, bản lĩnh của bọn họ quá yếu, cũng không giúp được gì. Không lâu sau, vòng xoáy mũi tên nước giống như bùng nổ. Lúc này lực của mũi tên nước còn mạnh hơn gấp 2 lần so với vừa nãy. Lực của vòng xoáy kia thật đáng sợ, một âm thanh bang truyền đến. Tiếng kêu của mũi tên nước quỷ dị vang lên lặp đi lặp lại, giống như xoáy nước lớn quét một lượt vậy. Diệp Phàm và thất gia muốn thoát thân ra nhưng lại không được. Trong nháy mắt, tất cả 5 người đều xông vào vòng xoáy nước, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, âm thanh ầm ầm vang lên, bang một tiếng. Mấy người này cảm giác như bị rơi thẳng xuống, đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm phát hiện hình như tất cả tòa nhà đều bị vùi lấp rồi. Ngoảnh lại nhìn, vội kêu lên. Không hay rồi, mọi người hãy kề sát tường đi, bên dưới có mũi nhọn. Đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm có ý cứu người, phát hiện phía dưới mười mấy mét có một vật gì đó sắc nhọn màu đen, chắc chắn là cái bẫy giết người rồi. Nghe Diệp Phàm nhắc tới, 5 người có vẻ bản lĩnh cao cường, Vương Nhân Bàng đâm con dao vào tường để đi, tuy nói trượt được mười mấy mét, nhưng chiếc dao rất sắc, vẫn là bị nó đẩy mạnh vào tường xoay sở một lúc cũng dừng lại. Công lực của Trương Ẩn Hào rất yếu, phi tiêu trong tay anh ta không thể đâm thủng được. Trích huyết tử của Diệp Phàm lúc này phát ra công dụng, ném về phía vách đá. Những cánh hoa này đã xuyên vào trong tường thạch bích rồi, hai tay Diệp Phàm lại kéo Trương Ẩn Hào lại, Trương Ẩn Hào dùng phi tiêu cuối cùng cũng đâm được vào tường. Quay đầu vừa nhìn thấy, Hùng Bàn Tử vẫn còn đang rơi xuống, nhưng thật ra thất gia cũng đứng ở một chỗ vững chắc rồi. Thất gia, tiếng kêu thảm thiết của Hùng Bàn Tử vang lại. Diệp Phàm nhanh chóng hút lên, nội khí vô cùng mạnh, cơ thể của Hùng Bàn Tử dừng lại một chút. Hãy nhanh chóng xuyên cái đồ này lên tường đi. Diệp Phàm kêu lên. Hùng Bàn Tử hốt hoảng lúng túng cuối cùng cũng tỉnh táo lấy đồ ra xuyên vào tường. Bởi vì, lúc này toàn dựa vào nội khí mà Diệp Phàm hút lại để anh ta ngừng lại ở trên không trung. Phương pháp này tiêu hao rất nhiều nội khí, kiên trì không được bao lâu. Lúc này Hùng Bàn Tử rất nguy hiểm, nội khí tự nhiên cũng nhiều. Cũng sắp xuyên được một chỗ cố định rồi. Nhìn xuống, vật này được cắm trên tường anh ta cách mặt đất hơn 10 mét, nếu cứ thế này mà rơi xuống, Hùng Bàn Tử nghĩ lại tình huống này mà run hết cả lên. Người này không ngẩng đầu lên nhìn Diệp Phàm, ánh mắt tỏ vẻ khá cảm kích. Như vậy đi xuống cũng không phải là một chuyện, đoán chừng đằng sau việc xuyên vào trong này còn có một con đường khác nữa. Nhưng, tôi thấy con đường này không giống như là người hiện đại có thể xây dựng được. Diệp Phàm nói. Ai, vừa nãy nội khí của con xúc sắc mạnh kia vô cùng kỳ lạ. Nếu như thực sự là cao thủ làm thì có thể xuyên qua bất cứ cái gì, có thể trực tiếp nhảy lên và tiêu diệt chúng ta. Về mặt này, có vấn đề gì hay không? Thất gia đang đứng trên vách đá, nói. Tôi nghĩ, nội khí của dòng vừa rồi có phải là tổ tiên thập tam thanh y sớm đã thiết kế tốt rồi. Loại nội khí này tuyệt đối không thua kém tiên thiên cường. Hiện tại trong thập tam thanh y còn có tiên thiên cường giả. Chúng ta còn chơi cái gì nữa? Diệp Phàm nói. Nội khí cũng có thể thiết lập sẵn được, sao có thể? Hơn nữa, nếu như quả thật tổ tiên thập tam thanh y có thể thiết kế phối hợp tốt để xuyên thủng như thế, nhiều năm như vậy rồi sao có thể bảo tồn được chứ? Thất gia không tin, nhưng ngược lại Diệp Phàm lại tin. Bởi vì, đán phi tử ở hoang đảo có thể dùng toàn bộ nội khí để ngưng tụ thành hình dáng, vậy sao lại không bảo tồn được nội khí chứ? Còn có nội khí của thiền sư Bảo Trí được giấu ở trong xương cốt mấy nghìn năm cũng không việc gì, cũng có thể chứng minh được điều này. Cũng không hẳn là không có chuyện như thế, nhưng, rốt cuộc thì có chuyện gì chúng ta tạm thời cũng nên sắp xếp lại. Chỉ là, trước mắt đối với chúng ta mà nói việc quan trọng nhất là tìm được đường ra. Nếu như đi lên trên chắc chắn là không được, người ta sớm đã tính toán rồi. Thất gia nói, nhìn quanh bốn phía. Phát hiện ra cái bẫy này rộng khoảng hơn 10 mét. Vách tường tự nhiên có một tảng đá chắn, cũng không hiểu tảng đá này từ đâu tới, sa mạc trung thạch đầu là một nơi rất khó có thể đến được. Lúc trước chúng ta đều ngồi chồm hổm đi vào cái bẫy này, trên đó rơi cái gì xuống chúng ta cũng không còn chỗ ẩn nấp nữa. Diệp Phàm nói,
sau đó rút con dao găm của quân đội ra nạo vét tường. Đặc thù khi truyền nội khí, con dao có thể xuyên vào dài 1 mét, bởi vì nội khí của Diệp Phàm rất mạnh, đạt tới mức trữ lượng nội khí cấp tiên thiên rồi. Nếu như công lực này thuộc về cửu công niệm hồn thuật và lang thuật của Duy Cơ Tư, một là gần đan điền hơn, hai là có thể bảo tồn được nội khí ở trong xương cốt, cách này cũng có ít. Nhưng, khi Diệp Phàm dễ dàng đào được vào cách đó khoảng ngư long thập bát thước thì có một tiếng xôn xao, Diệp Phàm chạy nhanh về phía phát ra âm thanh. Phát hiện bên trong tự nhiên có rất nhiều chất lỏng màu đen phun ra, nghe thử, mắng. Ôi mẹ nó chứ, bên trong còn chứa nước độc chứ. Phải làm sao với cái này bây giờ? Thất gia nhíu mày xuống. Để tôi giải quyết nước độc này. Diệp Phàm hừ, sau đó bắt đầu dùng chưởng mở đường nước trong động. Thử một chút, còn có thể chấp nhận được. Tốc độ vận công nhanh như thế này, dốc toàn lực hút hết tất cả nước độc. Thật đúng là không còn gì để nói. Tổ tiên thập tam thanh y này còn có thể làm được độc nước này, đối với người nửa độc như Diệp Phàm thế này chẳng khác gì đưa thức ăn vào miệng giữa trời đầy tuyết cả. Lúc bắt đầu còn cảm thấy có chút khó chịu, nhưng, sau đó đã thích ứng được rồi. Việc này đối với người luyện võ bình thường mà nói, muốn dùng độc tố để lấy mạng của Diệp Phàm thì khó lắm không được đâu. Sau khi chuyển hóa độc tố tích tụ tại đan điền, nửa giờ sau, Diệp Phàm dọn sạch trong phạm vi mấy mét. Sau khi giải quyết xong chỗ độc nước này, việc đi lại cũng thuận tiện hơn nhiều. Cũng không hiểu được các tổ tiên cẩu thập tam thanh y biết cái chỗ quái thai này có tức giận đến nỗi chui ra khỏi quan tài không. Bọn người Vương Nhân Bàng và Thất Gia đi vào, mọi người cuối cùng cũng tạm thời được thở nhẹ nhàng. Chương 3173, nguy hiểm từng bước. Ngồi trong động so với đứng trên vách tường phải mạnh mẽ hơn nhiều. Sau khi năm người thức xong cũng có cảm giác thoải mái một chút, Thất Gia nói. Chỉ bằng chúng ta tiếp tục đi vào, đào hầm tự động ra mà thoát thân thôi. Trước mắt thì cách này an toàn nhất, nhưng, chúng ta nghĩ được bọn họ cũng có thể nghĩ được. Có thể cứ thử trước xem thế nào. Diệp Phàm gật gật đầu nói. Vì thế, Thất Gia liền bắt tay vào làm. Sau khi đào thêm được 1 mét thì có tiếng giòn tan vang lên, Thất Gia không tin vào điểm xấu này, sử dụng tất cả nội khí đào để thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn này. Vẫn là những đốm lửa bốc lên. Tự nhiên đao khí này không đào tiếp được. Kỳ lạ, bùn đất gì mà cứng thế này? Thất Gia ngồi xổm xuống ngơ ngác nhìn cái thứ xây dựng nên kiến trúc hoàng thổ này. Đất là đất, nhưng, lì lạ, trên thế giới này đất sao có thể cứng được? Công lực của Thất Gia, nội khí khí đao này, chính là hợp kim cứng nhất cũng có thể đào được một lỗ nhỏ. Hoàng thổ này sao lại chỉ có một dấu vết như thế này? Diệp Phàm cũng thật sự buồn bực, đôi mắt chim ưng nhìn cẩn thận. Diệp Phàm bắt đầu sử dụng dao mềm nhất của Vương Nhân Bàng, đao khí kia đoán chừng dài hơn 1 mét, cắm xuống chỗ hoàng thổ, chỗ này vang lên một tiếng, lực chấn động của đao này vô cùng lớn, thiếu chút nữa Diệp Phàm làm rơi đao. Diệp Phàm thử lần nữa, nhưng vô dụng. Đừng đào nữa, con đao này sẽ bít chặt lỗ hổng lại đấy. Nếu chiếc đao này bị chặt đứt tôi sẽ đau buồn đấy, sức mạnh bàn tay của anh, đừng gây sức ép cho bảo bối của tôi nữa. Không thể dùng lựu đạn ở chỗ này được. Nếu như tất cả chỗ độc tố này phun ra thì tất cả chúng ta xong đời rồi. Trương Ẩn Hào nói. Diệp Phàm ép con rơi chui vào trong hoàng thổ, chẳng qua, lần này thất bại rồi. Nội khí con rơi này có thể xuyên qua sắt thép, có thể xuyên qua những tảng đá cứng nhất, nhưng lại không thể xuyên vào hoàng thổ được. Nhưng, con rơi cũng cảm thấy có một chút sát khí. Diệp Phàm nghĩ một lúc cũng hiểu rồi, cười đau khổ nói. Thôi chết rồi. Hoàng thổ này giống như cao thủ dùng nội khí ép mà thành, độ cứng đoán chừng có thể là hợp kim cứng nhất. Xem ra chỉ có chất lượng nội khí của chúng ta kết hợp với sức mạnh mà chúng ta vượt qua lúc đầu mới có thể phá vỡ được. Lão tổ tiên thập tam thanh y sao có thể làm như thế được nhỉ? Trước đây ông ấy có thể thiết kế ra cái kiểu này. Sức lực thực sự đoán chừng cũng vượt qua cảnh giới tiên thiên rồi. Nghe nói 1-2000 năm trước, cao thủ tiên thiên không bằng cả loài chó. Mãn Thiên Bá cũng đã đạt đến cảnh giới cao thủ rồi. Cách này không thể được, phải nghĩ cách khác thôi. Thất Gia thở dài. Chỉ có thể ở trong cái hố này thôi. Diệp Phàm nói. Phía dưới đoán chừng còn nguy hiểm hơn. Thất Gia nói. Cũng không thể sống như thế này đến chết được. Hơn nữa, đoán chừng mọi người ở trên cũng đang phải đấu với thập tam thanh y rồi. Nếu trong số bọn họ có cao thủ, người của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm thôi. Khi bọn họ rơi xuống. Chúng ta cũng bị chôn vùi rồi. Trương Ẩn Hào nhăn mặt nhăn mày lại.
Nếu phía dưới cũng có loại đất vàng cứng như thế này, chúng ta thật đúng là không có cách nào ra ngoài cả. Hùng bàn tử nói có chút ủ rũ. Chắc cũng không như vậy đâu, loại nội khí để ép ra loại bùn này cũng không phải là cải trắng có thể tùy ý mà nhặt được. Dù là lão tổ tiên thập tam thanh y thời cổ đại cũng khó có thể làm được nhiều như thế. Đương nhiên, trước đây bọn họ có thể tạo ra cái này cũng có thể nghĩ đến điều này. Bên dưới chắc chắn thiết kế có chút đặc biệt, giống như cung tên, nỏ tên, ám khí, khói độc rắn chẳng hạn chúng ta cũng nên chú ý. Bên dưới nhất định là một con đường giết người, cũng gần giống hoàng tuyền đấy. Hơn nữa, tôi nghĩ, lão tổ tiên thập tam thanh y lúc trước mạnh bạo như vậy chắc chắn không phải là thiết kế cho chúng ta. Mà trước đây đoán chừng là thiết kế cho đối thủ cũng là cao thủ như bọn họ. Chỉ có điều vẫn chưa dùng, 1000 năm sau chúng ta lại dùng. Diệp Phàm nói, dù sao cũng chết một lần, chúng ta cứ thử đi. Vương Nhân Bàng mắng, chỉ có thể như vậy, bốn phía không có đường ra, càng không thể lên trên được. Thất gia gật đầu nói, Diệp Phàm gật đầu chạm vào vách tường, người lúc này giống như con tắc kè vậy, hai tay hai chân khó bám vào tường được. Bởi vì nội khí tự nhiên phát ra công năng. Nếu bị hút vào trong thì có thể sinh ra một lực hút rất mạnh, chân và tay có thể xuyên qua vách đá được, đối với Diệp Phàm mà nói rất dễ làm. Nhưng khi vừa bước vào cách phía mũi nhọn có khoảng 8 mét, vang một tiếng, một mũi tên nhỏ dài màu đen bắn ra. Diệp Phàm nhanh chóng nghiêng người qua, chiếc mũi tên này không trực tiếp đi vào vách đá, có thể thấy được tốc độ cực nhanh, cường độ rất tàn nhẫn. Thử lại một lần nữa, chỉ cần chạm đến chỗ cách hơn 8 mét, mũi tên kia lại bắn ra. Hơn nữa, không chỉ là một mũi, mà có rất nhiều mũi tên bay ra giống như có mấy cái súng máy kết hợp với nhau bắn phá vậy. Loại mũi tên này có dính độc, hơn nữa cường độ mạnh như thế, mặc dù đoán chừng tiên thiên cường giả cũng không dám dùng chính xương cốt để ngăn cản đâu. Năm người đành phải rút lui quay lại. Đánh chết. Phải đối mặt với làn sóng tấn công của thập tam thanh y, Sa Thiên ra lệnh, có tiếng súng nổ púp púp, hai thi thể ngã xuống trên bãi sông. Chỉ cần đầu của bọn họ xuất hiện, Sa Thiên đã ra mệnh lệnh dùng súng trường ngắm bắn xử lý rồi. Căn phòng bị phá cách bãi sông còn một khoảng trống, là nơi rất đẹp để phát hiện ra đối phương, nhưng thật ra Sa Thiên tạo điều kiện để giết thập tam thanh y. Thập tam thanh y lần lượt tấn công 3 lần, nhưng, kết quả chính là để lại mấy thi thể trên bãi sông không có ai hỏi thăm gì cả. Tạm thời mà nói, hỏa lực của thập tam thanh y hiện tại áp chế ở trong sông không dám ngóc đầu lên. Chúng ta phải chịu đựng. Người ở bên dưới sẽ nhanh lên thôi. Chỉ cần kiên trì đợi bọn họ lên, tất cả chúng ta có thể giết chết bọn họ rồi. Sa Thiên nói. Mà tổ của Diệp Phàm cũng tới rồi nhìn chằm chằm xung quanh, chẳng qua là tạm thời không có cách nào vào. Nếu như vừa vào mà gặp thập tam thanh y, đối với tổ này mà nói lại là gặp bất lợi. Dù sao, trong thập tam thanh y cũng có người đạt cấp bán tiên thiên. Mà quân của Diệp Phàm cao nhất cũng chỉ là Hồng Tà. Chỉ để anh ta hành động cũng không tiện cho lắm. Nếu như gặp súng ống thật sự rất khó đối phó, cho nên, chỉ có thể tạm thời hy vọng. Sa Thiên truyền tin, thương lượng với Ngô Tuấn trong tổ một chút. Quyết định, nếu tất cả thập tam thanh y tấn công thì sẽ phát động, hai bên tấn công thập tam thanh y. Đương nhiên lệnh của đám người của Sa Thiên của kia có buồn bực tạm thời cũng không đưa trợ thủ giúp các đồng chí bị rơi xuống bẫy được. Cũng không biết được việc sống chết của bọn họ như thế nào. Dù sao, bên này có nhất cử nhất động gì, thập tam thanh y sẽ tấn công, cho nên, hai bên mới giằng co. Ném lựu đạn, cứ ném trước rồi tính sau. Ném lựu đạn ra, cách một khoảng thời gian ngắn lại ném một quả, tất cả những mũi tên ở trên tường lần lượt cũng bắn ra, cũng có thể tạc được những đồ vật sắc nhọn này ở bên dưới. Diệp Phàm nói, chỉ sợ đến lúc đó cạm bẫy đều sụp đổ, tất cả chỗ này đều là nước độc. Cũng không biết trên tường của hang động này còn có bao nhiêu vật nguy hiểm như thế này nữa. Nếu dẫn đến nổ toàn bộ chỗ này, chúng ta thật sự sẽ chết mất. Thất gia nhíu mày nói. Không quản được nhiều như vậy đâu, sống ở trong này chờ chết, chỉ bằng chiến đấu đi. Ánh mắt Diệp Phàm cương nghị. Vậy được rồi, thử ném trước một quả xem sao. Thất gia cũng gật đầu, Vương Nhân Bàng đứng bên cạnh cũng rút lựu đạn ra ném. Một âm thanh ầm ầm thật lớn vang lên, quả nhiên. Có xương khói ở bên trong, mũi tên kia bắn ra giống như mưa vậy. Hơn nữa, thời gian bắn ra cũng khá dài. Sau đó lại ném giống đao khách trong truyện võ lâm truyền kỳ trên mạng. Diệp Phàm hừ nói. Tiếp theo là Vương Nhân Bàng ném, lại là một trận bão tên. Sau khi ném hai quả phát hiện bẫy này cũng không bị sụp đổ.
Diệp Phàm lại bảo Vương Nhân Bàng ném quả thứ ba, năm quả, Diệp Phàm thấy, mũi tên bắn ra đã giảm. Bây giờ thay đổi ném vào bãi cát trên tường. Diệp Phàm nói, dùng dao đâm thật mạnh vào tường với khoảng cách 8 mét và ép chặt lại. Quả nhiên, mũi tên lại bắn ra, nhưng, ít hơn so với lúc trước rồi. Thấy có hiệu quả, đám người Thất Gia lại làm lại. Trong khoảng thời gian ngắn, âm thanh của những mũi tên trong vách tường lại truyền đến, âm thanh chấn động vang lại vách tường. Cổ nhân có thông minh cũng không nghĩ ngày nay chúng ta có lựu đạn, ha ha, có thể đi xuống được rồi. Vương Nhân Bàng nở nụ cười. Đi xuống, những mũi tên này đã không uy hiếp được chúng ta. Diệp Phàm nói, hắn đi xuống đầu tiên. Di chuyển xuống, không lâu sau đó đi vào khu vực 8 mét. Mặc dù vẫn còn một vài mũi tên bắn ra, nhưng uy lực cũng không mạnh. Phía dưới an toàn rồi, phát hiện bên dưới cách 10 mét có rất nhiều mũi tên nhọn. Tất cả được làm bằng thép, nhưng, đã bị lựu đạn phá hủy rơi hết rồi. Bên trong mũi tên có nước, chú ý, có thể có độc. Diệp Phàm nói, thử, quả nhiên có độc, chỉ có điều đoán chừng thời gian cũng khá lâu rồi, độc tính cũng không mạnh lắm. Một trường, mũi sắt đã bị Diệp Phàm cuốn lại thành một tấm lớn. Đáng tiếc là không có máy bơm, bằng không hút được tất cả nước độc có phải là tốt không? Trương Ẩn Hào lắc lắc đầu. Không sao, để tôi giải quyết. Diệp Phàm vươn tay ra hút, một giờ sau hút hết chất độc. Quét hết mũi tên nhọn, hạ chiếc bẫy xuống. Đúng lúc này, một âm thanh lạo xạo vang lên, cái bẫy đột nhiên xoay tròn, dưới đôi mắt chim ưng hình như còn có một cái lỗ thủng. Diệp Phàm nhanh chóng kéo Vương Nhân Bàng và Trương Ẩn Hào, bang một tiếng, rơi xuống. Sao vậy, đồ con rùa rụt cổ không chờ chúng ta. Hùng Bàn Tử đứng chân mũi tên, phẫn nộ quát, âm thanh bang lại vang lên, cũng rơi xuống. Thảm rồi, tất cả đều là con bọ cạp. Trương Ẩn Hào kêu lên, Vương Nhân Bàng sợ tới mức cuống cuồng cả lên, muốn nhanh chóng vứt con bọ cạp trên người xuống. Đừng nóng vội, tất cả đã chết rồi. Diệp Phàm nói. Lấy đèn pin ra soi, quả nhiên tất cả đã chết, tất cả những con bọ cạp này đã bị hóa đá rồi. Chó chết, dọa bố mày nhảy dựng lên. Vương Nhân Bàng kêu lên. Nhìn những con bọ cạp này có thể thấy cũng đã rất lâu rồi, ít nhất cũng 2000 năm. Đã biến thành đá hết rồi. Trương Ẩn Hào nhặt một con lên nhìn cẩn thận. Không đúng, vốn là những con bọ cạp giả được làm bằng đá. Vương Nhân Bàng đột nhiên nhảy dựng lên, đôi mắt chim ưng của Diệp Phàm quan sát, phát hiện đúng là bọ cạp giả. Kỳ lạ, muốn làm bọ cạp giả để dọa người sao? Không thể nào, có thể lúc đầu hấp dẫn các cao thủ thập tam thanh y, còn có thể bị núi này dọa. Vương Nhân Bàng khá buồn. Thật đúng là càng ngày càng kỳ lạ, theo lý mà nói cũng nên có bọ cạp thật thì mới có chút uy lực. Diệp Phàm cũng gật đầu nói. Chương 3174, thần bí lại xuất hiện. Có phải là cao thủ trong này thích bọ cạp hay không, cho nên, ông ta mới làm đồ chơi này. Trương Ẩn Hào nói. Ở nơi quỷ quái này, muốn làm đồ chơi, đầu óc anh có vấn đề à? Vương Nhân Bàng hừ nói. Diệp Phàm cầm con bọ cạp lên cẩn thận nhìn, phát hiện trong bẫy này có hơn 100 con bọ cạp bằng đá có những càng thô và to. Tuy nói là làm bằng đá, nhưng lại có chút không giống khắc từ tảng đá tinh khiết. Bởi vì sờ vào tay có cảm giác mềm một chút. Chẳng lẽ đá đã bị mềm hóa rồi sao, hơn nữa bị nội khí làm mềm đến một nửa rồi. Diệp Phàm lẩm bẩm. Đúng rồi, đoán chừng là như thế, chúng ta dùng nội khí làm mềm. Vương Nhân Bàng vỗ đầu nói. Trước tiên không được vội vàng, nhìn kỹ hãy nói. Diệp Phàm chặn lại nói, đôi mắt chim ưng quét một lượt trên vách đá, đột nhiên đờ người ra, nói. Cái này là cái gì? Hình như là hình vẽ. Vương Nhân Bàng có chút ngơ ngác. Ba người đều ngơ ngác nhìn nhau, suy nghĩ một chút, Diệp Phàm đột nhiên nói. Nhìn xem, bức tranh lộn xộn này giống như là có liên quan đến con bọ cạp bằng đá kia. Nói xong Diệp Phàm lại lấy con bọ cạp đá kia để vào chỗ hình vẽ, kỳ lạ là chúng lại ăn khớp với nhau, giống như con bọ cạp đá kia dùng để thêm vào bức tranh này vậy. Vương Nhân Bàng và Trương Ẩn Hào cũng rất hứng thú, ba người đều lấy con bọ cạp đá ở trên bức tường đặt vào hình vẽ. Thật sự rất tinh xảo. Nếu mà vừa như thế này ấn một cái sẽ rơi xuống thôi. Nếu không ăn khớp với nhau ấn sẽ không được đâu, có điều có cảm giác như xếp gỗ hiện đại vậy. 100 con bọ cạp đá mới ấn được 97 con, còn lại 3 con cho dù ba người Diệp Phàm ấn như thế nào cũng không được, ấn lên những lại bị rơi xuống. Có nhìn thấy không,
những con bọ cạp đá này giống như chỉ ra một con đường nhỏ vậy. Hay đây là cái bẫy chết người? Ánh mắt Trương Ẩn Hào sâu sắc, động não, sức tưởng tượng vô cùng phong phú. Cũng có thể như thế, hay đây là một vị cao nhân nào đó bị giam mà nghĩ ra cái này? Diệp Phàm nói, không có thi thể của cao nhân nào cả. Vương Nhân Bàng nhìn xung quanh bốn phía, nói, có lẽ cao nhân sớm đã thoát ra rồi, chúng ta kiểm tra phía dưới, có thể mở ra thì chúng ta sống rồi, nếu như không mở được chúng ta sẽ bị nhốt ở trong này. Trương Ẩn Hào nói, ba con, trên này cũng chỉ còn ba chỗ trống, nhìn qua cũng không có gì khác, sao lại không ấn được nhỉ, kỳ lạ thật. Diệp Phàm cũng không hiểu tại sao nữa, ngơ ngác nhìn ba con bọ cạp còn lại này. Nếu như muốn đặt cả ba con này là không thể, bởi vì ba chỗ trống này không cùng một chỗ. Chắc chắn là mở ra mới dán vào, chẳng lẽ chúng ta dán sai sao, nếu không sao lại còn ba con này không dán được. Vương Nhân Bàng nói, không thể như thế, dán sai thì đã không dán được rồi. Diệp Phàm lắc đầu nói, Diệp Phàm lại dán lên trên, đôi mắt chim ưng phát hiện ba con bọ cạp đá này nhỏ hơn một chút, ở giữa có khe hở, cho nên mới rơi xuống. Hắn giật mình, sử dụng nội khí từ từ chuyển hóa cho những con bọ cạp đá này mềm ra. Quả nhiên, Diệp Phàm kinh ngạc phát hiện, chất liệu những con bọ cạp này là bằng gỗ, chính là cái loại xuất hiện trong những ngôi mộ cổ thời Đường được dính bằng chất liệu keo rất chắc. Sau khi đẩy nội khí vào trong con bọ cạp cũng dần dần mềm ra. Cho đến khi con bọ cạp này mềm nhũn che được hết khe hở, toàn bộ bức tranh đã khít lại thành một hình hoàn chỉnh. Lúc này, bức tranh tự nhiên sáng lóe lên. Đèn pin ở phía dưới sáng lóe lên, bức tranh này dường như vẫn còn sống, một đường hiện lên trên bức tranh. Không lâu sau đó, Diệp Phàm sợ ngây người ra, thật sự là ngây người ra. Bởi vì, bức tranh này tự nhiên lại xuất hiện một bài thơ. Bài thơ này rất giống với bài thơ mà lúc đầu Diệp Phàm nhìn thấy khi bước vào mộ cổ mà các thiên tài đặc công giới quan trường đều đọc. Lúc trước Diệp Phàm dùng nội khí để mở đường vào cổ mộ phát hiện có một chút tàn của tơ lụa. Trên đó có vẽ một người con trai có bộ râu dài trang nhã mặc đồ màu trắng cầm bình rượu, bên cạnh còn có một vị có ống tay áo màu xanh nhạt, không nhìn ra bức tranh sơn nước mờ nhạt và cô gái xinh đẹp đang cầm đàn nhị, cũng không biết là vẽ chỗ quỷ dị nào của hoa hạ, góc vẽ lúc đấy có một bài thơ không ra vần vè gì cả, rất khó nhìn. Cố Phán Nhất Tiếu Mị Thiên Yêu, Xuân Bộc Hàn Điếu Vạn Cổ Thu, Ngô Tự Hoài Bão Tiếu Hồng Trần, Thiên Khoan Địa Đại Nhâm Tiêu Diêu Lạc Khoản. Lô Định Tông còn cuồng bút viết ra những câu thơ vô cùng khó hiểu. Nhất khuyết song lộng tứ mạc tam hài trung. Cái chó má gì vậy? Vương Nhân Bàng vừa nhắc đến bài thơ vừa hừ nói. Đừng có nóng, bài thơ này rất hay. Diệp Phàm kể lại chuyện lúc đầu mở mộ thời Đường. Chẳng lẽ bức tranh này là bút tích của Lô Định Tông của Lô Gia ở Thủy Châu sao? Hai mắt Trương Ẩn Hào nhất thời giống như là muốn chơi với máu vậy, nhưng gia tộc đấu này lại khá là hứng thú với những chuyện thần bí. Trên bài thơ nên vẽ hình người phong lưu hoạt bát Lô Định Tông, chỉ có điều mấy câu thơ ở bên dưới lại làm cho người ta phải suy nghĩ. Rốt cuộc là có ý gì, chẳng lẽ có liên quan đến con đường thoát ra sao? Mà thiết kế của lão tổ tông thập tam thanh y có phải là để đối phó với Lô Định Tông của Lô gia hay không? Có lẽ, Lô Định Tông chết ở đây cũng không biết chừng. Diệp Phàm nói, vấn đề này cũng khó nói, có lẽ là Lô Định Tông là người phong lưu đến đây du ngoạn. Nhưng khi Lô Định Tông tới thì nước Tinh Tuyệt cổ sớm đã bị diệt vong rồi. Vương Nhân Bàng nói, truyền thuyết kể lại rằng thời kỳ Đông Hán, nước Tinh Tuyệt bị nước Thiện Thiện Hùng Mạnh thôn tính rồi. Sau đó, bị Vương Triều Ngụy Tấn khống chế, thế kỷ 3 sau công nguyên, nước Tinh Tuyệt biến mất. Cách bây giờ đoán chừng cũng hơn 2.000 năm rồi, mà thời Đường lúc ấy vẫn chưa có. Đương nhiên, nước Tinh Tuyệt cũ đã biến mất rồi nhưng Thập Tam Thanh Y đã xây dựng lại. Hơn nữa vẫn tồn tại cho đến bây giờ. Cho nên, cũng không thể chứng minh được Lô Định Tông và Thập Tam Thanh Y không có tranh chấp gì. Những cao thủ thời cổ đại cũng có người nóng tính. Không chắc chắn chỉ vì một trận đánh mà đã thua được. Cũng có thể Thập Tam Thanh Y động chạm đến người đứng đầu của Lô Định Tông, người ta đến để bắt lỗi. Trương Ẩn Hào nói, thật đúng là con mẹ nó thần bí, những người cổ nhân này còn để lại nhiều thứ thần bí quá. Vương Nhân Bàng tức đến nỗi mắng chửi. Lô Định Tông để lại câu thơ cuối cùng ở hai nơi rối rắm không thể đọc được, chắc chắn có nguyên nhân quan trọng gì đó. Bài thơ đầu còn có thể nói được một chút là vẽ về cuộc đời của ông ấy. Nhưng, câu cuối cùng này đoán chừng mới là chỗ mấu chốt.
Trước đây có lưu lại ở cổ mộ thời Đường là thu hút người lộ ra, nhưng lưu lại chỗ này là vì cái gì? Có thể những điều này nói về một nơi thần bí nào đó. Hoặc có thể là Lô Định Tông lưu lại cho người nhà Lô gia, hy vọng bọn họ có thể tìm thấy. Nhưng rất có khả năng Lô Định Tông bị rơi vào cái bẫy của Thập Tam Thanh Y, ông ta cho rằng bản thân không thoát ra được, cho nên, mới lưu lại những cái này hy vọng người đời sau sẽ phát hiện ra điều gì đó. Diệp Phàm phân tích, có phải là Lô Định Tông lưu lại một cái gì đó có trong tay của Thập Tam Thanh Y hoặc là được giấu ở trong cạm bẫy này, hoặc là Thập Tam Thanh Y cất giữ hoặc là ở nơi có đồ tốt. Nơi này đương nhiên phải được thiết kế để cất giữ những đồ bí mật rồi, để ngăn người ngoài vào lấy. Vương Nhân Bàng nói, nhất khuyết song lộng tứ mạc tam hài, câu này rốt cuộc là biểu thị cái gì đây? Nhìn qua có thể giải thích, khuyết có thể là anh hoặc là một giai điệu gì đó, bởi vì thơ cũng không phân khuyết, mà song lộng lộng cái gì, còn có tứ mạc tam hài, khiến cho đầu óc người ta quay cuồng rồi. Diệp Phàm nói, a, có phải là song lộng tứ tam? Đột nhiên Diệp Phàm lại nói, một đôi là cái gì, chẳng lẽ lại là một đôi tay, làm bốn ba, vừa nãy không phải còn có ba chỗ trống để ba con bọ cạp đá hay sao? Ba này, ba phải hài hòa cân đối, còn bốn nữa, bốn ở chỗ nào? Trương Ẩn Hào cũng có chút giật mình. Có phải bốn phía hay không? Vương Nhân Bàng hỏi phân vân hỏi. Bốn phía, đúng rồi, ba chính là ba con bọ cạp đá. Còn khuyết thì chỉ cái gì? Trương Ẩn Hào nói. Đúng lúc này, bức tranh lại sáng lên. Diệp Phàm cảm giác như bức tranh trời sinh này đối với hắn có sức hấp dẫn kỳ lạ, có cảm giác mũi ngứa, hắt xì một hơi thật mạnh. Bang một tiếng, hắt xì lên bức tranh. Bức tranh đột nhiên phình rộng ra đến tận hai cửa thì dừng lại. Đây không phải là cánh cửa sao? Diệp Phàm, thật lợi hại, mũi của anh tự nhiên lại hắt ra khuyết này. Bái phục. Vương Nhân Bàng giơ ngón tay cái lên. Diệp Phàm, bức tranh này giống như rất quen thuộc với anh vậy. Thật ra rất kỳ lạ, anh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nó, sao lại có thể giống như rất gần gũi. Trương Ẩn Hào cũng tỏ vẻ hoài nghi không hiểu. Ở đập nước trong ngôi mộ cổ thời Đường không những đào lên được gốm thời Đường, tranh, còn có một đồ vật rất quan trọng đó là thái tuế. Lúc đấy Lô gia người ta xưng là hỏa long phi thiên, mang theo chất dinh dưỡng có nhiệt độ cực cao. Lúc đấy tôi ăn vào suýt chút nữa bị nóng mà chết đấy, mặc dù đến bây giờ vẫn còn ảnh hưởng nhất định. Diệp Phàm nói. Ảnh hưởng gì? Đôi mắt Vương Nhân Bàng nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Ha ha. Diệp Phàm cười gượng một tiếng, Vương Nhân Bàng vừa nghe, giật mình ngộ ra cái gì đó, phá lên cười. Có phải có liên quan một chút đến việc chơi nữ nhân hay không? Vật kia của nam nhân đặc biệt cường tráng, hơn nữa, khả năng kéo dài rất lâu có phải không? Vẻ mặt Trương Ẩn Hào cũng không khác lắm, lo lắng giống Vương Nhân Bàng, thốt ra mấy câu. Hiểu ngầm là được rồi. Lúc đầu cũng thật đen đủi. Diệp Phàm cười gượng hai tiếng. Sao cơ, rủi ro này sao lại không rơi lên đầu tôi chứ, tôi thích vận đen này rồi. Đến nhiều một chút, ta đây cũng không chê. Mắt Vương Nhân Bàng trắng dã, mắng một câu. Vẻ mặt Trương Ẩn Hào cũng hâm mộ, đau lòng nói. Đây đều là số mệnh rồi, khó trách được Diệp Phàm phong lưu. Đoán chừng về phương diện này nữ nhân cũng rất thỏa mãn. Nam nhân, cũng thích nhất là cái này. Đôi khi mặt này siêu mạnh cũng không phải là chuyện tốt gì, một cái cũng đã bận rồi, làm hai lần chắc tác phong cũng bại hoại rồi. Nghiêm trọng chính là vấn đề phong hóa, Diệp Phàm, từ nay về sau chỉ có anh vui thôi. Vương Nhân Bàng châm chọc. Ha ha, vị thánh tình Vương Nhân Bàng của chúng ta, về mặt này cũng không cần anh quan tâm, tôi thích như vậy, anh làm sao? Khí thế Diệp Phàm cao ngất. Tật xấu. Vương Nhân Bàng buồn bực hừ một tiếng. Khuyết này đã ra rồi, nhưng tiếp theo nên làm cái gì đây? Trương Ẩn Hào quay người nhìn chằm chằm vào bức tranh trên cửa. Chương 3175, từng tầng mở ra. Cho nên mới có cảm giác quen thuộc, đối với người nhà họ Lô, Lô Định Tông đương nhiên là trợ giúp. Cánh cửa này hiện ra chính là dự đoán trước, tiếp theo chính là song lộng, Lô Định Tông nhất định là tài tử phong lưu. Nhìn đường hướng trong bức tranh của ông ta trong mộ cổ và hỏa long tường thiên là có thể thấy được điều này. Song lộng hay chính là chuẩn bị hai thân thủ, nhưng, cửa này đi ra, chuẩn bị đi đâu? Vương Nhân Bàng nói, Lô Định Tông là người phong lưu, chắc chắn thích chuyện nam nữ. Trương Ẩn Hào nói, có phải là chỉ nam nữ song lộng không, để tôi sợ anh sợ tôi, vừa lúc. Vương Nhân Bàng trong hoàn cảnh này không ngờ có thể trêu đùa.
nhưng tìm cô gái ở đâu? Trương Ẩn Hào nói. Đàn ông thì không tính. Vương Nhân Bàng cười gượng một tiếng. Hai người các cậu thôi đi, hiện giờ sống chết của chúng ta không biết, không ngờ còn có tâm trạng đùa giỡn ở đây. Diệp Phàm nhắc nhở hai tên này, cảm thấy hai người này đúng là đồ phá hoại. Nói cũng không đúng, anh Diệp, đối với người phong lưu mà nói, việc gì lạ không thể xảy ra. Chúng ta có thể thử xem. Vương Nhân Bàng ra vẻ đứng đắn. Vậy hai cậu thử xem. Diệp Phàm cười gượng một tiếng. No, tôi không phải là thủy tinh. Vương Nhân Bàng giơ ngón tay lắc lắc. Phụ nữ có một, chẳng qua cô ta không phải là người. Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Đồng chí Nhân Bàng, hy sinh nhan sắc một chút thì thế nào? Đừng chứ, đó là hàng của anh sao? Vương Nhân Bàng trợn trắng mắt, miệng hé ra, thiếu chút nữa nôn hết những gì vừa ăn ra. Song lộng, song lộng, song không phải hai sao. Nhị lộng, có thể là nhị long, hai con rồng. Diệp Phàm đột nhiên nghĩ ra một cái gì đó hét lên, sau đó sáu con mắt đều chăm chú nhìn vào hình vẽ. Vừa rồi chúng ta hợp lại chính là con bò cạp chứ không phải con rồng. Vương Nhân Bàng nhìn hồi lâu không phát hiện cái gì, không khỏi có chút ủ rũ. Con bò cạp cũng hơi giống rồng mà. Trương Ẩn Hào nói. Đúng, xem có phải hơi giống rồng không. Diệp Phàm đột nhiên chỉ vào con bò cạp cuối cùng. Thật là có chút giống, chẳng lẽ chúng ta làm đúng rồi. Vương Nhân Bàng kêu lên, ngón tay cri về hai con rồng. Nhưng, cánh cửa vẫn không nhúc nhích. Trương Ẩn Hào cũng thử vẫn không có chút động tĩnh. Còn phải anh Diệp nữa, bởi vì chúng ta không phải người mà Lô Định Tông cho phép. Vương Nhân Bàng lắc đầu. Ngón tay Diệp Phàm chỉ vào, két một tiếng quái lạ vang lên. Có động tĩnh. Trương Ẩn Hào nói xong, ba người lui đến mấy mét. Không lâu, con bò cạp trên cửa đá bắt đầu bóc ra. Tiếp tục bóc ra hoàn toàn xong liền lộ ra một cái cổng tò vò, vừa cho một người chui vào. Diệp Phàm đưa mắt quan sát bên trong một chút, tối om không phát hiện gì cả. Sau đó ném pháo sáng vào, phát hiện đó là một lối đi nhỏ. Bên trong hiện ra vách đá khá thô ráp. Dù sao cũng là chết, đi vào. Diệp Phàm nói, ba người chui đầu vào. Đương nhiên, đã để lại ám hiệu sau lưng. Nếu là Lô Định Tông muốn chỉ đường hẳn không gặp nguy hiểm. Diệp Phàm nói, đương nhiên lời này chỉ có thể tự an ủi, ba người cũng không giảm lơi là cảnh giác. Đúng lúc này, bên cạnh có một ngọn gió thổi qua. Diệp Phàm nhanh chóng tránh sang một bên, dầm một cánh tay nên trên tảng đá nhất thời nện vỡ ra một khối đá đến một mét. Mà Vương Nhân Bàng đã sớm thi triển nhu cực đao đấu với Hoàng Thân Ảnh, Trương Ẩn Hào cũng vậy. Mà Diệp Phàm phát hiện, Hoàng Thân Ảnh đang đánh về phía hắn. Nhất Tiêu Hồng được thi triển ra. Răng rắc một tiếng đánh trúng cánh tay Hoàng Thân Ảnh, rầm một tiếng. Bóng người gãy rụng xuống đất, Diệp Phàm nhìn qua một cái phát hiện chỉ là hình nộm, nhưng trực giác không giống hình nộm. Chẳng qua tạm thời không có thời gian, Diệp Phàm cùng hai bóng người đấu với nhau lần đầu tiên. Trương Ẩn Hào công lực quá thấp, bị đánh khắp nơi, trên lối đi nhỏ chỉ giống như chuột chạy trốn khắp nơi. Đến bên chỗ tôi, Diệp Phàm kêu lên, vừa kéo Trương Ẩn Hào về phía mình vừa thả huyết cương ra. Có thiền mị tương trợ, Trương Ẩn Hào cứ việc khiếp sợ thiếu chút nữa rớt mắt, nhưng phát hiện huyết cương này không có ác ý đối với mình, cũng nhẹ nhàng thở dài. Cô là đồ chơi của anh Diệp, không phải sợ. Vương Nhân Bàng vừa cười vừa nói. Đi chết đi. Diệp Phàm gầm lên một tiếng, một quyền nện xuống Hoành Nhân dầm một tiếng đập vào vách đá, nhất thời đứt hai tay. Cảm giác Hoành Nhân cũng không được tốt lắm, Diệp Phàm làm rất đúng cách, bốn hình nộm đều bị Diệp Phàm phá thành những mảnh nhỏ. Vương Nhân Bàng quả muốn nôn, bởi vì đất đều là máu tươi và nội tạng của Hoành Nhân Ảnh, tim và ruột đều đầy đất. Đừng sợ, đây là người giả, chính là bốn con rối màu vàng mà cao thủ thời cổ đại tạo nên thôi. Diệp Phàm cười nói. Không thể nào, chân thực như vậy, quả thật không khác gì người thật. Vương Nhân Bàng cùng Trương Ẩn Hào nghiễm nhiên không tin. Các cậu nhìn kỹ xem, có phải có chút không giống không? Diệp Phàm cười thần bí, hai người ngồi xổm xuống quan sát. Thật lâu sau, hai người mới gật gật đầu, nói. Mẹ nó, ôi rất thật, dùng khoa học kỹ thuật hiện đại còn không thể tạo ra người giống thật như vậy. Không có gì lạ, núi xương bối đã có một con. Người nào lớn hơn nữa, đây là do bốn người tạo ra. Công lực có lẽ đạt đến trên dưới nhị thập đẳng. Đáng tiếc chúng ta không làm được, nếu không tạo ra mấy người bán tiên thiên, tổ đặc nhiệm A chúng ta còn lo gì không có cao thủ.
Diệp Phàm nói. Con rối dù sao cũng không thể thay thế người, tính linh hoạt trong chiến đấu của họ còn kém không ít. Hơn nữa, quyền cước đều được người tạo ra lập sẵn từ trước. Chỉ có thể dùng tạm thời, lâu dài không thể thay thế đội viên thật. Vương Nhân Bàng nói. Chẳng lẽ đây là bốn sờ? Trương Ẩn Hào đột nhiên ngộ ra cái gì? Sờ như thế nào, còn bốn sờ cái rắm? Vương Nhân Bàng tức giận hừ nói. Bốn sờ, chẳng lẽ là bốn ma, chắc chắn là bốn hình nộm này, theo cách tạo ra chúng, gọi là bốn ma cũng đúng thôi. Diệp Phàm nói. Ôi, có lý, tiếp theo còn lại giữa ba hài không biết là cái gì. Lô Định Tông thật đúng là thiên tài, nghĩ ra được cách này. Nhưng bốn ma ai đặt ra, nếu là Lô Định Tông muốn làm hẳn là không giống. Đây chính là địa bàn của Thập Tam Thanh Y, muốn làm cũng phải là tổ tông của Thập Tam Thanh Y tạo ra. Hơn nữa, rối này cũng cần có một số vật liệu đặc biệt. Lô Định Tông bị vùi lấp, làm sao có thể tìm ra những vật liệu này? Vương Nhân Bàng nói. Cũng không hẳn thế, có lẽ là Lô Định Tông thiết kế để khảo cứu đời sau của nhà họ Lô cũng không chừng. Nhưng, mượn địa bàn của Thập Tam Thanh Y để khảo cứu, cũng khá huyền diệu. Hơn nữa, ông ta rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ Lô Định Tông phá giải cơ quan của Thập Tam Thanh Y sau đó đem thứ tốt để con cháu nhà họ Lô dùng? Diệp Phàm cũng khá buồn bực khó hiểu. Nơi này, hết thảy đều tràn ngập bí ẩn và khiêu chiến, khiến cho mỗi người đều sắp biến thành chuyên gia trinh thám rồi. Bớt nói linh tinh đi, chúng ta tiếp tục đi tiếp, chờ gặp hiện trường thì đối phó là được. Diệp Phàm nói, ba người tiếp tục đi về phía trước. Đi tiếp, vẻ yên bình, nhưng thực ra ba người đều có cảm giác không tự nhiên. Trong lòng đều có chút lạnh. Rất yên bình. Trương Ẩn Hào nói thầm. Ôi, càng yên bình càng ẩn chứa nguy cơ lớn. Vương Nhân Bàng gật đầu nói. Diệp Phàm dừng bước. Hai người cũng nhìn về phía trước, cũng dừng bước. Trước mặt hình như là một cái hàng, rất lớn. Không ngờ tạo thành một tam giác, giống như một tam giác đều, sườn của tam giác đến 6 mét chiều dài. Hình như làm bằng gỗ. Vương Nhân Bàng muốn chạy lại gần sờ một phen. Từ đã, không thể loạn động vào, nếu có việc gì thì phiền toái. Trương Ẩn Hào kéo tay anh ta. Ôi, cẩn thận là trên hết. Diệp Phàm gật đầu nói. Quan sát một chút, Diệp Phàm dùng nội khí từ xa thử thử, nói. Đúng là làm bằng chất liệu gỗ, nếu như không có nội khí thì sẽ không chịu nổi một kích. Lô Định Tông đã làm ra cái này chắc có ý tưởng, nếu để một đấm có thể vỡ thì phỏng chừng sẽ xảy ra chuyện. Giữa ba hài có phải chỉ tam giác trống không này không? Chỉ ba cạnh của tam giác này, nhưng, từ giữa cuối cùng làm người ta khó hiểu. Vương Nhân Bàng nói, giữa khuôn, có thể là giữa tam giác không? Trương Ẩn Hào nói, còn thiếu một chữ hài thì giải thích như thế nào? Vương Nhân Bàng hừ nói, hài hòa giữa hình tam giác, có phải là tìm được vị trí giữa là được? Lúc này Diệp Phàm nói, đúng rồi, rất có thể. Người xưa thật đúng là thông minh cũng biết được trung tâm của tam giác. Vương Nhân Bàng nói. Cậu nói là lý luận hiện đại, người xưa có lẽ không phải giải thích như vậy. Nhưng, chúng ta có thể thử xem. Diệp Phàm nói, sau đó dùng đôi mắt ưng xác định điểm trung tâm của tam giác rồi một trường lực đánh qua. Một tiếng hí vang lên, cuối cùng là rầm một tiếng, giống như cái gì bị đánh nát vậy. Giống như ma thuật, hình tam giác đột nhiên mở ra hình thành ba cột đá hình vuông. Mà một cửa đá cũng lộ ra. Đẩy ra từ xa, xác định bên trong không có gì nguy hiểm ba người liền tiến vào. Ôi! Nhìn bộ xương khô phía trước, Diệp Phàm thở dài. Ông ấy có lẽ là Lô Định Tông, nhưng, nằm đây là ai? Vương Nhân Bàng nói, ba người đến gần, phát hiện hang cũng không có gì khác, một cái giường, chất liệu bằng gỗ nhưng hình như đã mục. Trên giường chăn chiếu đều mục nát, nằm trên giường là một bộ xương khô. Trương Ẩn Hào xem xét xong nói là nữ. Mà người đứng nhất định là Lô Định Tông, tuy nói sau hàng nghìn năm, nhưng, thân hình ông ta vẫn cường tránh mà không ngã xuống. Có lẽ trước khi chết là cao thủ, dùng nội khí cố định khung xương. Chương 3176, Hồng Nhan của Lô Định Tông. Có thể là người phụ nữ trên bức tranh kia, là người phụ nữ của Lô Định Tông. Hai người tuy nói chết ở đây nhưng cuối cùng là có kết quả tốt là chết cùng một chỗ. Diệp Phàm thở dài, thấy bên cạnh còn có một cái hộp đồng Diệp Phàm nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là da dê, Diệp Phàm lấy ra mở ra. Hình như là chữ. Diệp Phàm nói xong đưa cho Trương Ẩn Hào, đối với vấn đề này cậu ta hiểu biết. Trương Ẩn Hào nhìn kỹ, thật lâu sau nói.
thật đúng là Lô Định Tông, vật này có lịch sử hơn 1.000 năm rồi. Lô Định Tông nói, người nằm trên giường tên là Cam Thần Châu, người nhà họ Lô đều cung kính dập đầu ba cái trước cô. Mà Cam Thần Châu là con gái của lãnh đạo thập tam thanh y đời thứ 18 Mãn Thiên Vân. Lúc đó Mãn Thiên Vân tên thật là Cam Sa Đạt, Cam Thần Châu là công chúa thiên sứ của sa mạc, 13 người áo xanh đều yêu thương cô. Chẳng qua, đối với chuyện của cô và Lô Định Công Mãn Thiên Vân vẫn không đồng ý, thậm chí là phản đối. Mãn Thiên Vân cho rằng, thập tam thanh y là anh hùng sa mạc, là hào kiệt, còn gia tộc của Lô Định Công đến từ phía nam. Rất nho nhã, cùng thập tam thanh y căn bản không cùng một con đường. Mà lúc đó nước nhỏ bên này cũng khá hơn, Mãn Thiên Vân kỳ thật vẫn có thể phục hồi nước tinh tuyệt. Cho nên, đương nhiên hy vọng có thể tìm được một nước nào đó để gả con gái, để thập tam thanh y tiến vào chiếm giữ đất nước của người khác, từ đó khởi binh khôi phục nước tinh tuyệt. Nhưng Cam Thần Châu vẫn yêu Lô Định Tông, luôn luôn phản đối, thậm chí dùng cái chết để uy hiếp cha. Cuối cùng Mãn Thiên Vân cũng bị gây sức ép đến mức không có cách nào, đành đồng ý. Nhưng, điều kiện duy nhất chỉnh là muốn cầu Lô Định Tông có thể đi ra từ địa phương bí mật của Tổ Tông thì được kết hôn. Lô Định Tông đương nhiên không nói hai lời mà đồng ý, đương nhiên Cam Thần Châu cũng nghe được địa điểm bí mật của Tổ Tông, tất nhiên biết nguy hiểm. Nhưng là lệnh của cha không thể cãi lại, cuối cùng quyết định theo Lô Định Tông cùng nhau bị bắt giam. Lô Định Tông nói, ông ta theo một cạm bẫy đạo quang kiếm ảnh đến nơi này, nhưng thật sự kiên trì không được. Bởi vì Cam Thần Châu ngã bệnh, kiểm tra ra thì biết là trúng độc. Lô Định Tông lúc đó nhu cầu cấp bách cần dược liệu chữa bệnh, nhưng liên lạc không được với trên mặt đất. Cho nên, quýnh lên đi nhanh đến nơi ông bị bắt giam, chẳng qua Cam Thần Châu không đợi được chết trước. Khi bà vừa mới chết, Lô Định Tông tạm thời mở ra một hang đá, cũng không biết được là bao lâu, thức ăn không có, nước cũng không có. Mà Lô Định Tông cũng mất hết can đảm, từ khi Cam Thần Châu chết cũng không nghĩ cách tìm đường ra. Mỗi ngày cứ ngơ ngác nhìn thi thể Cam Thần Châu càng ngày càng biến đổi. Vì có thể làm cho người yêu dấu bảo tồn sức sống. Đã đột phá đến giai đoạn niệm khí, Lô Định Tông mỗi ngày dùng một phần lớn nội khí bước ra để duy trì cơ thể vợ không bị ăn mòn quá nhanh. Cứ như vậy, có lẽ mấy tháng, không có thức ăn và nước uống, hơn nữa mỗi ngày điên cuồng ép nội khí ra Lô Định Tông cuối cùng gục ngã. Ngay lúc Lô Định Tông sắp không sống được, lúc này, bên ngoài đột nhiên rầm một tiếng, một cánh cửa hang mở ra, Lô Định Tông đi ra ngoài vừa thấy phát hiện là một thân tín của cha Cam Thần Châu, người này tên là An Long Tử. An Long Tử mang đến bản đồ đường ra, yêu cầu Lô Định Tông nhanh chóng đưa Cam Thần Châu chạy đi. Lô Định Tông đã mất hết can đảm, không chịu đi, sau đó An Long Tử nói ra tình hình thực tế. Nói là Cam Sa Đạt đã bị em trai là Cam Bát giết chết, đương nhiên là bí mật ra tay. Cam Sa Đạt và em trai luôn khắc khẩu, Cam Sa Đạt vẫn muốn dựa vào một nước khác để phục hồi nước tinh tuyệt. Mà Cam Bát cho rằng việc này không cần thiết, đã hơn 1.000 năm đi qua, còn nói việc này làm gì? Chỉ bằng làm đại bàng ở sa mạc, thật ra chính là thổ phỉ. Thấy anh trai luôn cố gắng vì việc đó, cho nên, quyết tâm giết. Hơn nữa Cam Đạt Sa đem bản đồ giấu kho báu của thập tam thanh y đến đâu bảo An Long Tử đem đến cho tiểu thư. An Long Tử là một người trung thành, mặc dù là tình hình như vậy cũng không có lòng độc ác. Chẳng qua, Lô Định Tông lúc này không nghi gì, trực tiếp đuổi An Long Tử đi và vùi kín nơi này. Mà bản đồ giấu kho báu cũng được Lô Định Tông trả lại cho An Long Tử, nhưng An Long Tử nói sẽ đem về nhà họ Lô. Trương Ẩn Hào nói, cảm giác có chút nặng nề. Đáng tiếc, Lô Định Tông sao không giữ lại bản đồ này. Vương Nhân Bàng thở dài. Ông ta tự mình đã muốn chết còn giữ lại làm gì? Trương Ẩn Hào tức giận hừ nói. Nhưng phía trên có ghi lại, nơi này có thông đến một hầm ngầm an toàn cách đó không xa. Cũng chính là đường mà An Long Tử bí mật đi vào, đường này có lẽ lãnh đạo của thập tam thanh y đều biết. Nhưng từ khi xảy ra sự kiện An Long Tử đã bị lấy hay không còn khó nói. Diệp Phàm nói, không chắc anh trai của Cam Sa Đạt đã nói cho em trai, Cam Bát cũng không rõ ràng lắm. Nếu không, người này đã xuống đây rồi, thi thể của Lô Định Tông có lẽ không còn. Vương Nhân Bàng nói, ôi, mới là giả thiết. Còn có một khả năng đó chính là Lô Định Tông đã lấp lối đi này. Với khả năng một cao thủ cảnh giới niệm khí như ông ta, hoàn toàn có thể làm được điều này. Đương nhiên, ngay lúc đó thập tam thanh y đều là cao thủ, có lẽ cũng là cao thủ cảnh giới niệm khí. Diệp Phàm nói, tôi cho rằng thập tam thanh y bản lĩnh không bằng Lô Định Tông,
nếu không Cam Sa Đạt không thích người này đã sớm ra tay, làm gì phải đưa đến đây? Cam Sa Đạt có lẽ chính là muốn lợi dụng chỗ này để làm cho Lô Định Tông chết ở đây, không thể tưởng tượng được con gái Cam Thần Châu cũng kiên quyết 10 phần không ngờ đi theo Lô Định Tông vào chỗ giam mình sống chết này. Cuối cùng xảy ra biến cố, Cam Sa Đạt trước khi chết chỉ có thể làm như thế. Vương Nhân Bàng nói, bất kể chỗ thay đổi, có lẽ đường ra cách đó không xa. Chúng ta Lô tiền bối rồi nói sau. Diệp Phàm nói, nhìn Lô Định Tông thở dài nói. Một thế hệ cao thủ niệm khí cường giả cuối cùng vì chuyện tình cảm mà rơi vào kết cục như thế. Tiền bối, ông có thể nói là người tài ba, ông không giống như Vương Nhân Bàng lạm chuyện, mà ông là người trung thủy. Hả, anh Diệp, sao lại nhắc đến tôi làm gì? Nói là lạm chuyện thì anh lợi hại hơn tôi nhiều. Hơn nữa, tôi cho rằng, Lô Định Tông cũng không phải gọi là trung thủy, không phải anh nói, theo nhà họ Lô ghi lại Lô Định Tông còn có vợ con. Cam Thần Châu chỉ có thể tính là người phụ nữ bên ngoài của ông ấy. Bình thường đàn ông vợ chỉ để bài trí, thân mật là bên ngoài. Vương Nhân Bàng kêu lên, cảm thấy bị oan. Được rồi, chúng ta chôn hai vị tiền bối đi. Lô Vĩ ở Thủy Châu là bạn bè với tôi. Sau này có cơ hội đem thi thể tiền bối về Thủy Châu. Diệp Phàm thở dài. Hay là đem xương cốt gói lại, tiện mang về, nếu không, nơi này về sau muốn đến đây có lẽ khó khăn. Nơi này tràn ngập thần bí và nguy hiểm, chỉ sợ ngược lại hại người nhà họ Lô. Vương Nhân Bàng cũng đáng kính lên. Việc này không tốt, tự dưng lộn xộn di thể tiền bối. Còn nguy hiểm, chúng ta tùy theo tình hình quyết định. Chúng ta đem di thể hai vị tiền bối rời đi, sau đó bỏ vào bình to, không cần phá hủy khung xương. Diệp Phàm lắc đầu. Vương Nhân Bàng không nói gì nữa. Ba người cung kính dập đầu ba cái, Diệp Phàm đứng lên bắt đầu thi triển nội khí. Dùng nội khí di chuyển khung xương ra một bên của hang. Sau đó di rời thi thể Cam Thần Châu. Khi cơ thể Cam Thần Châu vừa di rời xong, Diệp Phàm nhất thời ngây người. Bởi vì phía dưới thi thể Cam Thần Châu còn viết mấy chữ, Diệp Phàm đều nhận ra, người tốt sẽ được báo đáp, nếu thật sự là con cháu nhà họ Lô thì tôi rất vui. Nếu không phải trực hệ nhà họ Lô tôi cũng vui, cậu có thể làm tôi vui như vậy, hướng bốn phía nhấn một cái, nó liền là một cách trở mình. Phía dưới chính là vật mà Lô Định Tông tôi tặng cho cậu. Người tốt sẽ được báo đáp, xem ra, người phải làm nhiều việc thiện mới được. Vương Nhân Bàng cũng xúc động nói, sau đó hai mắt trợn to cười nói. Không biết bên trong là cái gì. Lô tiền bối tặng, tuyệt đối là hàng tốt, có thể so với sản phẩm trong cổ mộ tốt hơn, dù sao tiền bối cũng biết mình sắp chết, không bằng giữ lại cho hậu nhân. Trương Ẩn Hào nói. Phật nói, chớ tham, Ẩn Hào. Đây chính là cùng. Diệp Phàm nói. Ra vẻ đạo mạo, anh Diệp, anh không nghĩ có phải không, tốt lắm, bên trong thật là hàng tốt thì phân cho tôi và Ẩn Hào là được. Vương Nhân Bàng châm chọc nói. Tôi là nói không cần tham, vừa rồi nếu chúng ta mặc kệ thi thể tiền bối thì chết người chính là ba chúng ta, có lẽ Lô tiền bối còn sống có đặt ra cái bẫy nhất định. Còn bên trong nếu thật là hàng tốt, dựa vào cái gì tôi không thể phân. Hơn nữa. Là tôi ra tay di rời thi thể tiền bối, hẳn phải được phân phần nhiều. Diệp Phàm cười nói, nghiêm trang. Đồ vô sỉ. Không thể tưởng tượng được Vương Nhân Bàng cùng Trương Ẩn Hào đồng thời lên tiếng. Ha ha ha. Ba người cũng không nhịn được cười. Tôi càng thích bí kíp của Lô tiền bối. Diệp Phàm nói, vừa ấn, răng rắc một tiếng vang lên, bốn thành giường mở ra bên cạnh. Một mùi hương truyền đến, ba người nhất thời tỉnh táo. Phát hiện bên trong giống như một đồ vật gì đó, thứ này nhìn qua giống như trúc la hán. Chẳng qua trên mặt cũng không có lá cây, hơn nữa, màu đen, mặt ngoài rất thô ráp, hình như là tác phẩm chạm khắc gỗ. Cái gì thế, nhìn qua rất khó coi, nhưng rất thơm. Vương Nhân Bàng thầm nói. Không giống như thái tuế hẳn sẽ không giống gậy trúc. Trương Ẩn Hào nói. Các cậu xem, phía dưới hình như còn một chút nước. Diệp Phàm giơ tay chỉ, Trương Ẩn Hào bỏ dụng cụ kiểm tra ra, kết quả không ngờ hiện ra, không phát hiện gì, không thể đo được. Tiền bối cho nhất định là thứ tốt, thơm như vậy chứng tỏ rồi, hơn nữa, tin tưởng tiền bối cũng không hại chúng ta. Diệp Phàm nói, lại cung kính dập đầu ba cái, đang chuẩn bị giơ tay lấy, một giọng en soi vang lên trong tai. Cậu thanh niên, cậu tên Diệp Phàm, tốt lắm, trước tiên cậu đem hai người đó ra, tôi có việc nói cho cậu. Chương 3177, Lô Định Tông còn sống. Bọn họ là bạn tốt nhất của tôi, không liên quan,
nhưng tiền bối là ai? Là Lô tiền bối sao? Diệp Phàm nhỏ giọng hỏi, dù giọng nhỏ hai người kia không nghe thấy nhưng tin rằng tiền bối thần bí này có thể nghe được. Con cháu của nhà họ Lô sao không nghe ta, cứ làm theo như thế là được, cũng không phải đánh chết họ, chỉ là điểm huyệt. Giọng thần bí kia nói, tôi có thể dùng chỉ lực, nhưng chỉ lực của tôi chưa đến giai đoạn đó. Nếu trực tiếp ám toán bọn họ tôi không làm được. Diệp Phàm nhỏ giọng nói, cậu cứ điểm, ta giúp cậu. Giọng thần bí kia nói tiếp, Diệp Phàm giơ hai ngón tay ra, két một tiếng, Diệp Phàm khiếp sợ, đạn của mình hướng về phía trước không ngờ lại bắn ra sau điểm vào Vương Nhân Bàng và Trương Ẩn Hào, hai người nhất thời bị điểm huyệt ngủ. Hai người bọn họ hôn mê, tiền bối hiển thân đi. Diệp Phàm nói, còn gọi tiền bối nữa, cậu là con cháu của Lô gia, à, sao ta lại gọi cậu là Diệp Phàm mà không phải Lô Phàm? Giọng nói kia không ngờ nghiêm túc. Tiền bối, tôi cũng không phải người nhà họ Lô ở Thủy Châu. Còn nguyên nhân, đó là bởi vì ăn thái tuế trong cổ mộ ở đập nước mà khiến cho trên người có chút thái tuế, có thể khiến ngài hiểu lầm. Diệp Phàm nói, nhà họ Lô đồng ý đem thái tuế tặng cho cậu, chứng tỏ tình cảm giữa nhà họ Lô và cậu không tồi. Người kia nói, vâng, chúng tôi thân như anh em. Diệp Phàm gật đầu nói, ừm, người nọ không nói gì. Thật lâu sau, Diệp Phàm nhịn không được hỏi. Tiền bối có phải dùng nội khí đem tinh thần của mình chuyển hóa qua, cho nên, hiện giờ tuy nói da thịt không còn tồn tại, nhưng tinh thần vẫn được giữ lại ở một địa điểm nào đó. Hoặc nói là ngài có cách xoay người bên trong nội khí. Ha ha, Diệp Phàm, cậu quá đề cao ta rồi. Người nọ cười nói, giọng rất nền nã. Không phải, vậy tiền bối là? Diệp Phàm hỏi, thật sự việc này rất thần bí. Nếu như có thể tìm tòi nghiên cứu một chút đồ vật này nọ đi ra, có lẽ có thể phân tích sự tồn tại của đán phi tử. Từ cuốn da dê cậu đã biết, ta chính là Lô Định Tông, đó là sự thật. Nhưng, cậu cũng biết, tôi chính là cao thủ cảnh giới niệm khí. Tuy nói là niệm khí đỉnh giai, nhưng thuật dùng nội khí để chuyển sang kiếp khác, đó là thoát thần cảnh, siêu cao cường giả mới có thể hoàn thành. Hơn nữa mặc dù là đối với thoát thần cảnh, thuật chuyển sang kiếp khác cũng không phải là việc có thể hoàn thành. Ít nhất phải có cảnh giới đại viên mãn mới có thể thực hiện dùng cơ sở là nội khí chuyển sang kiếp khác. Nghe có hiểu không, đây chẳng qua là cơ sở, nếu cậu có cơ sở này, nhưng 100 cao thủ thoát thần cảnh đại viên mãn, cũng khó có hai người hoàn thành việc chuyển nội khí sang kiếp khác. Thật sự bí thuật này khó làm, ngoài ra thi triển khó khăn quá lớn, yêu cầu rất cao. Ví dụ như, cốt nhận nội khí là điều kiện thứ nhất. Còn có thiên thời, địa lợi cùng với một số dược liệu rất quý tương trợ. Trải qua nhiều năm dung hợp mới có thể hoàn thành, không phải lập tức có thể hoàn thành. Cho nên, cuối cùng việc thành công, trong 100 thoát thần cảnh đại viên mãn chỉ có 1 đến 2 người có thể hoàn thành. Hơn nữa, có thể hoàn thành đại đa số sau này do không cẩn thận bị phản phệ mà chết. Mà đối với giai đoạn niệm khí, trên đó còn có giai đoạn hồn ly, đó là căn bản không có khả năng thi triển thuật này. Lô Định Tông nói, vậy tiền bối lấy cách nào để tồn tại đến hôm nay đã là năm 2006 sau công nguyên, cách thời của tiền bối đã hơn 1.000 năm. Diệp Phàm trong lòng cảnh giác, tuy nói là người nhà họ Lô nhưng trời biết có cơ hội lớn chuyển sang kiếp khác Lô Định Tông có thể tiến vào cơ thể mình hay không, đó không phải là Diệp Phàm sẽ chết sao. Ta có thể tồn tại đến bây giờ, toàn bộ là trong cổ mộ gặp gỡ một tiền bối. Người này là Đạt Ma Cát Thành Tư là người nước tinh tuyệt. Quốc vương phong cho ông ta thanh vương. Lô Định Tông nói, ông ấy còn sống, người này đã là người của 2.000 năm trước. Diệp Phàm thiếu chút nữa khiếp sợ rớt cằm. Đó có việc gì, ông ấy là thoát thần cảnh đại viên mãn, căn bản đã có thể thực hiện dùng nội khí chuyển sang kiếp khác. Chỉ là ông ta không may, vẫn không tìm được thân thể thích hợp. Không có cách nào, ông ta liền đem nội khí nấp trong ô vân lạc cơ này. Tôi tặng cho cậu ô vân lạc cơ chính là một phế vật. Đương nhiên, đừng nhìn chính là một phế vật, nhưng đối với cao thủ giai đoạn như các cậu đó cũng là vật đại bổ. Lô Định Tông nói, tiền bối, ô vân lạc cơ rốt cuộc là cái gì, có lợi gì? Diệp Phàm hỏi, tò mò thật sự. Gỗ này nghe nói là vật rơi xuống từ trên trời sống sót, trên đời hiếm thấy. Cây gỗ này tràn đầy sức sống, còn có khả năng kích thích sinh lực và là vật rất bổ. Ta nói cũng không rõ ràng được. Nhưng chỉ cần đem thứ này ngâm một ít rượu ăn vào có thể giúp người luyện võ đột phá. Đương nhiên, ô vân lạc cơ này cũng khó sống sót.
cậu có thấy phía dưới còn có chút nước màu vàng không? Màu vàng này gọi là hổ dụ tinh, được lấy từ con hổ núi mấy chục năm tuổi, trực tiếp dùng nội khí ép ra từ cơ thể hổ. Mà hổ dụ tinh này trải qua luyện từ nội khí dung hợp thành. Một con hổ 300-400 cân có thể tinh luyện ra một chút hổ dụ tinh bằng đầu ngón tay. Nếu muốn luyện ra hổ dụ tinh nuôi sống cây này, ít nhất giết chết hàng ngàn con hổ mới có thể luyện ra một chậu rửa mặt hổ dụ tinh. 2000 năm đi qua, hổ dụ tinh này bị Ô Vân Lạc Sơn hút hết phần lớn, một phần cũng bị bốc hơi. Mà hiện giờ chỉ còn một chút cũng sắp hết rồi. Một khi hổ dụ tinh khô cạn hết, Ô Vân Lạc Cơ cũng đến lúc chết đi. May mắn cậu đến đúng lúc, nó còn chưa chết đi. Cho nên, các cậu có thể dùng. Lô Định Tông nói. Có thể trực tiếp nuốt vào không? Diệp Phàm hỏi. Đương nhiên có thể trực tiếp nuốt, nhưng hiệu quả sẽ kém đi một ít. Lô Định Tông nói. Vị tiền bối Thanh Vương có phải bây giờ vẫn còn sống? Diệp Phàm hỏi. Ông ấy đã chết rồi, hoàn toàn tiêu tán vào trong đất. Ta dẫn thần châu vào không lâu thì gặp ông ấy. Chẳng qua, hơn 1000 năm qua, ông ấy đã sắp không được. Tuy nói ông ấy có thể dùng nội khí chuyển sang kiếp khác, nhưng hơn 1000 năm không gặp thân thể thích hợp. Mà nội khí của ông ấy đã không còn nhiều lắm, đã mau đến độ tiêu tán rồi. Lô Định Tông nói. May mắn, nếu không tiền bối có thể nguy hiểm. Cơ thể của ta không thích hợp với ông ấy, dù gặp cũng vô dụng. Lô Định Tông nói. Việc này, chuyển sang kiếp khác cũng tồn tại quan hệ anh em. Ông trời sẽ cho cậu người sinh tiếp nhưng phải xem vận may của cậu. Nếu không thời xưa, thoát thần giai đoạn đại viên mãn tuy nói là cao thủ đại viên mãn tuyệt đỉnh, đây chẳng phải là trên đời có nhiều người chuyển sang kiếp khác sao? Thật ra, trên đời này, người chuyển sang kiếp khác không nhiều, đúng là hiếm thấy. Ngay cả ở thời đại của chúng tôi cũng chưa từng thấy, chớ nói 2000 năm sau. Tiền bối nói Thanh Vương thật sự chết rồi. Diệp Phàm hỏi. Thật sự là như thế, trước khi chết ông ta tặng ta Ô Vân Lạc Cơ này. Nhưng có một điều kiện đó là tương trợ ông ta thành lập lại nước Tinh Tuyệt. Chẳng qua, đã hơn 1000 năm qua, sao dễ dàng như vậy? Năm đó Đường cũng rất mạnh mẽ, lãnh thổ quốc gia lớn, muốn phủ định Đường trên cơ bản là không có khả năng. Dù là trăm cao thủ thoát thần cảnh cũng không làm được. Bởi vì ngay lúc đó trong cung có một tổ chức gọi là áo đen, bọn họ đều mặc đồ đen. Nhưng người này ai cũng là cao thủ, trong đó thoát thần cảnh không dưới mười mấy người, hơn nữa. Lúc đó cao thủ trong thiên hạ muốn xây dựng lại nước Tinh Tuyệt hơi khó. Những việc này cũng nói thật, đây chẳng qua là một giấc mơ của Đạt Ma Cát Thành Tư thôi. Lô Định Tông nói, nếu ở đây là do Thập Tam Thanh Y thiết kế, có lẽ chính là tiền bối Thanh Vương thiết kế. Vậy chắc chắn ông ta có giữ lại đường ra, tiền bối vì cái gì không đi ra. Diệp Phàm có chút nghi ngờ. Ôi, thần châu đã không còn, ta đi ra ngoài có được gì. Hơn nữa Thanh Vương xuất hiện tôi cũng không khác lắm. Hơn nữa tiền bối Thanh Vương nói, nơi này thiết kế để đối phó với anh trai của ông ta, nhưng ông ấy không tới. Mà sau hơn 1000 năm con cháu của Thanh Vương cũng sửa lại không ít. Lô Định Tông thở dài. Tiền bối, hiện giờ ông ở trong Ô Vân Lạc Cơ này, chúng tôi không thể ăn nó, nếu không tiền bối sẽ không có chỗ trú thân. Diệp Phàm nói. Ha ha, ta không ở trong đó. Không phải vừa mới nói với cậu sao, mẩu gỗ này chỉ là phế phẩm thôi. Lô Định Tông cười nói. Tiền bối, hơn 1000 năm qua, hiện giờ cuộc sống đã thay đổi rất nhiều. Không bằng ngài theo tôi ra ngoài, người nhà họ Lô ở Thủy Châu vẫn nhớ ông. Diệp Phàm nói. Đi ra ngoài. Lô Định Tông nhắc lại hai chữ này sau đó thật lâu sau không lên tiếng, Diệp Phàm cũng kiên nhẫn chờ. Ôi, đi ra ngoài với ở đây cũng giống nhau thôi, ta không thể chuyển thế. Hơn nữa hơn 1000 năm qua, nội khí của ta cũng đã tiêu hao sắp hết, có lẽ không cần 10 năm nữa, tôi toàn tan vào đất. Đầu thai chuyển thể đều không có khả năng, cũng tốt, khiến cho ta sớm đi gặp thần châu, hy vọng cô không thể uống hoàng bà, nếu không gặp cũng không biết. Lô Định Tông thở dài, còn tin tưởng trên đời này có một cõi quỷ thần. Đương nhiên, đối với Lô Định Tông có thể nói ngôn ngữ hiện đại Diệp Phàm cũng cảm thấy kỳ lạ. Hết thảy giống như hắn và Vương Nhân Bàng nói chuyện mà không cần hiểu ngôn ngữ chữ viết. Bởi vì, có thể luyện đến giai đoạn niệm khí đều là vô cùng cao. Lô Định Tông lại là văn sĩ nho nhã, thông kim bác cổ, đối với ông ấy mà nói đều không phải là việc khó. Không thể nói như vậy, chẳng lẽ tiền bối thực sự không muốn gặp lại con cháu của mình?
hơn nữa họ đều là con cháu ruột của tiền bối. Cam tiền bối đã qua đời nhiều năm như vậy, tiền bối cũng phải bắt đầu một cuộc sống mới. Hơn nữa, biết đâu sau khi rời khỏi đây còn có thể tìm cơ hội chuyển sang một kiếp khác. Dù là công lực không đủ để chuyển sang kiếp khác nhưng biết đâu còn có một cách khác làm nội khí của ngài từ từ tăng trưởng lên. Diệp Phàm nói, ta không có thân thể, làm sao có thể làm nội khí tăng trưởng, đó chỉ là giấc mơ thôi. Lô Định Tông nói, chương 3178, mượn thân. Trên đời rất nhiều bí pháp, tôi gặp một người tên là Đán Phi Tử. Hình như là người thời Chu, ông ấy chết đã lâu, có lẽ đến 3-4.000 năm, chính ông ấy không ngờ có thể dùng nội khí vật hóa. Diệp Phàm nói, nội khí vật hóa, đây là bí pháp gì? Lô Định Tông hình như có chút động tâm. Chính là dùng nội khí của chính mình ngưng tụ thành hình ảnh, chẳng qua, có chút mờ ảo, nhưng thật sự tồn tại. Tôi nghĩ, nếu một khí có thể vật hóa thành công, là có thể lợi dụng một ít thủ đoạn tiếp tục luyện công. Đây hoàn toàn có thể tăng tiến công lực của mình, một khi đạt đến thoát thần cảnh đại viên mãn là có thể dùng thuật chuyển sang kiếp khác. Diệp Phàm nói, cho đến lúc này, tôi cùng nhà họ Lô liên thủ, chúng tôi đang tìm điều kiện thích hợp. Thế giới rộng lớn, có 50 mấy triệu người, tìm vài cơ thể thích hợp là có thể. Người này đương nhiên cũng có chút bậy bạ, lúc trước Diệp Phàm cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc nội khí của Đán Phi Tử xảy ra chuyện gì, hiện giờ nói trên cơ bản đều là Diệp Phàm nghĩ ra, không có căn cứ. Ha ha, cậu nói nội khí vật hóa có lẽ chính là cảnh giới cao hơn thoát thần cảnh mới có thể làm được. Nói cách khác, làm gì còn phải phí sức đi tìm cơ thể thích hợp với cơ thể mình có phải không? Việc này đối với tôi mà nói, thoát thần cảnh là cái gì, căn bản là tinh thần tồn tại bình thường. Đó là không thể nào. Lô Định Tông không ngờ cười cười, đúng lúc này, trước mặt chợt lóe, Lô Định Tông nói. Diệp Phàm, cậu nhìn vách tường phía sau giường có phải có một khối đá không, giống như khối đá vũ hoa? Ôi, đúng là có, thật đúng là giống đá vũ hoa ở Nam Kinh. Diệp Phàm nói. Nam Kinh, cậu nói Nam Kinh là chỗ nào? Lô Định Tông hình như hơi ngạc nhiên. Thực sự xin lỗi tiền bối, Nam Kinh thời cổ đại gọi là Kim Lăng. Diệp Phàm nói. Ừ, cậu nhìn kỹ xem, có phải đá vũ hoa không? Nó kỳ thật không phải tảng đá, nó chính là quả của Ô Vân Lạc Cơ, chúng tôi là quả Ô Vân Lạc Cơ. Rất quý hiếm gặp trên đời, bởi vì, Ô Vân Lạc Cơ này từ ngoài trái đất đến, vốn đã hiếm thấy, quả nó càng hiếm thấy hơn. Lô Định Tông. Diệp Phàm nghĩ thầm. Có lẽ là đá từ ngoài trái đất rơi xuống mặt đất, đương nhiên là hiếm thấy. Bình thường mặc dù là còn sống nhưng gặp lực ma sát mạnh cũng sẽ hỏng, có thể sống sót có lẽ chính là mầm sống. Hơn nữa, loại mầm sống này chắc chắn khả năng sốt sót cao. Có thể trải qua nhiệt độ mấy nghìn thậm chí mấy chục nghìn nghĩ lại cũng đáng sợ. Ô Vân Lạc Cơ xem như là giống ngoài trái đất. Thì ra là thế, đây đúng là chân quý. Diệp Phàm gật đầu nói. Cậu nhìn kỹ xem. Nhất định có thể phát hiện cái gì? Lô Định Tông nói. Diệp Phàm dùng đôi mắt ưng nhìn lại, hình như bên trong có con đường, hơn nữa, con đường này rất kỳ lạ, hình như là hình người. Hắn giật mình, đem nội khí ngưng tụ bức con rơi ra đi thẳng đến quả Ô Vân Lạc Cơ này. Nhưng gặp một lực cản vô hình từ cua Ô Vân Lạc Cơ không thể vào được. Diệp Phàm thử mấy lần, cảm giác áp lực càng lúc càng lớn. Đang buồn bực thì Lô Định Tông kinh ngạc nói. Con rơi này của cậu sao? Đúng vậy, đây vốn là sư phụ tôi điểm ở bàn tay nhưng sau không hiểu sao lại chạy lên Thái Dương. Diệp Phàm nói. Không đơn giản, người thanh niên, con rơi này chính là do nội khí ngưng tụ thành. Hơn nữa tôi cảm giác nó với cậu liên hệ rất chặt chẽ, tựa hồ con mang khí cơ của cậu. Nếu như có thể là nó thành thực đứng lên, làm cho công lực của cậu cao hơn vài trình tự, ví dụ như giai đoạn niệm khí. Có lẽ con rơi này có thể trở thành một vật ngoài thân của cậu. Giống như thoát thần cảnh cao thủ có thể sáng tạo ra vật ngoài thân. Lô Định Tông nói. Sư phụ của cậu cũng là một thiên tài, không ngờ có thể giữ lại nói. Ông ấy vẫn còn sống. Diệp Phàm đương nhiên không giấu. Đúng lúc này, Diệp Phàm cảm giác con rơi hình như bị cái gì đó mạnh mẽ kéo, trước mắt tối sầm, khi nhìn lại, đã đến một nơi xa lạ. Nơi này hình như là bên trong một quả cầu. Diệp Phàm phát hiện, bên tràn trề sinh mệnh tiềm lực. Một ít giống như là lão sơn trăm năm khí cơ vẫn đang hướng trên người con rơi hé miệng hấp thu. Nhất thời cả người Diệp Phàm cũng cảm giác tinh thần mạnh mẽ lên, hình như đột nhiên nuốt ăn mấy lão sơn vậy. Hơn nữa hiệu quả càng mạnh,
Đúng lúc này, trước mắt xuất hiện một cánh cửa. Diệp Phàm nhất thời mừng như điên, đây là cánh cửa đột phá đến tiên thiên. Diệp Phàm nhấc chân đá cánh cửa này. Loảng xoảng mấy đá, nhưng cửa rất chắc, căn bản vững chắc như núi vậy. Ngay khi Diệp Phàm muốn dùng toàn lực là lúc, trước cửa hiện lên rất nhiều các vòng tròn, chúng múa may, nhất thời Diệp Phàm tỉnh táo lại. Đáng tiếc, vốn muốn tương trợ cậu đột phá tiên thiên, chẳng qua, có lẽ cậu vẫn không thể nào đột phá. Đáng tiếc, Lô Định Tông thở dài. Ôi, vãn bối bản lĩnh vẫn còn không đủ. Diệp Phàm cũng khá tiếc nuối. Lượng nối khí của cậu như vậy đủ rồi, chính là độ tinh thuần chưa đủ, có lẽ do đa số nội khí của cậu không phải tự mình luyện tới, mà mượn bên ngoài có được. Ví dụ như dùng vật đại bổ, còn có cao thủ truyền cho. Cho nên, mới có chút tạp như vậy, nếu như có thể luyện thuần, tiên thiên tự nhiên có thể đột phá. Cậu nói với ta tình hình lúc đột phá xem có thể có cách gì giúp cậu không? Lô Định Tông nói, hình như có một cánh cửa, nhưng cửa này lại có chút mờ ảo. Tôi giơ chân muốn đá nó, nhưng nó bất động, sau đó hiện ra rất nhiều quyển quyển làm cho tôi quáng mắt. Diệp Phàm nói, nguyên nhân lớn nhất của cậu ở định lực không đủ, muốn đột phá tiên thiên, lượng nội khí là tảng đá, nhưng tinh thần và định lực cũng là ngăn trở lớn nhất. Cậu ngất đi, chứng tỏ cậu không thể thừa nhận về mặt tinh thần của việc đột phá tiên thiên. Một khi cậu có thể ổn định lại mà không thể để mình ngất đi, tiên thiên, cậu đã đột phá. Từ từ sẽ đến. Nội khí này có thể được cao thủ thông qua phương pháp cứng rắn truyền cho cậu, nhưng định lực chính là không có cách nào truyền cho cậu được. Ma luyện của cậu vẫn không đủ, còn cần phải trải qua một việc mới có thể có được cơ hội này. Nhưng cậu cách tiên thiên còn kém một bước xa, đột phá chính là việc sớm muộn thôi. Cho nên, cũng không cần quá chú ý, với tuổi của cậu ở giai đoạn này đã là thiên tài trong thiên tài. Lô Định Tông nói, cảm ơn tiền bối đã dạy. Diệp Phàm cũng kính dập đầu ba cái. Tốt lắm, hiện giờ con rơi của cậu đang sống chính là trong quả ô vân lạc cơ. Cậu nhìn lại xem, có phải thấy tôi? Lô Định Tông nói. Diệp Phàm đem tinh lực chuyên chú vào bên trong con rơi, nhất thời ngây người. Vừa rồi cảm giác tiền vào trong một hình cầu, không thể tưởng tượng được chính là trong quả ô vân lạc cơ. Trong đó đều là chất lỏng màu xanh biếc nồng đậm. Bên trong chất lỏng màu xanh biếc, một bóng người xuất hiện. Đúng là người đàn ông trong bức tranh đào được trong cổ mộ đời Đường. Tôi lúc đó dùng nội khí ngưng tụ thành một đoàn, ẩn thân trong quả ô vân lạc sơn này, luôn luôn giữ gìn, dinh dưỡng nên mới có thể tồn tại đến ngày nay. Hơn nữa, 1000 năm qua, nước màu xanh này đã bị tôi hút đi 7-8 phần, còn lại không nhiều lắm. Một khi nước màu xanh hao hết, chính là ngày tôi biến mất. Hơn nữa, tôi không thể đi ra, nhưng hiện giờ tôi đã thay đổi. Tôi muốn đi ra. Lô Định Tông. Tốt lắm, hậu bối sẽ cố gắng. Diệp Phàm nói. Không cần, ô vân lạc cơ chỉ còn 3-4 phần dinh dưỡng, nhưng đối với các cậu mà nói vẫn là vật đại bổ. So với lão sơn mấy trăm năm kia hay con chăn mấy trăm năm còn quý hơn nhiều. Thứ này tôi tặng cho cậu, yên tâm, tuy nói tôi vẫn ở trong đó, nhưng chỉ là nội khí của tôi ngưng tụ bên trong. Cũng không có máu thịt, tất cả đều là nội khí có thể là người tự luyện khí. Là tối tinh thuần của trời đất. Sau khi cậu có cơ hội nuốt, ở thời khắc mấu chốt, trên đường cậu đột phá đến tiên thiên nó có thể giúp đỡ cậu một chút. Lê Định Tông nói. Nhưng tiền bối ngụ trong đó. Diệp Phàm lắc đầu nói. Tôi phát hiện con rơi của cậu chính là nơi tốt nhất cho tôi náu thân. Bởi vì con rơi của cậu cũng là nội khí ngưng tụ lại, rất hợp với nội khí cơ thể tôi lúc này. Sau này tôi sẽ ngụ trong con rơi của cậu. Cũng có thể thông qua nó để nhìn vài thứ, đương nhiên, cậu có thể tự do khống chế, khi không tiện, cậu có thể để tôi không nhìn thấy. Ha ha, hơn nữa, tôi hiện giờ đã mau tan, một khi ngủ vào đó sẽ bế quán, giống như bị hôn mê, ở tình huống này trừ phi gặp gỡ nguy hiểm có thể hủy diệt cậu, nếu không tôi sẽ không tỉnh dậy. Tính mạng của tôi cùng tồn tại với con rơi của cậu. Đương nhiên, cậu đừng hy vọng tôi có thể có nhiều thực lực giúp cậu. Tôi tuy nói là giai đoạn niệm khí đại viên mãn, nhưng thực lực hiện giờ của tôi không chịu nổi một kích, dù là cậu cũng có thể tùy ý diệt tôi. Cho nên, cậu không cần lo lắng cái gì. Đương nhiên, nếu cậu không muốn Lô Định Tông tôi tuyệt đối không ép. Lô Định Tông nói, buông lỏng, con rơi cảm giác trước mắt tối sầm, hình như xuyên thấu qua một màng gì đó quay lại trán Diệp Phàm. Tiền bối đồng ý ngủ ở đấy là vinh hạnh của vãn bối, chỉ cần tiền bối nguyện ý. Phải làm thế nào để ngài tiến vào cứ nói là được.
Diệp Phàm ôm quyền nói, tất nhiên trong lòng khá cao hứng, đây không phải là lợi hại hơn cao thủ Bức Vương sao? Tuy nói hiện giờ công lực của ông không được, nhưng cũng không phải là ông ấy mãi mãi không được. Hơn nữa, ông ấy có kinh nghiệm sau này có cơ hội có thể tùy thời thỉnh giáo. Đương nhiên, đối với con rơi của mình, Diệp Phàm cũng khá tự tin. Hiện giờ khống chế con rơi đã đến mức thuận buồm xuôi gió, chỉ cần không cho nó xem, tuyệt đối không nhìn thấy. Nếu không, sẽ không tiện, Diệp Phàm cũng con gái lõa lồ cũng để Lô Định Tông nhìn thấy sao. Chương 3179, vây kín mà đánh. Tất nhiên, Diệp Phàm cũng không thể tin Lô Định Tông hoàn toàn. Vẫn cần phải đề phòng, chỉ sợ con giới bị lão già này chiếm thì nguy rồi. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng biết, có lẽ Lô Định Tông nói cũng không phải là thật hết, ông ấy không thể yếu như vậy được, nếu hơn 1000 năm còn có thể tồn tại, thì người này chắc chắn có nguyên nhân. Nếu chọc giận ông ấy, có lẽ hôm nay ba người đều cùng chôn ở đây. Ôi, người trẻ tuổi không tồi, một khi ta khôi phục một chút sau sẽ nhất định dạy cậu một ít. Ta đã là người của hơn 1000 năm trước, đã gặp rất nhiều cao thủ. Còn nói đi vào có lẽ cậu sẽ hơi khó chịu, cậu phải cố chịu, đem con rơi phóng xuất là được. Lô Định Tông nói. Diệp Phàm bước đi ra, quá trình Lô Định Tông tiến vào con rơi đương nhiên đối với Diệp Phàm là hết sức thống khổ. Sự thống khổ này không cách nào hình dung được, giống như người nào đó dùng đinh sắt, hơn nữa, đóng rất từ từ vào đầu mình. Cũng không biết là bao lâu qua đi, giọng Lô Định Tông vang lên. Thành công rồi, quả ô vân lạc cơ này tặng cho cậu. Lúc trước tuy nói là phế phẩm, nhưng là thứ tốt, cậu giữ lấy đi. Nếu không hãy tặng nó cho con cháu của ông nhà họ Lô ở Thủy Châu. Diệp Phàm hỏi. Không cần, đã hơn 1000 năm qua đi, cậu có cơ hội thì đến nhà họ Lô một chuyến, nói là ta chết rồi là được. Nhà họ Lô có thực lực thì đem cho cốt của ta về là được, không cần nói những cái khác. Lô Định Tông nói. Tiền bối vì cái gì không muốn gặp người nhà họ Lô? Diệp Phàm hỏi. Ta đã như vậy còn có thể gặp sao? Đó không phải là làm cho họ sợ sao? Hơn nữa, ta căn bản không có cách dùng nội khí để làm cho mình hiển thân trong không khí. Nếu không, ta sẽ chết, đó là cái chết thật sự. Ta chỉ có thể tồn tại trong cơn rơi của cậu, cùng sinh cùng tử. Lô Định Tông nói. Tiền bối có thể truyền âm đó thôi. Đây đối với nhà họ Lô mà nói là việc vui lớn. Hiện giờ về võ công nhà họ Lô hoàn toàn xuống dốc, ngay cả cao thủ bát đẳng cũng không tìm thấy. Tiền bối chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn điều này? Diệp Phàm nói. Đến lúc đó xem, cậu trước tiên không cần nói ta là được. Còn quả ô vân lạc cơ và cây nó đều tặng cho cậu. Không cần để lại cho nhà họ Lô, có chút thứ tốt, cho bọn họ không hẳn là tốt. Bởi vì bọn họ ngay cả bát đẳng cũng không có, có thực lực gì để bảo vệ thứ tốt hiếm thấy này, có khi còn mang đến cho họ họa diệt ra. Đương nhiên, những thứ tốt này cậu có thể nhanh chóng ăn. Nếu muốn tìm cơ hội cũng phải nhanh, còn phải giữ gìn tốt. Ô vân lạc cơ này thật ra có thể mang trên người, tùy thời cơ thích hợp có thể dùng. Nhưng phải chú ý đề phòng có cao thủ có thể ngửi được chút gì đó. Đến lúc đó, đối với cậu mà nói đó chính là nguy hiểm. Lô Định Tông giọng nghiêm túc. Tôi biết rồi. Diệp Phàm thận trọng gật đầu. Tiền bối, nơi giấu kho báu của thập tam thanh y lão đã nghe nói qua chưa? Diệp Phàm hỏi. Kho báu, nghe thì nghe nói qua, nhưng không biết ở đâu. Ngay cả thần châu trước kia cũng không biết, năm đó cần cả 13 người mới có thể mở ra. Đây là tài sản của cả 13 người. Lô Định Tông nói. Việc này lạ thật, theo lý mà nói nơi giấu kho báu cũng có thể là do tiền bối Thanh Vương Đạt Ma Cát Thành Tư lập ra, ông ấy nên biết chứ. Diệp Phàm có chút nghi hoặc. Việc này lúc đó ta cũng không rõ ràng lắm, đương nhiên, lúc đó đối với ta mà nói cũng không có tác dụng gì. Cho nên, cũng không hỏi về việc này. Nhưng, ta nghĩ, kho báu này có phải là có chút liên hệ với chỗ thần bí này? Tuy nói năm đó nhạc phụ ta là Mãn Thiên Vân có dặn An Long Tử đưa đến bản đồ gì đó, lúc đó ta cũng chưa xem. Thời điểm đó đối với ta không có ý nghĩa gì, mất hết can đảm. Lô Định Tông nói, tiền bối có biết đường ra không? Diệp Phàm hỏi, có chút manh mối, nhưng có biến động hay không thì không biết. Lô Định Tông nói, sau đó... Diệp Phàm thu lại quả ô vân lạc cơ, đánh thức hai người Vương Nhân Bàng. Con mẹ nó, sao lại thế này, ông đây còn sống, thật sự là may mắn. Vương Nhân Bàng mắng. Tôi cũng biết sao lại thế, vừa rồi cảm giác cái gì đó làm cho hôn mê.
nhưng bản lĩnh tôi cao hơn các anh, nên đã tỉnh dậy sớm hơn một chút. Tôi nghĩ đây là tiền bối Lô thiết kế để bảo vệ cây gỗ kia, nhưng hiện giờ tôi nghĩ. Sư phụ Bức Phương đã nói với tôi về đồ vật này nọ, gọi là gỗ ô vân lạc cơ. Tôi thấy có điểm giống với cây màu đen này. Diệp Phàm thuận miệng nói dối. Có thể. Trương Ẩn Hào gật gật đầu, đương nhiên tin tưởng Diệp Phàm. Việc này mẹ nó, thật là kỳ lạ, vẫn là lấy vật này rồi chạy lấy người, chỗ này thật quỷ quái. Ông đây không muốn ở lại đây một giây đồng hồ nào rồi. Vương Nhân Bàng nói, rụt cổ, có chút nhút nhát. Không phải anh còn muốn kiếm tiền sao, còn phải muốn có tiền, nếu sợ anh đi về trước là được. Diệp Phàm châm chọc nói. Sự cái cầu, ông đây vì tiền mà quyết định rồi. Vương Nhân Bàng khôi phục quyết tâm. Ba người thu dọn một chút. Sau đó, Diệp Phàm căn cứ theo lời của Lô Định Tông đi sang một cái động bên cạnh, phát hiện quả nhiên có một cái động cũ, nhưng hình như có nguy cơ sắp sụp. Ba người đi ra, không ngờ thuận lợi thoát lên mặt đất. Vừa thấy nhất thời trợn tròn mắt, không ngờ đã đến bờ sông bên kia. Anh Diệp, thập tam thanh y thế công thật sự mãnh liệt, may mắn chúng ta có thiết bị của tổ, nếu không, sớm bị đánh bại. Trương Ẩn Hào chỉ vào đối diện nói. Phát hiện trên bãi sông nắm úp mười mấy tên, họ liên lạc đến chỗ mấy người Sa Thiên đang trốn. Sa Thiên, tình hình thế nào? Diệp Phàm mở thiết bị hỏi. Bị thương hai, không chết người. May mắn chúng tôi mang theo nhiều đạn, dùng hỏa lực chặn thập tam thanh y, có tên công lực cao, nhưng vẫn bị súng trường của chúng tôi ngăn chặn. Anh Diệp, hiện giờ anh ở đâu? Sa Thiên bình tĩnh. Tôi ở phía sau bọn họ. Cậu có liên hệ với Ngô Tuấn không? Diệp Phàm hỏi. Bọn họ ngay bên trái, tôi bảo nếu chúng tôi không được thì cùng phối hợp đấu lại thập tam thanh y. Sa Thiên nói. Tốt lắm, hiện giờ cơ hội đã đến, cậu trực tiếp liên hệ với anh ta, 5 phút đồng hồ sau, chúng ta ba mặt vây quanh, diệt thập tam thanh y. Diệp Phàm lúc này giọng rất lạnh lùng. Được, 5 phút sau. Sa Thiên tấn công yếu đi, đương nhiên là kế dụ địch của Diệp Phàm. Các anh em, bọn họ không được, không còn đạn, chúng ta đi lên. Không biết người nào hét lên một tiếng, sau đó có đến hơn 20 người hướng về phía Sa Thiên. Bọn người kia không ngờ trong tay cũng có súng trường, hình như là tự chế. Nhưng, đa số trong tay người áo xanh cầm đều là tên, giáo linh tinh. Thứ này tầm bắn hữu hạn, uy lực yếu đi không ít. Mà ba người Diệp Phàm đã ẩn vào sông phía sau họ. Giết! Diệp Phàm đột nhiên bắn lên. Liễu Diệp phi đao bắn ra, ba tên lập tức ngã xuống. Bên này quan trọng, bảo vệ lão đại. Có người kêu lên, Diệp Phàm phát hiện, một người áo xanh lao lên, một con dao bầu dài chừng 3 mét chém thẳng về phía Diệp Phàm. Đao khí kia, mang theo tiếng xé gió, còn chưa đến bãi sông nhưng cát sợ đã bay sang hai phía giống như nổ tung. Đến đây con cháu của Mãn Thiên Vân. Diệp Phàm cũng khí thế ngẩng cao, huyết trích tử tát ra bên ngoài. Mở ra mạnh mẽ như một cái chậu rửa tỏ, hướng về phía Mãn Thiên Vân chộp tới. Tiếng xé gió truyền đến, hai vũ khí hung hăng chạm vào nhau. Rầm một tiếng vang lên thật lớn. Dao bầu chui vào cát, nháy mắt mát bóng dáng, huyết trích tử bị đâm cho lệch đi. Diệp Phàm phát hiện, Mãn Thiên Vân nhiều nhất là thực lực bán tiên thiên, nếu bàn về độ hùng hậu của nội khí căn bản là không đủ. Vừa thấy huyết trích tử chộp tới, Mãn Thiên Vân muốn trốn. Nhưng Quỷ Liên Đăng của Diệp Phàm đã chờ từ trước. Ngọn đèn sáng ngời một cách kỳ lạ, Mãn Thiên Vân đột nhiên có cảm giác như ngất đi, bởi vì đèn Quỷ Liên có tác dụng mê hồn ngay lập tức. Két! Mãn Thiên Vân coi như là phản ứng nhanh, nhưng toàn bộ cánh tay trái vẫn bị huyết trích tử của Diệp Phàm kéo đi, máu chảy đầm rìa, rời ra khỏi người. Giết người! Mãn Thiên Vân tức giận rồi, tay quét lên trời, sàn sạt một tiếng, trời đầy phi tiêu, như là châu chấu vây lấy người Diệp Phàm. Đây là vũ khí giết người nổi tiếng của Mãn Thiên Vân. Diệp Phàm giơ hai tay quét ngang, một bóng nước trong nháy mắt hình thành trên không trung. Bóng nước nổ tung, phi tiêu bay đầu trời của Mãn Thiên Vân bắn về bốn phía. Vốn Diệp Phàm không biết bóng nước lợi hại như thế, nhưng lần trước gặp sư huynh Trương Vô Trần, ông ấy truyền cho Diệp Phàm thái cực quyền của võ đương. Kết hợp với thủy công của Bức Phương, khi thi triển ra uy lực lớn gấp nhiều lần. Mà phi tiêu Diệp Phàm thu hết vào huyết trích tử. Trả lại cho ông Mãn Thiên Vân. Diệp Phàm quát to một tiếng, hướng về phía Mãn Thiên Vân. Người này vừa biết đánh không lại Diệp Phàm, hơn nữa Sa Thiên và Ngô Tuấn phía sau đồng thời phát lực,
cấp dưới của Mãn Thiên Vân nhất thời bị diệt hơn một nửa. Cho nên, người này quyết định rất nhanh, 36 kế chuồn là thượng sách. Ông ta quyết đoán ném Phi Tiêu ra bên ngoài, người trốn đi. Nhưng, vừa trốn xuống sông, còn chưa kịp thở đột nhiên cảm giác bả vai bị một cái gì đó đập phải. A! À, Mãn Thiên Vân hét thảm một tiếng, giãy giụa, nhưng huyết cương không dễ chọc. Két một tiếng, một chân của Mãn Thiên Vân bắn ra sông. Chương 3180, huyết lý hồng. Thình thịch thình thịch thình thịch. Nhóm người Ngô Tuấn vừa quyết đấu vừa sợ hãi, hình như có người ở trong bãi cát, hiền nhĩ nghĩ. Ai cũng đều cho rằng Diệp lão đại dùng kế cách sơn đả nghiêu để đánh trong bãi cát, trên thực tế căn bản là chẳng có chuyện gì. Gần 10 phút, cuộc chiến chấm dứt. Mãn Thiên Vân đem theo 20 người đến thì đã chết mất quá nửa, còn lại 7 người bị bắt sống. Mà Mãn Thiên Vân cũng còn lại một bàn tay một chân, máu chảy đầm đìa, Diệp Phàm bình tĩnh thu hồi quân lính. Trương Ẩn Hào thở dài, đành phải mời thầy thuốc về băng bó cho bọn tay chân. Nếu không Mãn Thiên Vân sẽ không chịu được quá 10 phút. Trời tối dần, nhóm Sa Thiên dựng lều bạt, mọi người ăn cơm, Mãn Thiên Vân cũng đã tỉnh lại. Diệp Phàm nhìn kỹ mới phát hiện người này diện mạo thật hào phóng, râu ria xồm xàm. Tạp trùng. Mãn Thiên Vân nhổ bọt về phía Diệp lão đại nhưng lại trúng vào chân của Thủy Mẫu. Cái loại miệng thối này thật là kinh, mùi hôi xách xa đến 10 mét vẫn còn thấy mùi, làm cho toàn thân của Mãn Thiên Vân toàn mùi hôi. Đủ rồi, đừng đánh chết. Diệp Phàm khoát tay. Lại không để cho mọi người đánh chết hắn đi. Thủy Mẫu lầm bầm có vẻ bất mãn rồi dừng tay lại. Nhưng các cô nàng này vừa đi vừa nghiến răng vừa túm lấy anh ta xô đẩy. Về sau lại lặp lại trò này với Mãn Vân Thiên. Diệp Phàm, kêu cô này dừng tay, giữ Mãn Thiên Vân lại sẽ có tác dụng. Lúc này, Lộ Định Tông mới nói. Nếu hắn thật sự là Mãn Thiên Vân, xem ở môi trên, tha chết cho hắn đi, hừm. Ngươi còn nhận ra ta sao Mãn lão tặc? Thủy Mẫu giận dữ mắng. Thủy Mẫu lui ra. Diệp Phàm nghiêm mặt hừ nói. Thủy Mẫu nhìn, có vẻ sợ hãi và lập tức lùi lại. Ngươi là con gái của Cố Phong. Mãn Thiên Vân ngẩng đầu lên, nhìn Thủy Mẫu, mắt mở to ngạc nhiên. Mãn lão tặc, sói cũng không ăn thịt con, ngươi là đồ khốn nạn, ngươi giết cả nhà của ta, đồ khốn nạn. Thủy Mẫu vừa khóc vừa muốn tiến lên nhưng bị Sa Thiên lạnh lùng giữ chặt lại. Nếu tiếp tục làm loạn lên thì đừng trách tôi không khách khí. Sa Thiên hừ nói. Trong mắt Sa Thiên chỉ có Diệp lão đại, những người khác tất cả đều là đồ bỏ đi. Hừm, Mãn Thiên Vân ta tung hoành sa mạc vài chục năm, hôm nay thì thảm rồi. Mãn Thiên Vân đau khổ cúi đầu. Chìa mấy thứ kia của ông ra. Diệp Phàm thản nhiên nói. Cái gì, ta không rõ cậu nói cái gì. Mãn Thiên Vân giả bộ hồ đồ. Ông hẳn là có vợ có con, mặc dù là bọn họ trốn rất kỹ. Nhưng nếu chúng tôi có thể bắt ông thì nhất định cũng có thể tìm được bọn họ. Mãn Thiên Vân, tất cả mọi người đều là người thông minh. Sẽ không cần thiết phải vòng vo nữa. Diệp Phàm hừ nói. Là Cố Ảnh nói cho các người biết sao. Mãn Thiên Vân trừng mắt nhìn Thủy Mẫu. Cô ta dùng cái này để trao đổi chúng tôi giúp cô ta, ông muốn sống thì nên thành thật. Nếu không, cả nhà ông đều sẽ nguy hiểm. Bằng thực lực của chúng tôi thì các người mặc dù còn có mấy tên cao thủ thì cũng có ích gì đâu. Diệp Phàm hừ nói. Hừm, ta hiểu rồi. Thiên cơ bình chính là ở đó. Mãn Thiên Vân vẻ mặt thất sắc nói. Ta hy vọng cậu giữ chữ tín tha cho người nhà của ta. Bằng không, Mãn Thiên Vân ta có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho các người. Tổ chức thập tam thanh y đều ở đây sao? Diệp Phàm hỏi. Vốn đã không còn tổ chức thập tam thanh y, kể từ khi Cố Phong trốn thoát, thập tam thanh y người chết kẻ bị thương, hiện tại chỉ còn lại ta cùng lão thất lão bát. Nhưng vừa rồi lão thất lão bát đều chết trong tay các người. Mãn Thiên Vân ta đã không còn huynh đệ, chỉ còn những thủ hạ đáng thương này, các người buông tha cho bọn họ đi. Tôi dùng mạng của ta đổi lấy mạng cho bọn họ. Mãn Thiên Vân còn có chút khí phách. Đem bản đồ ra đây trước. Diệp Phàm hừ nói. Ngay tại Thiên Cơ Bình. Mãn Thiên Vân nói. Ngươi nói mà không biết xấu hổ, đều là ngươi không từ thủ đoạn lừa dối mọi người mắc mưu của ngươi. Hại 13 áo xanh người chết kẻ bị thương. Mãn Thiên Vân, ngươi là đồ khốn nạn. Ngươi không có lỗi với Hoàng đế nhà Thanh sao? Ngươi không có lỗi với Thập Tam Thanh Y đã từng là huynh đệ đồng cam cộng khổ với nhà ngươi sao? Thủy Mẫu bị kích động mắng. Ta cũng không có cách nào khác, xã hội hiện đại,
có ai muốn lang thang ngoài sa mạc đâu. Những của cải này đa phần đều là do nhà Mãn Thiên Vân ta dẫn đầu cướp bóc được, tổ chức thập tam thanh y nghe tiếng thì hay chứ công lớn thuộc về nhà Mãn Thiên Vân chúng ta. Võ công của chúng ta cũng là cao nhất, tại sao những của cải này lại phải phân chia cho 13 người? Ít nhất, chúng ta gia tộc Mãn Thiên Vân ta phải chiếm phần lớn mới đúng. Lúc đó không phải nói chuyện làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu sao, chính là nói theo lý luận hiện đại, chúng ta bỏ công sức ra, đương nhiên phải được hưởng xứng đáng. Mãn Thiên Vân khản giọng quát. Hơn nữa, của cải này cứ cất giấu thì có ích lợi gì? Bằng không sớm đào lên để cho tổ chức thập tam thanh y chúng ta có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Cách nghĩ của các cụ ngày xưa đã lỗi thời rồi, giờ là thời đại nào rồi mà còn phục dựng lại nhà Thanh, nước Trung Hoa cho phép sao? Lời này nói thì dễ, căn bản là không thể. Dựa vào lực lượng nhỏ của chúng ta, người ta chỉ cần điều một đoàn quân được trang bị chỉnh tề đến thì đã có thể tiêu diệt được chúng ta. Được sống tốt hơn thì tại sao lại phải sống như thế? Cái giấc mơ phục dựng lại một đất nước tươi đẹp sớm tan biến, còn một số ít người vẫn đang mê man trong giấc mộng hoang đường này. Rõ ràng không có khả năng thì tại sao không thay đổi? Cái này đã qua đi mấy ngàn năm rồi, giấc mộng làm vua nhà Thanh, chỉ có thể đại diện cho cái thời đại đó thôi. Mặc dù là ở thời đại đó, đất nước tuyệt vời cũng chỉ là nước chư hầu của Triều Hán, cũng không được coi là độc lập. Cuối cùng vẫn bị Lâu Lan thôn tính. Đây là xu thế tự nhiên cũng là kết quả của cái gọi là thời đại lớn. Vương triều nào có thể vĩnh viễn tồn tại ở sa mạc, mặc dù là lúc trước nước Lâu Lan hùng mạnh thế mà cũng phải tiêu tán ở nơi cát vàng mờ mịt này sao? Tư tưởng này của người có thể trao đổi với các vị huynh đệ chứ, mặc dù là muốn đào lên thì cũng phải là mọi người cùng nhau làm có phải hay không? Xã hội hiện đại, tất cả mọi người đều là người hiện đại, đều đã được tiếp thu lý luận hiện đại. Ai cũng không phải đồ cổ hủ, giống như ngươi. Căn bản là ngươi nghĩ muốn độc chiếm số tài sản này. Cái này nói thì dễ, nghe rất đàng hoàng, quỷ cũng chẳng tin ngươi. Thủy mẫu quát, bớt lời vô nghĩa đi, Mãn Thiên Vân, đó đều là quá khứ. Hơn hết, đội quân cũ của các người tinh xảo, gia tộc Mãn Thiên Vân các người hẳn là có bản đồ, lấy ra đi. Hơn nữa, tôi đang nghĩ, lúc trước các ông xây dựng đường ngầm bí mật này có phải để che giấu binh linh hay không hoặc là cái gì? Diệp Phàm khoát tay áo, hỏi. Bản đồ là có, nhưng, có lẽ các người xem cũng không hiểu. Đây là do tổ tiên trong gia tộc Mãn Thiên Vân ta xây dựng nên. Các cậu có thể xem được, đó chỉ là do các cậu may mắn thôi. Mãn Thiên Vân tỏ ý coi thường hừ một tiếng. Gia tộc Mãn Thiên Vân, nghe nói ngàn năm trước các ông không phải là có nội chiến sao, Mãn Thiên Vân nhà người dám nói ông là kẻ trung thành trong gia tộc Mãn Thiên Vân không? Diệp Phàm châm chọc nói. Nội chiến à, bình thường thôi. Ở thời vương triều cổ đại xưa lúc nào chẳng có cảnh huynh đệ tương tàn chú cháu tranh đấu không phải chỉ vì một cái ngôi vua đấy sao? Gia tộc Mãn Thiên Vân là trụ cột trong tổ chức thập tam thanh y, áp dụng chế độ thừa kế. Nhưng giống như trong gia tộc, cũng không thể để cho cái loại bất tài này cứ mãi chiếm cái chỗ này được. Cho nên, trên cơ bản mỗi 200-300 năm, gia tộc Mãn Thiên Vân đều có biến động, cuối cùng đều là người có cường lực mạnh ngồi ở vị trí thủ lĩnh của tổ chức thập tam thanh y. Không cần nói đến vị trí đứng đầu này, chính trong tổ chức thập tam thanh y này vị trí thứ hai, thứ ba cũng thường xuyên thay mới sao. Chẳng có cái gì lạ ở đây cả, cũng không thể nói là phản bội hoặc huynh đệ tương tàn để tranh quyền đoạt lợi. Đây là kết quả của xu thế lịch sử. Được làm vua thua làm giặc, có gì hay đâu mà nói. Mãn Thiên Vân còn làm bộ nói đạo lý. Thôi, đem bản đồ ra đây đi. Diệp Phàm hừ nói. Thị trấn Thanh Y, số 13. Mãn Thiên Vân nói, Sa Thiên dẫn người đi lấy bản đồ. Nhóm người Diệp Phàm cân nhắc hồi lâu, gật gà gật gù. Sau cùng đành phải dò tìm từng bước trong bản đồ, cuối cùng cứu được hai người của thất gia ở một cái hố bùn. Diệp Thiên Sinh, việc hợp tác của chúng ta dừng ở đây. Chúng tôi không muốn số tài sản kia. Thất gia nói, thất gia thật sự dừng ở đây sao? Diệp Phàm hỏi, của cải tuy rất tốt. Nhưng so với mạng người thì tôi nghĩ thà được nhìn thấy mặt trời thêm vài ngày thì tốt hơn. Thất gia thở dài. Vậy được rồi, nếu thất gia quyết định rời khỏi, tôi đây cũng không can ngăn ông. Sa Thiên, đem chi phiếu ra đây. Diệp Phàm dặn dò, cho thất gia chi phiếu 200 vạn, nhưng thất gia không cần, mang theo tàn binh bại tướng rồi đi. Bọn họ thật sự rút lui sao? Vương Nhân Bàng hừ nói. Sẽ không đâu. Diệp Phàm cười lạnh nói. Bọn họ muốn làm gì? Trương Ẩn Hào hỏi.
có thể là tạm thời quan sát, tôi tin rằng, kiểu anh hùng như Thất gia này đã không còn mấy chục năm rồi. Xem thường sống chết, nếu hắn sợ chết thì đã không có cái tên anh minh là Thất gia rồi. Cho nên, người này rất giàu hoạt, chúng ta phải đề phòng hắn. Diệp Phàm nói, tôi đang nghĩ, hắn có phải trở về để thu thập thêm nhân lực hay không? Chứng kiến thực lực của chúng ta, hắn cho rằng sau này nếu lấy được của cải thì cũng không có cách nào tranh đấu được với ta. Cho nên, gia tăng thêm nhân lực là cần thiết. Trương Ẩn Hào nói, lão già này dụng ý không phải vừa, lẽ nào còn muốn tranh giành với chúng ta một trận nữa? Vương Nhân Bàng hừ nói, tranh giành, được, vậy phải xem bọn hắn có thực lực hay không. Diệp Phàm nét mặt lạnh lùng làm Thủy Mẫu cũng dùng mình một cái. Anh Diệp, mới vừa hỏi qua rồi. Trong 7 tên chưa chết có 4 tên làm trong tổ chức thập tam thanh y mà Mãn Thiên Vân vừa mới đề cập đến, lão thất lão bát đã chết rồi, nhưng, còn có lão tam lão tứ lão ngũ ba người bên ngoài chưa trở về. Nghe nói là buôn bán gì ở bên ngoài ấy, có lẽ là làm giao dịch bí mật. Lúc này, Đường Thành quay trở lại báo cáo. Tổng cộng còn có mấy người áo xanh mới nổi? Diệp Phàm hỏi. Còn lại 5. Đường Thành đáp. Bọn họ bản lĩnh như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Lão tam lợi hại nhất, nghe nói bản lĩnh đạt tới 10 đẳng, hơn nữa, còn là phụ nữ. Trước kia xưng biệt hiệu là Huyết Lý Hồng, nghe nói có thể lướt trên sa mạc giống lướt sóng, tốc độ nhanh hơn tuấn mã. Lần này Mãn Thiên Vân cũng vô tình phát hiện ra Thủy Mẫu và Cố Phong có chút quen thuộc và trong lòng có chút nghi ngờ. Đối với Thủy Mẫu, Cố Ảnh hai cô gái này mà nói, tuy nói là 20 năm rồi không gặp, nhưng ấn tượng vẫn còn rất sâu đậm trong đầu Mãn Thiên Vân. Hơn nữa, mục đích quan trọng nhất của Mãn Thiên Vân là lấy được bản đồ cất giữ kho báu trong tay của Thủy Mẫu. Đường Thành nói, chương 3181, cao thủ. 4 tên kia đâu? Diệp Phàm hỏi. 4 tên kia nội công thật chẳng ra gì, trong đó ngoài 2 tên nội công lục đẳng trở lên, tên còn lại chỉ xấp xỉ nhau khoảng tứ đẳng. Mãn Thiên Vân đã không tìm được cao thủ rồi, chỉ có thể là tạm được thôi, bằng không, cũng sẽ không dễ dàng bị chúng ta tiêu diệt như thế. Đường Thành giảng đạo, Huyết Hồng Lý ở lại, những người khác, chính là 2 người công phu đạt lục đẳng kia ở lại để cử người tiếp đón. Diệp Phàm nói xong nhìn Đường Thành liếc mắt một cái, cười nói. Việc này chờ chúng ta xong việc sau giao cho ngươi đi làm, nhưng giờ thì để xem đã. Được đấy anh Diệp. Đường Thành lúc đó vui ra mặt, đây là cơ hội mà anh Diệp cho mình đây. Để mình bắt sống 2 vị này, nếu như có thể giới thiệu vào tổ chức thì đó là công lao lớn đối với mình. Huyết Lý Hồng kết thành một đôi với Thủy Mẫu đi. Diệp Phàm cười nói. Nghỉ ngơi một buổi tối cho thoải mái, mọi thứ đều rất thuận lợi. Ngày hôm sau xuất phát theo hướng Thiên Cơ Bình. Thiên Cơ Bình cách nơi này đến 30 km, nhưng ở sa mạc nếu so với tốc độ của lạc đà thì 30 km cũng coi như là rất xa. Mãi 3 giờ chiều mới đến Thiên Cơ Bình. Diệp Phàm mời mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi, ăn cơm. Thiên Cơ Bình thật ra là một đồi đất màu vàng có cái bề mặt giống bãi đáp của máy bay trực thăng, chẳng qua, đồi đất này khá lớn, đại hình không theo một quy tắc nào cả, phạm vi chừng cây số, là nơi tập trung của các giai nhân mỹ nữ. Đồi đất vàng bên trên có một cái bình địa khá là khác lạ. Diệp Phàm quan sát Thiên Cơ Bình hồi lâu. Tiền bối, có phát hiện ra cái gì dị thường hay không? Diệp Phàm để sát vào tai Hồng Tà hỏi. Có vài thứ giấu ở bên trong rất khó phát hiện, trước hết dùng cái cảm nhận tự nhiên để khám phá đồi đất vàng bán hóa thạch cũng là có hạn. Nhưng ta luôn có cảm giác là Mãn Thiên Vân không phải là người dễ dàng bỏ qua. Hơn nữa, người chém hắn một bàn tay một chân. Đối với người như thế còn khó chịu hơn là giết hắn. Bởi vì, đời này đối với hắn về cơ bản là xong rồi. Trong lòng hắn chắc chắn chất đầy thù hận, sẽ không tốt như vậy. Hồng Tà vuốt cằm nói. Một đồi đất vàng rộng lớn như vậy, nếu bên trong có chút thần bí thì uy lực cũng tương đối mạnh. Thập Tam Thanh Y kinh doanh hơn 1000 năm, giống như cái vùng đất thần bí mà đã gặp lần trước hẳn là không hơn một cái. Diệp Phàm gật đầu nói. Cẩn thận một chút. Chúng ta nhiều người như vậy, ngay cả Mãn Thiên Vân cũng đã bắt được rồi, có người tài trong tay, cho dù có chuyện gì chúng ta cũng không sợ. Hồng Tà cười ngạo mạn. Mãn Thiên Vân, bản đồ giấu ở đâu? Người phải chỉ cụ thể vị trí, bằng không, một đồi đất to như thế này biết tìm ở đâu? Diệp Phàm hỏi. Chính là phần trung tâm của đồi đất này, tôi còn đánh dấu đặc biệt, để một tảng đá màu đỏ bên trên.
chỉ cần dùng lực thật mạnh hướng vào tảng đá dẫm ba cái rồi dừng lại rồi lại dẫm ba cái là có thể mở ra. Đương nhiên, nếu dẫm không đúng thì sẽ nguy hiểm. Phía dưới có lựu đạn do chúng ta tự chế, dẫm một cái là nổ ngay. Mãn Thiên Vân ra vẻ thành thật nói. Sau khi mọi người nghỉ ngơi xong, Diệp Phàm cùng Vương Nhân Bàng mang theo Hồng Tà cùng với Mãn Thiên Vân nhảy lên đồi đất vàng tìm kiếm, không lâu sau liền tìm được cái tảng đá màu đỏ. Một cái chén thô không lớn không nhỏ, nếu không phải Mãn Thiên Vân nhắc nhở thì rất khó phát hiện. Tuy nói là màu hồng, nhưng này màu đất vàng này cũng hơi có màu đỏ, thành phần trong đó thật khó nhận biết. Diệp Phàm liếc nhìn Hồng Tà, hắn gật gật đầu, về sau, Hồng Tà cùng Vương Nhân Bàng lui ra phía sau hơn 20 mét. Diệp Phàm khống chế được một khối thiết đà đập vào tảng đá màu đỏ, đập liền ba cái, sau đó đang chuẩn bị dừng một lát rồi lại đập ba nhát. Lúc này, tảng đá răng rắc một tiếng giòn vang, rất khác lạ rồi bắn lên trời. Có biến, lui ngay. Hồng Tà kêu lên, Diệp Phàm cùng Vương Nhân Bàng dắt Mãn Thiên Vân lui về sau mấy trăm thước, đương nhiên là phải rời xa nơi vừa phát nổ. Có một người nhìn không rõ mặt nhảy ra từ phía tảng đá. Người này không nói một lời vung tay nhanh như chớp về hướng ba người Diệp Phàm. Đây mới có thể chính là uy lực của Mãn Thiên Vân. Hồng Tà hừ nói, hai tay phóng thẳng lên trời chém mạnh vào không trung. Phát ra một tiếng vang. Bầu trời giống như bị xé toạc ra, phi tiêu bay đầy trời từ kẽ hở vừa nứt ra. Tên kia bay lên cao, hai tay hướng về phía Hồng Tà phóng phi tiêu như mưa xuống. Tiếng xé gió rất chói tai giống cảm giác như máy bay hạ cánh. Lúc đó, đất rung núi chuyển. Diệp Phàm vội ra tay, hướng về phía tên kia kiêu ngạo tiếp chiêu. Diệp lão đại thiếu chút nữa há hốc mồm, tên kia nhổ đờm về phía Diệp Phàm, tiêu hồng lợi hại như vậy của Diệp Phàm bị miếng đờm của gã làm cho bay đi. Ngay lập tức, một lực rất mạnh truyền đến, Diệp Phàm lui nhanh về phía sau, nhưng vẫn bị bỏ đờm đánh cho suýt ngã xuống đồi đất vàng. Thật là lợi hại, Diệp lão đại cảm giác lạnh cả sống lưng. Thấy tình hình không ổn, Vương Nhân Bàng dắt theo Mãn Thiên Vân bỏ chạy. Còn muốn chạy. Người tóc dài vừa quát, vừa chạm một chưởng với Hồng Tà, Hồng Tà dính một chưởng của gã loạng choạng không vững. Diệp Phàm thấy vậy thì trong lòng có chút sợ hãi. Không thể tưởng được là cái tên từ dưới đất chui lên lại lợi hại thế, nội công lại ngang tài ngang sức với Hồng Tà như vậy. Gã kia lẽ nào lại có năng khiếu bẩm sinh như vậy? Đương nhiên, Hồng Tà không thể vận động hết sức được. Mục đích là để hạn chế phát huy công lực của hắn. Vừa động thủ, huyết cương của Diệp Phàm phóng ra chui vào trong đất. Sau đó, có một lực hút truyền qua rầm một tiếng, Vương Nhân Bàng bị tên kia hút theo ngã sấp xuống đất, Mãn Thiên Vân tuột tay bắn về phía gã kia. Đám người Sa Thiên thấy thế liền xông tới. Ai cũng lăm lăm súng trong tay nhưng không thể xuống tay, bởi vì tốc độ của gã kia quá nhanh, thoát cái đã đến chỗ Hồng Tà, nếu như bắn không chuẩn thì sẽ trúng vào người của mình. Hồng Tà hừ một tiếng, đánh ra một chưởng. Rầm. Khí công của hai người phát ra gặp nhau trên không trung, giống như quả bom bị nổ tung, đồi đất vàng bị chấn động đào sâu một cái hố lớn. Huyết trích tử của Diệp Phàm đã tới, tên kia căn bản là chẳng biết loại chim này, vừa ra tay đã vung ra một lực rất mạnh làm cho huyết trích tử hiếu chút nữa tuột tay bay đi. Ôi mẹ ơi, sao mạnh thế, mọi người đều sắp thành đồ chơi trong tay gã rồi. Diệp Phàm mắng thầm trong lòng. Một quả lựu đạn bay qua. Lựu đạn, mau tránh ra chú ơi. Mãn Thiên Vân hét lớn. Tránh cái gì, trả lại cho bọn hắn. Gã kia kêu lên một tiếng, lựu đạn đã bị hắn dùng một chiêu cho quay lại trên đầu Vương Nhân Bàng đang định bỏ chạy. Hồng Tà thấy vậy, rất nhanh liền đẩy về phía Vương Nhân Bàng. Diệp Phàm phóng tiêu đẩy quả lựu đạn rơi xuống đất, Ngô Tuấn và mấy người đứng gần nhất vội tránh xa ra. Hồng Tà mất mặt, lão ta rất tức giận. Hai tay vung mạnh xuống đất, tấm thân tàn phế bắn lên trời. Lão ta chém một chưởng về phía người tóc dài. Đao khí lạnh lùng. Gã kia cũng không dám sơ suất, phóng ra một chưởng nhằm phá hỏng đao quyền của Hồng Tà. Đúng lúc này, con rơi của Diệp Phàm đã tới bên tai gã này. Phóng vào trong. A! À, tên kia cảm giác đau nhức, cái mũi bay ra. Đúng lúc này, huyết cương dùng hai tay luồn xuống dưới đất túm lấy hai chân của gã kia. Hai chân gã lúc đó lún sâu vào trong đất khoảng nửa thước, do gã đang tập trung chín thành công lực để đối phó Hồng Tà cho nên không để ý lắm đến nhóm người Diệp lão đại. Hồng Tà thấy vậy, vỗ mạnh một cái từ trên xuống. Lợi dụng sức cản của không khí nhấn xuống dưới, một lực rất mạnh hướng về phía người tóc dài. Diệp Phàm xoay người nắm tay hướng về phía ngực người nọ.
nổ súng. Diệp Phàm kêu lên, bằng bằng bằng. Sa Thiên nhanh chóng lắp đạn vào ba khẩu súng, tiếng băng đạn vang lên cạch cạch, người nọ chân bị huyết cương giữ chặt, bên trên lại bị Hồng Tà đè chặt không cử động được, lại thêm vào Diệp Phàm giáp công, mấy phía đều bị khống chế, nhưng ba khẩu súng thì trúng một khẩu. Lúc đó, viên đạn từ khẩu súng trường đã trúng ngực hắn. Người tóc dài tức giận gầm lên như sư tử, vết máu trên ngực chảy xuống tận chân, phía dưới huyết cương kêu lên một tiếng đau đớn, có lẽ là bị thương, hai tay người này tự do bay lên trời. Hắn có ý với Sa Thiên, cực kỳ tức giận, bỏ lại Hồng Tà cùng Diệp Phàm đánh mạnh về hướng Sa Thiên. Nổ súng, tất cả nổ súng. Diệp Phàm ra lệnh, lúc đó, mấy tay súng đều hướng về gã kia bóp cò tạo thành một trận hỏa lực trước mặt Sa Thiên. Gã kia tốc độ thần kỳ, dưới sự phòng bị của hắn thì không một viên đạn nào trúng được vào người hắn. Nhưng gã này cũng biết những viên đạn này rất nguy hiểm, nghĩ đến Sa Thiên trước mặt cũng chẳng có cách nào vì hỏa lực quá mạnh. Mà Hồng Tà bị Diệp lão đại ôm lấy liền nhào tới trước mặt Sa Thiên. Đánh mạnh một chưởng ra sau, chưởng này của Hồng Tà quả nhiên rất mạnh, gã kia lập tức bị trọng thương, hơn nữa gã một lòng muốn bắt Sa Thiên nhưng trên tay còn mang theo Mãn Thiên Vân, chưởng này của Hồng Tà thật mạnh đã đánh trúng người tên kia. Giống như đạn pháo, người nọ phun máu tươi ra xa mấy chục thước. Con rơi của Diệp Phàm trong nháy mắt đã tới, trong tình huống như vậy, gã kia cảm giác chết lặng. Con rơi trong về phía hai mắt của gã. Gã kia muốn thoát ra nhưng đã muộn. Hai mắt rất đau nhức, lúc đó, máu tươi chảy tràn ra trên cổ, gã đã bị mù. A! Gã lại hét lên một tiếng rất thảm thiết, dựa vào cảm giác nóng rát này, gã nhảy về phía Sa Thiên, có lẽ muốn cả hai cùng chết. Diệp Phàm rất nhanh tung dây thừng về hướng Sa Thiên, nhưng, gã kia thật là lợi hại, phong ngay một chưởng từ khoảng cách mấy chục thước tới. Sa Thiên phun máu tươi bay đến mấy chục thước, ngay cả Diệp lão đại cùng dây thừng đặc chế loại A cũng bay xa đến mấy chục thước. Gã kia điên rồi, toàn thân phun huyết, nhưng Hồng Tà không cho hắn cơ hội, lĩnh trưởng cuối cùng này gã bay cả óc ra, gã dương hai cái hốc mắt đầy máu, đứng dậy, rồi liền đứng thẳng dậy không hề bị ngã xuống. Chú! Mãn Thiên Vân hét thảm một tiếng, bê tảng đá dập lên đầu mình. Nhưng Hồng Tà không để cho hắn toại nguyện. Muốn chết, không dễ như vậy đâu. Hồng Tà hừ một tiếng về phía Mãn Thiên Vân, một tay ném cho Diệp Phàm. Chương 3182, bí mật. Thật lâu sau, Trương Ẩn Hào cổ, có chút sợ hãi, hỏi. Tên kia đã chết chưa? Bất động lâu như vậy, máu cũng sắp chảy hết, chắc là đã chết. Vương Nhân Bàng xoa xoa cái đầu bị đau nói. Mẹ nó chứ, gã này thật là khỏe, có lẽ là bẩm sinh rồi. Nếu không thì bác Hồng Tà nhỉ, hôm nay chúng ta khéo ở lại nơi này. Ngưu Bá vẻ mặt bị sợ hãi đấm đấm vào ngực. Gã này công lực cũng tương đương với ta, đương nhiên là tôi chiến thắng. Có khi còn lợi hại hơn Trương Vô Thần của Võ Đang, ngang ngửa với Hoành Đoạn Thiên Hà của Nhật Bản ấy. Tôi hiện tại không bằng gã, nếu đánh một chọi một, ắt tôi sẽ bại trong vòng 100 chiêu. Chỉ là do hắn vận khí không tốt, tôi đã thu hút đại bộ phận khí lực của hắn, mà Diệp Phàm lại ra tay đánh lén, mà cái làm cho hắn bị bại chính là do súng cu à các người. Đây là bắt đầu, trưởng mà tôi đánh ra sau này chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi, nhưng ga này quả thật là rất mạnh, như thế mà vẫn không chết. Chết rồi lại còn đứng thẳng dậy, đúng là anh hùng. Hồng Tà quả thật rất khâm phục gã này. Nếu hắn không bị thương trước, lại bị tiền bối kiềm chế, súng đạn của chúng ta thậm chí cả thuốc nổ cũng chẳng làm gì được gã. Gã này quả là thân thủ phi phàm, Sa Thiên vừa được dìu lên vừa nói. Ừ. Đối với cao thủ mà chúng ta vừa tiếp chiêu này thì súng đạn của các anh theo chúng tôi được biết thì cũng không có tác dụng gì. Hồng Tà liếc mắt nhìn mấy khẩu súng có chút khinh thường nói. Mấy khẩu súng này bắn hết đạn, chỉ sợ hắn không chết thì khá là phiền đấy. Trương Ẩn Hào nói, hắn có vẻ sợ hãi, sợ gã kia không chết. Thôi được rồi, hắn đã chết rồi, không cần thiết phải phanh thây hắn ra, cao thủ chính là cao thủ, người đã chết rồi, chúng ta cũng phải tôn trọng họ. Lại nói tiếp chúng ta hơn nữa hôm nay chúng ta chiến thắng không vẻ vang, là ỷ đông hiếp ít, nếu không thì cũng rất khó nói là ai còn sống. Hồng Tà hừ một tiếng nói. Diệp Phàm phóng ra một chưởng, gã kia ngã xuống. Nếu hắn thích đồi đất này thì mai táng cho hắn ở chỗ này đi. Diệp Phàm nói. Chờ đã, tìm xung quanh đồi đất này đã, biết đâu lại tìm thấy cái gì có ích, tôi hoài nghi việc gã này chỉ ở cái đồi đất vàng này để luyện công. Hồng Tà đột nhiên nói. Mọi người nghỉ ngơi một buổi tối.
nhưng có hai khẩu súng cứ nhắm vào cái thi thể bất động kia trên đồi đất, mấy con chim ngốc ưng bị mọi người đuổi đi. Ngươi là ai? Mãn Thiên Vân tỉnh lại nói. Các ngươi giết ta đi, giết đi. Mãn Thiên Vân kích động hét lớn. Nếu thật sự ông không muốn gặp người nhà ông thì chúng tôi sẽ không khách khí nữa. Diệp Phàm lạnh lùng nói. Ai? Mãn Thiên Vân thở dài, thật lâu sau, mới lên tiếng. Ông ấy là chú tôi, là người già nhất trong số thập tam thanh y chúng tôi. Các ngươi dùng thủ đoạn bị ổi giết ông ấy, các ngươi tất cả đều là loài cầm thú. Có gì thì ngươi nói hết ra, bản đồ cất giữ kho báu giấu ở đâu? Diệp Phàm hỏi. Chú ta đã chết, ta sống còn có ý nghĩa gì nữa? Mãn Thiên Vân có phần ngu ngốc nói. Để cho hắn nghe một chút, đây là giọng nói của ai vậy? Diệp Phàm đột nhiên lạnh lùng nói, máy ghi âm đọc truyền lại, bên trong truyền tới giọng một người đứa nhỏ. Ba ba, ba ba. Các ngươi. Mãn Thiên Vân đột nhiên trừng to mắt, trên mặt hiện vẻ hoang mang. Các ngươi đã làm gì bọn họ rồi? Các ngươi làm sao tìm được bọn họ? Không thể nào, không thể nào, bọn họ ở nước ngoài mà. Mãn Thiên Vân gầm rú nói. Chỉ cần họ ở trên trái đất này, chúng ta đều có thể tìm được họ. Chỉ cần người thành thật khai báo, chúng tôi sẽ không làm khó bọn họ. Chúng tôi chỉ quan tâm đến số của cải kia thôi. Diệp Phàm hừ nói. Ngày hôm qua bắt được người nhà của hắn từ trong tay của thuộc hạ hắn, Mãn Thiên Vân quả thực là rất thông minh, vốn đã sắp xếp cho người nhà đi Pháp. Nhưng cái Diệp Phàm có là thủ đoạn, nhóm người đó trực đến đón con của hắn về để chăm sóc. Hai, bản đồ cất giữ kho báu còn lại ở trong đồi đất vàng này, do chú tôi cất giữ. Ông ấy có tài năng bẩm sinh về võ thuật, ông ấy cất giấu chúng trong một cái hòm phía dưới có một cái cửa bí mật. Các ngươi vào bên trong thì có thể tìm được, nhưng khi nhấc cái hộp này lên thì phải chú ý, lần này chắc chắn sẽ có bom. Mãn Thiên Vân nói, chúng tôi tin tưởng ngươi, nếu ông không muốn người nhà của ông có chuyện thì ông đừng có nói bậy bạ là được. Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói, tôi hiểu, chỉ cần các ngươi buông tha bọn họ. Mãn Thiên Vân gật gật đầu. Hắn liếc nhìn Diệp Phàm, nói. Nhưng mặc dù là có được tấm bản đồ này, các ngươi cũng chưa chắc có thể tìm được kho báu. Bởi vì, đã mấy trăm năm không mở ra, đều là do tổ tiên trước kia của 13 áo xanh lưu lại. Chính là sau khi chúng tôi có được mấy phần của tấm bản đồ này, nhiều năm như vậy rồi mà cũng không có khả năng tìm được nó. Thời đại thay đổi, sa mạc cũng đang biến đổi. Chính là tôi cũng không biết được chính xác vị trí. Đó là việc của chúng tôi. Không cần anh phải lo. Diệp Phàm hừ nói. Đến lúc đó, có thể còn muốn mời ngươi làm tham mưu. Tất cả đều do mệnh. Mãn Thiên Vân có vẻ cô đơn, vẻ mặt đần thuẫn ra. Sáng hôm sau, mọi người cùng tới đồi đất vàng. Lần này lại chẳng gặp nguy hiểm gì, bên dưới đồi đất vàng này quả nhiên có một cái động. Bên trong đào thành mấy gian phòng, đồ dùng sinh hoạt có đủ. Chẳng có cái cửa sổ nào, chú của ngươi không sợ bị bí mà chết à? Vương Nhân Bàng lạnh lùng hừ nói. Các người biết cái gì, đều tính hết rồi, thêm vào để tặng cho các người à. Đồi đất này thực ra là một nơi luyện công rất là tốt. Chính là nhờ cái kín đáo của nó, nhưng, vẫn là có không khí vào. Thật ra cũng không thể làm người bí mà chết được. Mà chú ta nói nơi này là nơi duy nhất ông ấy đột phá đến nửa giai đoạn. Ông ấy nói, vì đồi đất này rất lớn, bao nhiêu năm nay đã hình thành một loại khí thể rất đặc biệt. Mà phía dưới đồi đất vàng này có đới khí hậu khác nhau ở từng khu vực, khí hậu này thực thích hợp với luyện công. Cái này còn hiệu quả hơn so với việc trực tiếp ăn thịt người. Chú ơi, đều là cháu hại chú rồi. Nếu cháu không đến, có lẽ người có hy vọng đột phá trong vòng vài năm tới. Hừm, Mãn Thiên Vân tôi là tội nhân của 13 áo xanh. Mãn Thiên Vân vẻ mặt đau xót nói. Tội nhân, đều là do lòng tham của ngươi cả. Nếu không phải ngươi, thì 13 áo xanh đã có cuộc sống khác, đã có thể mở được công ty của mình rồi. Làm ra vẻ trên sa mạc này, chuyện gì cũng không quản, tự do vui vẻ mà sống, có gì là không tốt. Người kỳ thật mới là kẻ đầu sỏ gây nên sự diệt vong cho thập tam thanh y. Mấy trăm năm rồi mà chưa khai quật được kho báu, người nghĩ muốn cái gì, để nó bị chôn vùi bao lâu như vậy thì tốt sao? Hơn nữa, đó cũng là tôn trọng các bậc tổ tông. Ngoài ra, chúng ta cũng không thiếu tiền xài. Thủy Mẫu lạnh lùng nói. Làm trai đều muốn làm nên sự nghiệp, người biết cái gì? Mãn Thiên Vân hừ nói. Thập tam thanh y bây giờ còn lại bao nhiêu người? Diệp Phàm hỏi. Tính cả người nhà của họ.
Còn người, còn cái ấy ý, tất cả không quá trăm người. Ngay cả người già yếu đều tính cả rồi. Có chút người này còn muốn trùng kiến đất nước tinh tuyệt, quả thực là nằm mơ. Thật ra, gia tộc Thập Tam Thanh Y nghìn năm trước đã sớm từ bỏ giấc mộng không hiện thực này. Bởi vì, một đất nước tươi đẹp sớm đã không tồn tại. Cho tới hiện đại, chúng ta mở ra công ty cho chính mình. Còn vọng tưởng cái gì? Mở công ty phát tài để có cuộc sống tốt mới là mục đích chúng ta theo đuổi. Mãn Thiên Vân tôi lấy của cải cho mọi người có gì sai? Bằng không, để cho nó bị vùi lấp bao lâu trong lòng đất không phải là quá lãng phí sao? Cần lợi dụng hết công năng của vạn vật, cần phát huy hết tài năng của mọi người. Mãn Thiên Vân hừ nói. Không lâu sau, Trương Ẩn Hào lấy ra kia 8 mảnh bản đồ cất giấy kho báu. Thêm vào 3 mảnh của chúng ta, tổng cộng mới 11 mảnh, còn 2 mảnh nữa. Diệp Phàm liếc nhìn Mãn Thiên Vân một cái rồi bồi thêm một câu. Đại ca, buông tha tôi. Tôi cũng không biết, năm đó lão ngũ lão lục đều chạy, chính ta cũng không tìm được bọn họ. Nhiều năm như vậy rồi, làm sao có thể liên hệ với họ được? Mãn Thiên Vân ra vẻ không giống như là đang nói dối. Đều là do ngươi truy cùng giết tận. Thủy Mẫu hừ nói. Trở lại lều, trải 11 mảnh bản đồ ra để ghép, tất cả đều khớp nhau. Có phát hiện được đại khái phạm vi của kho báu không? Diệp Phàm hỏi, ánh mắt nhím khắm tấm bản đồ hỏi. Da dê sớm biến thành màu đen xì rồi, không có còn sáng chút nào, như kiểu là chạm vào sẽ tan biến ra vậy. Cái phần trong tay lão ngũ lão lục quả thật rất quan trọng, nếu không có thì rất khó đoán ra được vị trí của nó. Nhưng tôi vừa rồi thông qua suy đoán về những liên hệ vệ tinh sau khi nhóm chuyên gia phân tích thì cho rằng, nơi cất giấu này chỉ ở trong phạm vi 50 cây số. Trương Ẩn Hào nói, phạm vi 50 cây số không phải là nhỏ, đối mặt với sa mạc mờ mịt. Chủ yếu là có hay không những biểu hiện đặc biệt, việc này chẳng khác gì tìm kim đáy bể. Diệp Phàm hỏi, không có, vừa rồi nhóm chuyên gia mới gửi đến bản đồ đặc thù mới nhất về phạm vi 50 cây số này. Chúng tôi phát hiện, trong phạm vi 50 cây số này có khá nhiều ngôi nhà cổ, còn có một tòa thành cổ. Chính là có điều hơi nhỏ thôi. Mà những thành cổ và những ngôi nhà cũ kỹ này đại bộ phận bị vùi lấp bởi cát vàng mờ mịt. Trương Ẩn Hào nói, cái này có vẻ khó khăn đây, lúc đó không khí như trầm hẳn xuống. Tìm trước xem rồi hãy nói sau, phạm vi 50 cây số đối với người có thân thủ như chúng ta thì cũng không phải là lớn. Diệp Phàm quyết định, chia thành 3 nhóm phân công nhau tìm kiếm. Một ngày đã qua, mọi người tập trung tìm kiếm nhưng cũng không có kết quả gì. Anh Diệp, cứ tìm mông lung như vậy cũng không có ý nghĩa. Dường như chỗ nào cũng đều là nơi cất giấu của cải, một gian nhà rách nát, một cái vòng tròn cũng đều có thể. Một ngôi mộ cổ cũng có thể, nhưng nơi nào cũng trông như không phải. Hôm nay anh đào tôi xúc cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ngoài việc nói số của cải này giấu ở dưới nền đất mấy chục thước, chúng ta đào tí chút ở bên trên thì phỏng có ích lợi gì. Tuy là nói có một dụng cụ nhất định, nhưng tại đây dưới sa mạc này cũng chôn giấu rất nhiều dụng cụ bằng sắt đã hỏng hóc, chúng ta vẫn rất khó có thể phân biệt được. Trương Ẩn Hào nhăn mặt trao mày nói. Cách này cũng không ổn lắm. Diệp Phàm gật đầu nói. Đáng tiếc dụng cụ tìm kiếm kim loại chúng ta chỉ có một. Nếu toàn bộ chúng ta đều cùng cố gắng thì sẽ tốt hơn. Diệp Phàm, ngày mai ngươi tiếp tục tìm, tôi phát hiện ra một số chỗ khả nghi. Lúc này, tiếng của Lô Định Tông vọng lại. Tiền bối còn chưa nghỉ ngơi à? Diệp Phàm nói nhỏ, mọi người chỉ nhìn thấy hắn hơi chật lưỡi, cũng không làm người khác chú ý. Lần này sau khi giúp ngươi tìm được kho báu có lẽ tôi sẽ rút lui, có thể trong một khoảng thời gian rất dài không thể giúp anh được. Ở trong khoảng thời gian này anh phải cẩn thận một chút. Lô Định Tông nói, nghỉ ngơi một buổi tối, ngày hôm sau tiếp tục tìm kiếm. Diệp Phàm thi triển công lực tới lui lui nhiều vòng trong phạm vi 50 cây số. Ngay lúc Diệp lão đại mệt đến mức muốn buông xuôi tất cả, thì vọng lại lời nói của Lô Định Tông. Đứng yên đừng nhúc nhích. Chương 3183, phát hiện mục tiêu. Chẳng lẽ chính là nơi này? Diệp Phàm trong lòng vui vẻ, phát hiện quanh mình giống như một kiến trúc nào cũng không có di tích mái vòng cổ, nó chính là một điểm sa mạc bình thường. Bảo bạn của cậu dò xét một chút. Lô Định Tông nói. Diệp Phàm đưa mấy người Trương Ẩn Hào bắt đầu dùng dụng cụ dò xét, nhưng không thu được kết quả gì. Tôi nói nhé anh Diệp, kho báu không thể ở đây. Nơi này rất bình thường. Bình thường đến nỗi không ai để ý đến nó. Hơn nữa,
một chút đặc biệt cũng không có. Dù chủ nhân muốn tìm cũng khó khăn chớ nói đến chúng ta. Lão tổ tông của thập tam thanh y sẽ không ngốc như vậy, đến một chút đặc điểm cũng không có. Vương Nhân Bàng nói, càng bình thường càng có thể, dụng cụ của các cậu không tìm thấy, có thể là chỗ này đã bị tổ tông của thập tam thanh y dùng cách gì đó che lấp đi. Chỉ có bọn họ dùng một cách nhất định mới có thể kiểm tra đo lường. Còn thiết bị hiện đại của các cậu không dùng được. Lô Định Tông nói, có cách gì để làm cho thiết bị hiện đại của chúng tôi không thể dò xét ra? Thiết bị hiện đại của chúng ta chính là có thể phát hiện vật nằm sâu dưới nền đất mấy trăm thậm chí mấy nghìn mét. Bởi vì, vàng bạc châu báu đều là kim loại, đều phản xạ trên thiết bị. Diệp Phàm hỏi. Không nhất định, nếu dùng nội khí che giấu, có lẽ dụng cụ của các cậu sẽ không thể dùng. Thời cổ đại, cao thủ hồn ly cảnh có thể dùng cách này. Mà công lực thấp hơn so với bọn họ thì không cảm giác được. Đây là cách vận dụng nội khí của cao thủ. Tôi vừa rồi cũng chỉ là cảm giác, đáng tiếc công lực của tôi quá yếu, mất đi nhiều lắm, nếu không thì tốt lo liệu một ít. Nhưng, trực giác của tôi nói chỗ này có chút vấn đề. Nếu cậu tin tưởng tôi chúng ta thử đào một chút. Có lẽ chiều sâu khoảng 30 mét, phạm vi có thể lớn hơn một chút, như vậy cơ hội cũng có thể lớn hơn. Lô Định Tông nói, Diệp Phàm kiên quyết ra lệnh, mặc mọi người thầm nghĩ không biết ông này có hoa mắt không, điên, nhưng hắn thấy hợp lý. Hắn nói thế nào mọi người cũng phải làm theo. Vương Nhân Bàng vừa lắc đầu vừa tức giận trong lòng. Đào một ngày, đã sâu xuống 10 mét, còn phải dùng đào ra chỗ để trú ngụ. Nếu không, ngày hôm sau có lẽ không thể đào. May mắn buổi tối không có nhiều bão cát, sáng ngày thứ hai lại tiếp tục. Đến trưa, tất cả mọi người mệt không chịu được cũng đã đào xuống hơn 20 mét chiều sâu. Ngay cả Diệp Phàm cũng nghĩ không biết có phải Lô Định Tông nhầm không. Đào đi! Đây là mệnh lệnh của anh Diệp, đừng rông dài, coi như luyện tập cánh tay miễn phí. Trương Ẩn Hào cười nói. Luyện cái rắm, bên trong cát vàng mờ mịt thế này, mặt trời chói chang trên đầu, còn làm việc của một lão nông trồng trọt, thật sự là mệt. Vương Nhân Bàng bất mãn nói. Tiểu Bàng, nếu không muốn làm có thể rút về trước đi. Diệp Phàm nhíu mày hừ nói. Ông làm, chết cũng làm. Vương Nhân Bàng tức giận đến nỗi triển khai công lực hung hăng đào xuống. Quốc không ngờ bắn ngược trở lại khiến cho Vương Nhân Bàng chưa chuẩn bị thiếu chút nữa bị kéo ngã chồng vó. Muốn làm gì? Ngưu Bá hét lên. Ha ha ha. Nhất thời mọi người đều cười vang, đều tưởng Vương Nhân Bàng giận dỗi ném quốc. Cười cái con khỉ, không cẩn thận thôi. Ôi, Ngưu Bá, cậu cười nữa tôi sẽ giết cậu. Vương Nhân Bàng đỏ mặt, cảm thấy mất mặt nhìn Ngưu Bá giống lên. Tự anh không cẩn thận còn bảo tôi. Thật là, người nào? Ngưu Bá khá oan ức nói thầm. Trương Ẩn Hào cũng không khác lắm, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Sao lại thế, có phải là mệt quá không? Diệp Phàm hỏi. Anh Diệp, có sự cố. Trương Ẩn Hào kêu lên. Diệp Phàm đã đi đến, phát hiện phía dưới đều là đất vàng, cũng không phát hiện có cái gì. Vì thể thử đi xuống đào một nhát, một lực mạnh mẽ truyền đến, xẻm thiếu chút nữa bay ra ngoài. Lạ thật, ở đây có vấn đề. Diệp Phàm nói hai mắt nhìn chằm chằm vào trong lòng đất. Kho báu có lẽ ở phía dưới, vừa rồi chính là nội khí của các cao thủ cổ đại đã bị cậu kích phát, do đó đã xảy ra phản chấn. Lực của cậu càng mạnh thì phản xạ lại càng lớn. Cậu phải cẩn thận, đừng làm bị thương mình. Giọng Lô Định Tông truyền đến. Điều này phá giải thế nào? Diệp Phàm hỏi. Từ từ nghĩ cách, nhưng, tôi nghĩ, nếu là lực phản lại mạnh, nếu các cậu liên tục không ngừng làm như vậy, một lúc nào đó nội khí do các cao thủ bố trí cũng tiêu hao hết. Đến lúc đó, các cậu đi xuống lấy, bên trong mặc dù là có thiết kế trước cũng dễ đối phó. Lô Định Tông nghĩ ra một cách. Ở đây rất kỳ lạ, chúng ta thay phiên nhau lấy, nhưng phải chú ý an toàn, chỉ sợ bên trong có bố trí cơ quan gì đó. Như vậy đi, tiền bối theo dõi, có gì nguy hiểm cho chúng tôi biết một ít. Diệp Phàm dặn. Tôi tiếp tục. Vương Nhân Bàng ngược lại thấy hứng thú, giơ quốc lên đào. Vì có chuẩn bị, tuy nói vẫn bị lực phản nhưng chỉ cảm giác cánh tay run lên thôi. Chỉ cần căn độ mạnh yếu chính xác, cũng có thể kiên trì xuống. Cứ làm như vậy, mọi người lại tiếp tục một ngày đêm. Đến ngày thứ tư, cảm giác lực phản dần giảm đi, mọi người bắt đầu càng hăng say. Anh Diệp, phát hiện một ít người không rõ. Lúc này Sa Thiên đảm nhiệm nhiệm vụ cảnh giới báo cáo. Là ai? Diệp Phàm hỏi. Tạm thời không rõ ràng lắm.
nhưng bọn họ cách chúng ta có 10 dặm, có thể làm thất gia một lần nữa tổ chức người đến. Bởi vì ngoài ông ta không có ai khác biết chúng ta đang làm gì. Sa Thiên nói, còn có một khả năng, những người còn lại của thập tam thanh y đến đây. Diệp Phàm nói, sắp xếp 4 đồng chí dùng kính viễn vọng quan sát 4 phía, nhưng vì sa mạc địa hình phức tạp, đôi khi rất khó phát hiện được người đến. 3 giờ qua đi, lực phản cuối cùng cũng hết. Nhưng, phía dưới xuất hiện một ít bùn vàng đặc biệt, hơn nữa, rất cứng rắn. Một nhát cuốc xuống có thể đào ra một hố nhỏ. Tiền bối, bùn vàng này có phải là dùng nội khí tạo nên không? Trên đời còn có bùn cứng hơn nham thạch sao? Diệp Phàm hỏi, Lô Định Tông hiện giờ dùng truyền âm mật thuật với Diệp Phàm. Bởi vì, bí thuật này giống như máy bộ đàm vậy, chỉ có người nói và người nghe có thể nghe được, nhưng người khác mặc dù đứng cạnh cũng không nghe được gì. Hơn nữa, môi cũng không động, chỉ cần lưỡi là có thể phát ra được. Việc giữ bí mật so với bộ đàm cao hơn nhiều lắm. Bởi vì máy bộ đàm còn có thể bị người khác nghe trộm, mà truyền âm mật thuật không thể nghe được. Loại bí thuật này phải tiên thiên cường giả mới có thể sử dụng. Vì Diệp Phàm nội khí mạnh mẽ đã đạt đến tiên thiên, cho nên, Lô Định Tông cải tiến một chút, cũng có thể dùng được. Không riêng gì nội tức mà thời cổ đại gọi là luyện vận pháp. Chẳng những có thể sử dụng phương pháp này để làm cho bùn cứng rắn như thép mà những thứ khác như hạt cát cũng vậy. Lô Định Tông nói, tiền bối hẳn là biết luyện vật pháp này đi. Diệp Phàm nhất thời hứng thú. Có, nhưng khá phiền toái, trong đó liên quan đến đối tượng còn có một chút tài liệu liên quan nữa. Không chỉ riêng là một ít bùn, bùn chỉ là một nguyên vật liệu. Hơn nữa, bùn cũng là bùn chuyên biệt mới có thể luyện, bùn bình thường không thể. Bùn phải có độ kết dính, còn có độ biến hóa. Muốn thi triển luyện vật pháp phải cao thủ hồn ly cảnh mới có thể dùng. Bởi vì trong quá trình luyện cần nội khí có cường độ cao mới được. Cao thủ tiên thiên và niệm khí cường giả thì biết cách cũng không thể nào luyện thành. Nếu không, chỉ với cao thủ siêu cao, thì vật đặc biệt được luyện ra chẳng phải bay đầy trời sao. Hơn nữa, phương pháp này liên quan đến kiếm thuật. Người xưa tại sao có thể chế tạo ra bảo kiếm, đó là kết quả của luyện vật pháp. Tìm một loại sắt tốt, ví dụ như huyền thiết linh tinh gì đó, sau đó trải qua nhiều vật liệu phối hợp. Dùng luyện vật phương pháp, khiến cho nó xảy ra biến dị. Huyền thiết đã không còn là huyền thiết ban đầu, mà biến thành một vật dễ dàng uống, độ cứng cũng cao hơn một cách đặc biệt. Lô Định Tông nói, ôi, loại kỹ thuật này hơi giống với phản ứng hóa học hiện đại. Nhưng, chẳng lẽ không có cách phá giải? Lúc trước thập tam thanh y phát hiện đồ vật này ở đây. Diệp Phàm hỏi, phá giải đương nhiên có thể phá, vật được luyện ra nếu gặp một vật luyện do người có thân thủ cao hơn luyện ra. Người ta có thể dễ dàng phá đi. Nếu như cùng trình độ thì phá giải tương đương khó khăn. Lô Định Tông nói. Nói vậy thì chúng ta căn bản không có cách mở ra. Diệp Phàm có chút ủ rũ. Vẫn có thể. Lô Định Tông nói. Tiền bối không phải nói thì triển luyện vật pháp này ít nhất phải cao thủ hồn ly cảnh mới có thể làm được sao? Xã hội hiện đại, không cần nói là hồn ly cảnh. Đến giờ tôi còn chưa từng tận mắt thấy cao thủ niệm khí, đương nhiên là trừ tiền bối. Bởi vì lão đã là người của thế hệ trước. Như vậy thì luyện vật pháp này ở xã hội hiện đại đã biến mất. Diệp Phàm nói, luyện vật pháp sẽ không mất, giống như võ đường thiếu lâm quan trọng vẫn được bảo tồn. Nếu không bọn họ làm sao chuẩn bị bảo kiếm cho con cháu, đương nhiên, phương pháp bảo tồn là một chuyện, nhưng có thể áp dụng hay không là chuyện khác. Lô Định Tông nói, tiền bối vừa rồi nói có cách phá giải, vậy phá giải như thế nào? Tôi nghĩ... Bom và hỏa lực của người hiện đại chúng tôi, dù là hồn ly cảnh cao thủ cũng có thể chết. Cho nên dùng hỏa lực có thể nổ tung được không? Diệp Phàm nói. Hỏa lực của các cậu mấy ngày nay tôi cũng đã nghe nói, hơn nữa, đã tận mắt thấy, uy lực đúng là rất lớn. Mà tôi vừa nói chính là, vật được luyện ra này kỳ thật chính là bán thành phẩm, chưa thể hoàn toàn cứng đờ. Nếu hoàn toàn cứng đờ thì xẻng của các cậu căn bản không thể tạo ra dấu vết gì. Mà các cậu còn có thể đào ra hố nhỏ, chứng tỏ vật luyện này chưa luyện thành hoàn toàn. Đương nhiên, luyện vật pháp thật muốn thành công cũng rất khó. Diện tích lớn như vậy thi triển phương pháp này cũng khó khăn. Cần nhiều cao thủ hồn ly cảnh hợp tác, hơn nữa thời gian rất dài, có lẽ không dưới 7-80 năm mới có thể hoàn thành. Thập Tam Thanh Y thật đúng là đại cao thủ, chắc chắn ở đây chôn giấu nhiều bí mật lớn. Đương nhiên bọn họ có lưu lại cho con cháu của mình cách mở cửa. Nhưng hiện giờ mấy ngàn năm qua, có lẽ đã bị con cháu làm lạc mất.
mà chúng ta không có cách mở ra, chỉ có thể cứng rắn mở. Đối với bán thành phẩm này, các cậu dùng hỏa lực để nổ tung, đương nhiên lượng phải khá lớn mới được. Nhưng, có một số vấn đề anh có nghĩ tới không, nếu nổ tung bên trong có gì chẳng phải là bị phá hủy sao? Các cậu còn có thể lấy được gì dùng? Lô Định Tông nói. Chương 3184, giết thật đã. Đúng vậy, tôi vừa rồi cũng nghĩ dùng thuốc nổ, nhưng hiện giờ nghĩ lại thật đúng là không được. Nếu nổ, cái gì cũng bị mất. Hơn nữa, lượng thuốc nổ lớn đồng thời nổ thì uy lực rất lớn, gây ra động tĩnh cũng quá lớn, đến lúc đó không thể xong việc. Diệp Phàm nói, trước tiên dùng một ít thuốc nổ, không cần phải nổ một lần mà nổ liên tục nhưng lần nhỏ, cứ liên tục như vậy sẽ phá hủy dần dần được. Đến lúc đó, với nội kình mạnh mẽ của cậu có lẽ có thể mở. Nhưng, phải chú ý an toàn. Trời mới biết bên trong cất giấu cái gì, nếu khiến đã thiết kế hoàn mỹ như vậy chắc chắn có một ít phản kích gì đó. Đừng nhìn những thứ này không, có thể lấy mạng người đấy. Lô Định Tông nói. Diệp Phàm dặn dò Trương Ẩn Hào làm việc này, không lâu không ngừng nổ những lần nhỏ. Bọn họ hình như đã bắt đầu nổ, một người áo đen che mặt nói. Ôi, để cho bọn họ nổ tung, cho chết hết chúng ta kiếm trác. Người áo đen hơi béo nói. Anh đã thăm dò thực lực thật sự của họ chưa? Người gầy hỏi. Thực lực cũng khá mạnh, nhưng, chúng ta hiện giờ nhiều người. Bọn họ chỉ có 10 người, hơn nữa, qua chiến đấu với thập tam thanh y. Chắc chắn một nửa đã bị thương. Mà chúng ta có đến 30 người, lần này cậu mang đến thứ tốt, súng trường do Nga chế tác uy lực rất lớn. Chỉ cần chiến thuật thích hợp, nơi đó chính là phần mộ của họ. Người áo đen béo mập lạnh lùng hừ nói. Ha ha, lần này tôi là muốn làm như vậy. Lựu đạn, súng tự động, còn có súng máy. Đến lúc đó, muốn giết hết bọn họ không thành vấn đề. Cao thủ thì thế nào, trước súng ống của chúng ta chỉ còn đương chết. Dù là cao thủ tiên thiên cũng có thể diệt, huống chi chúng ta cũng không phải người kém cỏi. Đối với sa mạc mà nói, chúng ta so với bọn hắn còn quen thuộc hơn. Người gầy cười nói, Diệp Phàm là một đối thủ mạnh mẽ, đừng nhìn thằng nhóc đó trẻ tuổi, lợi hại. Rơi vào cạm bẫy của thập tam thanh ít không ngờ có thể còn sống đi ra, quả thực là kỳ tích. Người mập mạp nói, kỳ tích không thuộc về Diệp Phàm. Người gầy nói giọng lạnh như băng. Cũng tạm tạm rồi. Có thể dùng lực mạnh mở ra rồi. Lô Định Tông nói. Trước không mở thì ngày mai lại mở nghỉ ngơi một đêm, quá mệt mỏi. Diệp Phàm nói. Đêm lặng lẽ đến. Nhưng tên kia chắc chắn nhân dịp này hành động, nếu không ban ngày họ sẽ không có cơ hội. Buổi tối tầm nhìn của chúng ta hữu hạn. Vương Nhân Bàng nói. Nói với mọi người, lấy toàn bộ thứ tốt ra, lúc trước không lấy ra hiện giờ lấy ra hết. Chỉ cần phát hiện tiếng động lạ, giết. Diệp Phàm dựng đao lên, khí phách 10 phần. Ha ha, buổi tối đến chúng ta không sợ. Chúng ta có trang bị nhìn trong ban đêm rõ ràng nhất. Nhưng nếu ở có bão cát thì chúng ta cũng luống cuống. Phí Nhất Độ nói. Cứ lấy tiếng động làm trung tâm, việc này không cần phải lo lắng. Bảo Trương Ẩn Hào dùng thiết bị đặc biệt đúng lúc, hẳn sẽ phát hiện động tĩnh dưới đất. Diệp Phàm nói, cho mọi người ăn no nghỉ ngơi, đêm càng lúc càng đen. Diệp Phàm phân mọi người tản ra, hình thành một vòng tròn trung tâm là đường hầm. Diệp Phàm đã đi kiểm tra ba dặm quanh bãi cát. Con chó, đến đây. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, phát hiện hai bóng đen kỳ lạ đang đến gần chỗ mình. Két! Sao thế? Một tên quay đầu vừa thấy một cái đầu xoay tròn, tên kia sợ quá hét lớn. Cứu mạng! Nhưng chỉ kêu được hai tiếng, đầu cũng bị huyết trích tử lấy bay về phía trước mấy chục mét. Chỉ còn cả người phun máu tươi ngã xuống. Dầm một tiếng, Diệp Phàm lại tiếp tục quan sát. Phát hiện vừa rồi hình như bên kia có mấy chục ngọn lửa. Mà Diệp Phàm bên kia cũng nổ súng phản kích. Trong đêm đen, ảnh lửa vô cùng chói mắt, Diệp Phàm chạy qua, một đao làm một tên ngã xuống. Phát hiện hình như chỗ ngọn lửa người ta dùng súng máy. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, nhất tiêu hồng từ xa nửa dặm chợt lóe, súng máy nhất thời không thể nổ. Lão Lục, sao lại thế này? Có người hỏi, người nọ chỉ nói nửa câu, đao của Diệp Phàm vô tình lấy tính mạng của ông ta. Dầm. Một người đến gần chỗ Diệp Phàm, vừa rồi đã trúng một chưởng hồng ta, nhất thời đầu đã nở hoa rồi. Diệp Phàm giống như máy nhặt xác, một vòng đã lấy đi mạng của 7-8 người. Két. Một đạo kiếm quang thản nhiên từ xa đánh về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm né, tay đỡ. Dầm một tiếng.
bị chấn động lùi mấy bước, giật mình biết người này thực lực không kém. Đôi mắt ưng phát hiện, người gầy giơ lên một cây khô. Con chó này còn muốn nổ súng. Diệp Phàm trong lòng mắng, vừa động, huyết cương đã nằm trên cổ người gầy kia, y chạy nhanh muốn rời đi chỗ khác. Răng rắc một tiếng, người gầy phun huyết ngã xuống. Hồng gia, có người hét thảm, mấy người lao về phía này. Còn Hồng gia, hiện giờ đã thành tử gia. Vương Nhân Bàng hừ một tiếng. Vài ngọn lửa truyền đến, Vương Nhân Bàng phi nhào vào cát, Diệp Phàm dùng phi đao, két vài tiếng, ba người ngã xuống. Không lâu phát hiện một người chạy trốn, người này vội vội vàng vàng. Ôi, hình như là thất gia. Vương Nhân Bàng nói. Bắt sống ông ta. Diệp Phàm giọng lạnh như băng, con rơi bay ra ngoài. Bụp, thân hình mập mạp của thất gia bị cái gì đó cắt một đao, nhất thời đùi là một mảng máu tươi. Thất gia kêu thảm một tiếng, nâng súng lên bắn loạn. Nhưng vừa nhấc đầu, thiếu chút nữa bị hù chết. Bởi vì, huyết cương lần trước nhìn thấy đã ghé vào mặt mình, thất gia muốn nâng súng lên bắn. Nhưng, đã chậm, huyết cương đã ra tay. Súng của ông ta vỡ vụn vào cát. Một lực mạnh mẽ truyền đến, Diệp Phàm đã lạnh lùng đứng trước mặt thất gia. Diệp Phàm, chúng ta không cần đánh nữa. Thất gia hét lớn, chiến đấu nhất thời dừng lại. Sao lại ngừng, tôi còn chưa giết người nào. Hồng ta nói, Ngưu Bá đang cõng ông ta nghe được đổ mồ hôi lạnh. Vừa rồi giết người, trên người Ngưu Bá đầy là máu, nhưng đều là máu của người khác. Cuối cùng, thất gia đưa đến 30 người đã chết hơn phân nửa. Hùng Bàn Tử mất hai tay, mà Hổ Sĩ bị chặt đứt một chân. Bị một đao của Hồng ta đập xuống. Mấy người kia thấy Diệp Phàm bước vào, cả đám đều rút lui, dùng mình. Quả nhiên là ông. Phí Nhất Độ nhìn thất gia một cái hử nói. Việc này, Diệp tiên sinh, chúng ta, tôi có chút không nói, nhưng tình hình hiện giờ, chúng ta nước giếng không phạm nước sông thì thế nào? Người chết bên tôi chúng tôi tự sắp xếp. Thất gia nói. Chỉ đơn giản vậy thôi sao, chúng ta không phải bị các ông đánh sao? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, thất gia thiếu chút nữa ngất xỉu. Thầm nói ông đây đã chết nhiều người như vậy, mày có bị đánh không? Vậy Diệp tiên sinh muốn như thế nào? Thất gia biết, hiện giờ mình căn bản là một miếng thịt, tùy ý người ta cắt. Thất gia đã sống lâu như vậy, hẳn thu hoạch nhiều đi. Diệp Phàm vẻ mặt cười cười hỏi. Ý của Diệp tiên sinh là chúng ta dùng tiền để giải quyết việc này. Thất gia hỏi, trong lòng có chút ác ý, biết hôm nay không thể tránh. Vậy phải xem thành ý của các ông. Diệp Phàm hừ nói. Chúng ta ra 10 triệu, đây là toàn bộ gia sản trong vài thập niên của thất gia chúng tôi. Diệp tiên sinh tốt bụng. Thất gia nói. Lừa trẻ con đi, độc nhãn của thất gia năm đó trên đường tùy tiện lấy một cái mộ cũng ra mấy trăm nghìn, thậm chí may mắn thu hoạch hơn 1 triệu cũng không thành vấn đề. Đến hiện giờ đã mấy chục năm, chỉ có 10 triệu dự trữ. Lừa quỷ cũng không thể tin. Trương Ẩn Hào lạnh lùng hừ nói. Trương tiên sinh, chúng ta từng hợp tác, không nhìn mặt tăng phải xem mặt Phật, chúng ta vẫn có chút giao tình. Anh cũng biết tỉ mỉ về tôi. Tôi nhiều nhất là 20 triệu, dù sao cũng phải chừa cho chúng tôi một con đường sống có phải không? Hơn nữa lần này chết nhiều anh em như vậy, quy định trên đường, chúng ta dù sao cũng phải cho người nhà họ một ít phí sinh hoạt. Nếu không, mấy anh em còn chịu theo tôi sao? Ha ha, thật ra có 3 chỗ bất động sản, chỉ đó thôi cũng không dưới 50 triệu. Ngân hàng con số của ông cũng không ít, muốn tôi đọc ra hết cho ông nghe không? Trương Ẩn Hào cười nói. Trương tiên sinh, anh thật sự muốn làm như vậy. Đây là ở trên đường không nói, trên đường cũng có quy định, nếu không Trương gia không tôn trọng quy định trên đường. Thất gia dở mặt. Không phải tôi cứng rắn muốn làm như vậy, mà là các ông muốn lấy mạng chúng tôi. Đối với người muốn lấy mạng chúng tôi còn có thể khách khí sao? Ông còn mặt dày nói với tôi việc này. Đen tối cũng không phải là làm ăn như vậy. Người đầu tiên phá vỡ quy định chính là thất gia ông chứ không phải Trương Ẩn Hào tôi. Trương Ẩn Hào lạnh lùng cười nói. Diệp tiên sinh, nói trắng ra, các anh muốn nhiều hay ít mới bằng lòng việc này. Thất gia cắn răng hừ nói. Chuyển 60 triệu lại đây, còn bất động sản, sẽ để lại cho ông. Ít nhất đủ cho ông dưỡng lão. Diệp Phàm nói. Diệp tiên sinh, anh ăn quá nhiều đi, 60 triệu triệu có thể nói là toàn bộ tài sản của thất gia chúng tôi. Thất gia hừ lạnh nói. Ông có tư cách gì nói điều kiện với tôi? Nếu Diệp Phàm tôi mạnh tay hơn một chút thì đầu cũng không giữ cho ông. Lúc này ông còn ra giá với tôi. Ông định làm gì,
tôi cao hứng giữ cho ông một mạng, mất hứng, ông mất mạng chó. Chương 3185, tâm phải độc ra tay phải ác. 60 triệu thì 60 triệu, được, người thả bọn ta ra, ta quay về lấy. Thất gia giống như sắp bị người ta giết, gật đầu rất mạnh. Bây giờ ngân hàng đều có thể chuyển khoản, không cần phải phiền phức như thế. Diệp Phàm hừ nói, thất gia không còn cách nào, đành phải đồng ý. Ngày hôm sau 60 triệu được chuyển vào tài khoản của Diệp Phàm. Thất gia đi nhé, tôi không tiến ông nữa. Diệp Phàm nói, đám người thất gia cưỡi lạc đà, một đám tàn binh bại tướng cuối cùng đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Diệp đại ca, anh giỏi quá. Ngôi Tuấn nói, ha ha, hắn giỏi. Vương Nhân Bàng cười châm chọc. Không phải sao, vẫn còn để lại cho thất gia bất động sản trị giá 50 triệu. Tuy nhiên, chỉ e là trong thâm tâm lão không phục. Sau này sẽ làm gì? Người này đã trà trộn vào đạo mấy chục năm rồi, kết giao với không ít người. Dễ bắn khó tránh, âm mưu khó đoán. Vì thế chi bằng tôi mai sẽ hủy đi, chôn dưới sa mạc này, quỷ cũng khó mà biết được. Loại người này không đánh chết sau này hiểm họa vô cùng. Ngô Tuấn nói. Ha ha, hắn chẳng có cơ hội đâu. Diệp Phàm cười bí hiểm. Không có cơ hội. Ngô Tuấn sửng sốt, sau đó ngẫm nghĩ. Tất cả giơ tay lên. Người của thất gia mới đi ra được trăm dặm, đột nhiên từ trong đống cát mấy chục người nhảy ra. Trong tay mỗi người đều có sung, nhìn cách ăn mặc thì hình như là bộ đội dã chiến. Đồng chí giải phóng quân, chúng tôi đến du lịch, sau đó gặp phải bọn cướp và đã trốn thoát. Cảm ơn các anh. Bây giờ chúng tôi cần thuốc và thực phẩm. Các anh có thể cung cấp cho chúng tôi một ít không? Đến lúc đó tôi tuyệt đối sẽ tặng cờ thưởng cho bộ đội các anh. Thất gia vẻ mặt bình tĩnh, sau đó chỉ phía sau nói. Bọn cướp ở cách phía sau 100 dặm, bọn chúng đang đào trộm mộ. Bây giờ nếu các anh đi bắt thì sẽ vừa kịp. Kẻ trộm à, bắt kẻ trộm. Lan Húc Thiên, bọn tôi chờ ông lâu lắm rồi, ông đã bị bắt. Một thiếu tá đưa ra lệnh bắt giam. Tên thật của thất gia đã nhiều năm rồi không có người gọi, đột nhiên lão tỏ ra khiếp sợ nói. Các anh nhầm người rồi. Không nhầm được, chính là bắt các người. Việc các người làm thì tự mình hiểu rõ, không cần tôi nói ở đây. Sẽ có pháp luật nói chuyện với các người. Thiếu tá vừa vẫy tay, mấy chục binh lính như lang như hổ chạy lại khóa còng. Hễ không phục thì cho một báng sung, không phục nữa thì cho một sung, thoáng cái người của thất gia đều phải thành khẩn. Diệp Phàm. Tất cả đã được giải quyết rồi. Cung Khai Hà nói. Tổ trưởng cung, các anh thu được cũng không phải ít nhỉ. Ba chỗ bất động sản của thất gia, 50 triệu đấy. Vì thế 60 triệu tiền mặt bên chúng tôi lấy được có phải là có thể dung không? Nếu theo tỷ lệ này thì chúng ta phân chia 55 nhỉ. Diệp Phàm cười nói. Ít hơn, cứ theo quy định mà làm, chúng tôi chỉ lấy 30%. Đây là nhằm vào hoạt động lần này. Hơn nữa. Việc bắt sống thất gia là người của chúng tôi làm. Ở đây xa như vậy đưa bộ đội đến họ cũng rất vất vả. Cũng phải phát một ít bồi dưỡng có phải không nào? Cung Khai Hà nói. Hơn nữa, như thế các anh có thể một lần vất vả suốt đời an nhàn. Chúng tôi giúp các anh giải quyết những phiền toái sau này. Đương nhiên, loại người như thất gia nên sớm bị bắt. Chỉ có điều trước kia chúng tôi không muốn lo việc này, vừa khéo hắn lấp lỗ châu mai mà thôi. Ông hung hãn quá. Tuy nhiên, trong đám người của thất gia cũng có hai, ba tên có thể dùng. Ví dụ như Hổ Sỉ, đáng tiếc là Hùng Bàn Tử lại tàn phế rồi, không dùng được nữa. Còn có Lang Bá cũng có thể dùng, trong tổ hoàn toàn có thể xem xét thu nạp vào được. Tổ lần này cũng thu hoạch tốt, vừa được tiền lại được người có phải không nào? Diệp Phàm nói, việc này đương nhiên sẽ xem xét từ từ. Tuy nhiên, các cậu phải giao và việc này là hai chuyện khác nhau. Chúng ta một là một, hai là hai. Phải rõ ràng. Cung Khai Hà nói. Đúng rồi, những bảo vật kia phải đào lên. Tuy nhiên an toàn là hàng đầu, đồng chí Diệp Phàm, cậu là trụ cột trong tổ, cậu nhất định không được bị thương. Mèo khóc chuột mà thôi, đã muốn cướp tiền lại giả thương tiếc. Tổ trưởng cung, ông đúng là người thanh cao nhất bây giờ. Diệp Phàm châm biếm nói. Ha ha, đều là vì quốc gia mà, thanh cao hay không thanh cao cũng không sao cả. Cung Khai Hà cười nói. Vì cái quái gì? Diệp Phàm tức giận cúp điện thoại. Thua hoạch không tồi mà, 50 triệu vào tài khoản, 30% của 60 triệu là cũng có gần 20 triệu rồi, Diệp Phàm lần này hành động khá lắm.
vẫn chưa đào mà đã mang về cho tổ được 70 triệu. Tiểu tử này đúng là có nhiều thủ đoạn, nếu ở bộ tài chính chẳng phải là càng thích hợp hay sao? Kế Vĩnh Viễn cười vui vẻ. Sau này nếu có thể đào ra thì có lẽ sẽ làm hoa mắt lão Kế anh, tôi rất có hứng thú với những bảo vật này. Nghe nói mấy trăm năm chưa khai quật, có lẽ không chỉ là niên đại này. Nếu đã dùng bùn vàng đắp thì bên trong nhất định có thứ tốt. Tôi hy vọng có thể đào ra được một ít dược liệu quý hiếm. Đối với tiền, tôi cũng chẳng xem trọng lắm. Cung Khai Hà nói. Ha ha, lão Cung anh thật vĩ đại. Lời của Kế Vĩnh Viễn lại cũng có ý châm biếm. Chúng ta cũng như nhau mà thôi. Hầu bao của anh cũng sẽ đầy lên. Việc này đối với anh mà nói càng quan trọng có phải không nào? Cung Khai Hà nói. Chà, một hang ổ đã lộ, khiến cho thất gia trở thành lịch sử của kinh thành. Cung Khai Hà nhíu mày căng thẳng, rất chính nghĩa. Thất gia còn có thể được ra sao? Hoàn toàn có thể phải dưỡng già ở trong ngục sắt. Kế Vĩnh Viễn lạnh lùng nói. Đáng tiếc là loại đất sét vàng đó chúng ta không có cách nào phục chế được, tuy nhiên, phải bảo Trương Ẩn Hào mang nhiều một chút về nghiên cứu. Cung Khai Hà nói. Tổ trưởng Ngô sớm đưa người đi rồi, ông ta còn lo lắng hơn cả chúng ta, vừa nghe nói đến loại đất sét được cứng hơn cả thép liền có hứng thú. Đồng chí này là như vậy, đối với những thứ chưa biết thì luôn luôn rất hiếu kỳ. Kế Vĩnh Viễn cười nói. Anh và tôi không giống thế sao? Mong là Diệp Phàm có thể đào được gì đó. Cung Khai Hà cười nói. Diệp Phàm đúng là thông minh, loại đất sét ngay cả đạn bắn cũng khó xuyên qua mà hắn cũng nghĩ ra được cách cho nổ liên tiếp. Khá lắm, đầu óc linh hoạt. Kế Vĩnh Viễn khen. Lần này hoàn thành nhiệm vụ trở về, Trương Ẩn Hào có thể được phong thiếu tướng rồi. Nâng quân hàm trước rồi sau đó đi ban tổ chức trung ương nhận chức. Như Diệp Phàm nói có thể lên một bậc công lực cho Trương Ẩn Hào. Bây giờ anh ta là bát đẳng, nếu có thể lên cửu đẳng, thế sẽ không xấu hổ uy danh đoàn vệ sĩ trung viên hải chúng ta. Nếu không, thân thủ quá thấp, khó mà cấp dưới phục. Cung Khai Hà nói. Đúng vậy, những vệ sĩ này bình thường mang kính râm to, mỗi người đều là anh tài của nước Cộng Hòa. Người nào không phục, đó chẳng phải là không có kỷ luật sao? Tuy nhiên, kỷ luật thì kỷ luật, thực lòng khiến cho người ta tâm phục mới có thể làm việc được tốt. Kế Vĩnh Viễn nói. Đúng vậy, tôi cần một đoàn cận vệ có cả sức và có cả tâm, chỉ có như thế mới có thể bảo vệ sự an toàn cho các thủ trưởng được tốt nhất. Cung Khai Hà gật đầu nói. Việc của Diệp Phàm thì sao? Kế Vĩnh Viễn hỏi. Tạm thời không vội, từ từ đã. Thời gian cậu ta đi tập đoàn Hoành không lâu, ít nhất phải 2 năm. Cung Khai Hà nói. Diệp Phàm nhảy lên không trung cao chừng 20 mét, đao khí của hậu bối đại đao trong tay co giãn, bùm, bùm mấy tiếng nổ vang lên, một luồng đao khí từ trên không chém xuống đất sét. Rít lên một tiếng. Một đao chém sắt phá núi của Diệp Phàm chẳng qua cũng chỉ làm cho đất sét bị chém rách to ra mà thôi chứ không thể phá toang được nó ra. Làm lại, Diệp Phàm nghỉ ngơi một hồi rồi lại chém tiếp một đao. Khi lưỡi đao chém đến, đất sét không chịu nổi áp lực cực lớn, rắc một tiếng, nứt ra một đường có thể một người chui qua. Bên trong một luồng khí độc màu xanh đen đột nhiên bay ra. Có tình hình, mọi người lùi lại. Diệp Phàm hét lên, mọi người nhanh chóng lùi ra xa mấy trăm mét. Hai mắt như sói nhìn chằm chằm về chỗ đám xương màu xanh đen đó. Không lâu sau, khói đen đó lại quyện lại thành một đám, rồi từ từ hiện ra giống như một người đang đứng im ở chỗ đất bị rách ra. Hơn nữa, đặc trưng trên cơ thể cũng càng ngày càng rõ ràng, đầu dần dần được hình thành. Tiền bối, tình hình này là như thế nào? Diệp Phàm hỏi. Thi Mị. Lô Định Tông nói. Thi Mị là gì thế tiền bối? Diệp Phàm hỏi. Thi Mị là thi thể ở một hoàn cảnh nhất định mới có thể hình thành, thực ra chính là kiểu khí của thi thể ngưng tụ lại. Loại khí này sau khi thoát ra khỏi thi thể ngưng tụ lại thành hình thành một thứ đặc trưng giống như thi thể ban đầu. Hơn nữa, còn có cả tinh thần của người đó và thừa hưởng năng lực nhất định của người đó nữa. Thực ra chất là từ thể khí tạo thành. Đương nhiên, nó không phải là người sống. Lô Định Tông nói, tiền bối nhìn Thi Mị này có năng lực cao bao nhiêu? Diệp Phàm hỏi. Việc này nhất thời rất khó phán đoán được, phải chờ sau khi nó ngưng tụ hoàn toàn thành hình người khi tấn công thì mới có thể biết được. Bình thường mà nói, nếu không có bất ngờ xảy ra, người chủ nếu có thực lực ly hồn, thì Thi Mị hẳn sẽ có thực lực niệm khí giai. Hơn nữa, do Thi Mị được ngưng tụ từ thể khí, vì thế toàn thân có độc và thân thể đó không phải là thân thể thật, mà là thi khí tạo thành.
có thể tan ra, khi cậu tấn công nó thì giống như đánh vào không khí, nhưng khi nó tấn công cậu thì lại như có thực. Đương nhiên, mỗi lần cậu tấn công nó cũng sẽ yếu đi một chút. Lô Định Tông nói, khẩu khí rất nghiêm túc. Người đó nếu trước lúc chết là cao thủ thì thi mị hình thành cũng rất giỏi, ít nhất phải là hồn ly giai. Thế chẳng phải là chúng ta không có cách nào để diệt nó sao? Diệp Phàm có chút cảnh giác. Chỉ bằng thừa lúc nó chưa hình thành thì diệt nó, có lẽ lúc này năng lượng của nó đang rất ít. Giải quyết nó có hai cách, một là công lực của cậu cao hơn nó, mấy trưởng cũng có thể đập tan nó. Cách thứ hai là để cho chính thi thể của hắn tiêu diệt. Bởi vì thi mị là do thể khí hình thành, vì thế có liên hệ rất lớn với thi thể của người chết. Bình thường bản thân thi thể sẽ không bị thối rữa mới có thể hình thành được thi mị, vì thế cậu hủy hoại đi thi thể của người chết đó, thì thi mị mất đi sự tồn tại, đương nhiên sẽ dễ dàng đối phó với nó hơn nhiều. Đương nhiên, một khi thi mị đã hình thành được thời gian dài thì sẽ rất khó tiêu diệt. Trừ phi là cao thủ có công lực cao hơn nó rất nhiều. Lô Định Tông nói, còn nếu bây giờ cậu động thủ tiêu diệt nó, cũng chẳng có nhiều ý nghĩa đối với việc nó thành hình hay không thành hình. Tôi thấy, nếu muốn tiêu diệt nó thì phải nhanh chóng mở toang cái nắp kia ra rồi ra tay đối với thi thể của nó thì tốt hơn. Chương 3186, cuối cùng đã hiện lên. Đây là nơi chôn cất bảo vật của thập tam thanh y, sao lại thành cổ mộ, thật là kỳ lạ. Diệp Phàm nói, việc này phải chờ cậu đào lên rồi mới có thể biết chân tướng, không chừng bảo vật của thập tam thanh y vốn là sự lừa đảo. Còn vì sao thập tam thanh y lại nói dối như cuội thì phải cân nhắc. Ví dụ như thập tam thanh y khi đó đứng đầu là Thanh Vương, có thù hận với ca ca của ông ta. Lô Định Tông nói, không kịp nghiên cứu nhiều, Diệp Phàm vội vàng đem kể tất cả những chuyện sưu tập của mọi người kể về thi mị, tuy mọi người há mồm trợn mắt lên nghe nhưng cũng vội vàng hành động. Diệp Phàm đầy sức mạnh hăng hái bổ về hai bên. Bốp một tiếng, hậu bối đao của Diệp Phàm trong không trung bị trúng một nguồn sức mạnh truyền đến, bay ngược trở lại đến mấy chục mét. Nhanh chóng chia người ra đối phó với thi mị, nếu không sẽ quá muộn. Lô Định Tông nói, Hồng Tà tiền bối, ông đối phó với thi mị này, tôi đi đào mộ. Diệp Phàm nói, Hồng Tà dẫn theo Sa Quân toàn lực tấn công thi mị, Diệp Phàm lại chém mấy đao xuống, đất sét cuối cùng đã vỡ vụn ra. Lộ ra bên trong một lớp kết cấu như gạch, mà khí màu đen không ngừng thoát ra từ những chỗ kết cấu gạch bị vỡ. Diệp Phàm cũng không kịp quan sát kỹ, vội vàng mở kết cấu giống gạch kia. Phát hiện thứ có kết cấu như gạch cực lớn bằng đá kia có mấy tầng, cứ thế đào được 7 tầng, cảm thấy tiếng động bên dưới là khoảng không, biết rằng đã đến được hầm mộ. Lúc này bên trong hầm mộ tràn ngập mùi hôi thối rất nồng, có lẽ là mùi thối của thi thể. Con rơi bay vào, Diệp Phàm chợt ngây người. Hầm mộ phía dưới rất to, nhìn thì nó có kết cấu hình vuông, rộng khoảng 100 mét. Giống như là mở ra một cung điện, ở chỗ nào của cung điện cũng vẽ những bức tranh thần bí, có truyền thuyết của các vị thần linh. Còn có cả cuộc sống của người cổ xưa. Còn ở phía sát tường phía bắc của trung tâm cung điện có vẽ một bức tranh quốc vương và quần thần đang ngồi chiều. Bức tranh này được khảm bằng vàng ròng và ngọc. Phía trước bức tường không xa đặt một cỗ quan tài lớn bằng gỗ lim, trên quan tài cũng được chạm khảm. Tuy nhiên, trên một số vật điêu khắc, đều có một người rất lớn đầu người thân rắn. Mặt người này nhìn không được rõ, người này ẩn hiện trong mây mù mờ ảo. Diệp Phàm lại hướng nhìn về phía trước, phát hiện trên bức họa quốc vương đang thượng triều lại cũng có người đầu người thân rắn. Tuy nhiên, phía thân dưới cũng không hoàn toàn là rắn, còn trên thân người rắn lại đầy những con rết đâm ra, tua tủa như cánh tay. Những cánh tay này đâm tua tủa khắp mặt quan tài, nhìn ra xa giống như một bộ râu quai nón là kết quả từ những rễ cây kết lại với nhau. Còn những xúc tu đâm ra toàn khảm bằng vàng ròng, tuy đã trải qua mấy nghìn năm, nhưng màu sắc của vàng ròng vẫn rất sáng bóng. Dưới ánh sáng của đèn pin, những xúc tu này cứ sáng lóa lên, tạo cho người ta cảm giác mê hoặc. Không lâu sau, phát hiện không có nguy hiểm lớn, Diệp Phàm thu hồi con rơi về dẫn vương nhân vàng, Trương Ẩn Hào cùng chui vào hầm mộ. Dù sao, cứ thi triển biên bức cũng quá lãng phí công lực. Lúc này, tiết kiệm một chút thì tốt hơn. Bởi vì trong hầm mộ đầy những nhân tố chưa biết. Bên ngoài có Hồng Tà và Sa Thiên kiềm chế, thi mị kia vẫn chưa ngưng tụ xong nên cũng đấu ngang nhau. Mẹ kiếp, nhiều tượng người quỳ bằng vàng ròng thế này. Vương Nhân Bàng mắt sáng lên, bởi vì, trước quan tài bằng gỗ lim có hơn chục tượng người đang quỳ, mặt của những tượng này đều mờ mờ. Tuy nhiên, nguyên liệu của nó có thể khẳng định đều là làm từ vàng ròng.
Két. Diệp Phàm vội vàng ngăn Vương Nhân Bàng tránh sang một bên, gã quay đầu nhìn, chợt toàn thân toát mồ hôi. Bởi vì, vừa rồi gã không cẩn thận đã sờ vào một tượng người. Không hiểu từ chỗ nào lại bắn ra một mũi tên nhỏ màu đen. Mũi tên này rất có lực, đâm xuyên vào thứ giống như gạch cách đó mấy chục mét, chỉ còn lộ ra phần đầu mũi tên. Vừa rồi nếu Diệp Phàm không phản ứng nhanh thì Vương Nhân Bàng tiêu đời rồi. Tất cả những thứ ở đây đều hết sức lạ lẫm, không thể ra tay lung tung. Diệp Phàm cảnh báo, Vương Nhân Bàng không dám phản đối gì cả, gật đầu. Có nhìn thấy không, khói đen từ quan tài bay ra là một sợi dây thừng thẳng tắp chui ra ngoài. Chúng ta phải nhanh chóng mở quan tài để tiêu diệt nó mới được. Diệp Phàm nói, cứ cho nó nổ tung lên là được. Vương Nhân Bàng đưa ra chủ ý. Làm như thế không được, một khi cho nổ thì nước độc sẽ bắn ra đầy phòng, chúng ta sẽ xong đời hết. Phải dùng vũ khí lạnh để giải quyết cái thi thể này thì mới được. Trương Ẩn Hào nói, đáng tiếc, chiếc quan tài tốt như thế này mà lại phá đi. Diệp Phàm thở dài, đôi mắt ưng tập trung vào khe hở bên ngoài quan tài nhưng cuối cùng không thành công, sau đó thúc mạnh chiếc xẻng xuống. Két một tiếng, dưới lực rất mạnh của Diệp Phàm tác động nhưng cũng chỉ cậy cho khe hở cua rộng ra. Tuy nhiên, khe hở vừa mở ra, đột nhiên bên trong phun ra một cột khí màu xanh đen ngưng tụ thành hình một chưởng đánh thẳng về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm vội vàng né tránh, tuy nhiên, khói xanh kia giống như một viên đạn cứ đuổi sát lấy Diệp Phàm. Thấy không tránh được, Diệp Phàm đành phải tung một chưởng muốn đánh tan đám khí xanh đen kỳ dị kia. Xèo. Diệp Phàm cảm giác bị dính giống như chém vào viên kẹo bông, hắn dùng sức rút nhưng rút mãi không ra. Còn khí màu xanh đen kia vẫn không ngừng thông qua thứ như hình bàn tay kia truyền ra ngoài, Diệp Phàm cảm thấy một luồng khí lạnh như băng thông qua huyệt vị ở bàn tay chui vào. Lẽ nào muốn chiếm thân thể của ta, nếu thi thể bên trong thực sự là cao thủ thoát thần thì rất có khả năng đã chọn mình để thực hiện chuyển kiếp. Vương Nhân Bàng và Trương Ẩn Hào vừa nhìn liền sợ hãi vội vàng muốn kéo Diệp Phàm ra. Nhu cực đao của Vương Nhân Bàng chém vào bàn tay khí xanh kia. Mọi người tránh ra, không cần lo cho tôi. Diệp Phàm hét lên, sợ rằng hai người cũng theo mình vào sẽ rắc rối. Không chém chết được cháu của con rùa này. Vương Nhân Bàng ra sức chém, tuy nhiên, giống như đang chém vào không khí, nhu cực đao xuyên qua đám xương màu xanh đó, chẳng có tác dụng gì. Cậy nắp quan tài ra, hủy chủ nhân ở bên trong. Diệp Phàm hét lên. Vương Nhân Bàng và Trương Ẩn Hào như tỉnh lại sau cơn mơ, vội vàng dùng sức cậy nắp quan tài lên. Một luồng khí lạnh thấu xương như chui vào kinh mạch của hai người. Có độc, trong đầu Diệp Phàm lóe lên suy nghĩ. Không phải sợ, cậu là bán độc nhân. Hít một chút thở xem, nếu có tác dụng tuy hơi độc màu xanh đen này được tạo thành từ khí của thi thể, nhưng đối với cậu mà nói cũng là thứ đại bổ. Lúc này giọng nói của Lô Định Tông truyền đến. Diệp Phàm xoay chuyển đan điền dùng sức hít hàn độc vào trong cơ thể. Tuy nhiên, vừa hít được một chút, chợt cơ thể cứng đơ. Giống như có nguy cơ bị đông cứng lại. Không được rồi tiền bối, quá nguy hiểm, tôi không ăn nổi đâu. Diệp Phàm rét run lên nói. Không sao, cậu thả biên bước ra rồi mạnh dạn hít đi, ta giúp cậu một tay. Lô Định Tông nói, Diệp Phàm làm theo, thả biên bước ra. Biên bước mở to miệng ra, lập tức miệng mở to như bồn rửa mặt. Giống như miệng con rồng hút lấy bàn tay hơi màu xanh kia, giống như cá voi ngậm nước. Bàn tay rung động. Luồng hơi kia bị hút lấy. Cậu tạm thời để ta điều khiển bước biên, tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Người trong chiếc quan tài này công lực bất phàm. May là bây giờ đã chết rồi, nếu không ngay cả tôi cũng không đối phó nổi. Lô Định Tông nói, Diệp Phàm dừng lại không dùng lực nữa. Hắn chỉ cảm thấy luồng khí độc sau khi bị biên bước hút lấy lại luyện hóa. Sau đó sau khi trở về với bản thể thì biến thành khí độc tinh khiết. Tinh khí trong thân thể không ngừng lớn mạnh. Diệp Phàm cảm thấy dường như trong đầu lại xuất hiện cánh cổng lớn thần bí kia. Lần này cánh cổng đó càng rõ ràng hơn, ngay cả những ông sao trên cổng cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Đúng lúc này, trên cánh cổng thần bí kia hiện ra một con rơi. Đây chẳng phải là con rơi của ta sao? Sao lại chay lên trên cánh cổng đó? Trong lòng Diệp Phàm kinh sợ nghĩ. Thân mình đột nhiên run lên, cảm thấy một luồng khí lạnh xâm nhập vào mao huyệt, chân lông toàn thân trương ra hấp thu lấy luồng khí lạnh này. Những âm thanh rất to truyền đến, cuối cùng Diệp Phàm đã tỉnh lại. Dùng hết sức mình nâng chân đạp vào cánh cổng lớn kia một cước. Dầm, dầm, dầm.
rồi đạp liền mấy chục cái, cánh cổng rung lên, nhưng không hề mở ra. Lẽ nào phải đạp lên con rơi kia thì mới được, Diệp Phàm nghĩ, nâng chân đạp lên người con rơi đang dần hiện lên màu tím nhạt trên cánh cổng. Ầm ầm, giống như ông trời bị đạp cho sụp xuống, cánh cổng đang rung lắc dữ dội. Không lâu sau, cánh cổng hoàn toàn sụp đổ, rồi cánh cổng biến thành một lồng khí màu tím nhạt bay vào cơ thể của con rơi. Cơ thể Diệp Phàm rung lên, phát hiện sự mờ ảo trong cánh cổng, chẳng nhìn rõ thứ gì cả. Mắt chim ưng của Diệp Phàm quét qua muốn nhìn trộm nơi thần bí một chút. Tuy nhiên, đúng lúc này, một giọng nói vang lên như sấm. Cút đi! Ngươi là cái thá gì mà bảo ta cút? Diệp Phàm kêu lên rồi đạp một cước, lúc này trong đầu mơ màng, toàn thân rung lên, rồi hoàn toàn tỉnh lại. Chợt bách mạch căng trướng, cảm thấy toàn thân đều tràn đầy năng lượng như muốn nổ tung. Miệng vừa mở ra, liền phun ra một luồng khí màu tím nhạt. Hắn hít vào và lại hút lấy luồng khí tím đó vào trong, mở to mắt nhìn, chợt ngây người ra. Phát hiện bàn tay bằng khí màu xanh đen không còn thấy đâu nữa. Cậu đã thành công rồi đấy Diệp Phàm, chúc mừng cậu, thiên tài tiên thiên cường giả chưa đến 30 tuổi. Giọng nói của Lô Định Tông rất mệt mỏi. Đa tạ tiền bối đã tương trợ. Diệp Phàm nói, đây là kết của việc cậu tự mình phấn đấu, ta chỉ là giúp một tay thôi. Không cần cảm ơn. Lô Định Tông nói, Diệp Phàm nhìn xuống dưới, không biết lúc nào đã bay lên trên không trung. Còn miệng con rơi của mình lúc này đã hoàn toàn biến thành hình chiếc đầu rồng. Mà thân thể cũng phình to như chiếc thùng phi, mà đôi cánh mở ra cũng dần dần hiện ra như chiếc cánh của diều hâu, dài chừng hơn 20 mét. Lại nhìn xuống một chút, Vương Nhân Bàng và Trương Ẩn Hào lại đang ngơ ngác nhìn mình. Vứt cả chiếc xà beng đang cậy quan tài sang một bên. Lão đại, anh quá thần kỳ. Vương Nhân Bàng thở dài, vẻ mặt hâm mộ. Như thế nào hả Nhân Bàng? Diệp Phàm có chút kinh ngạc hỏi. Anh không biết, vừa rồi trên đầu anh đã toát ra những đạo hào quang, hơi giống với ngũ khí triều nguyên tam hoa tụ đỉnh khi tiên thiên cường giả phổ cập sao. Tuy nhiên, tam hoa của anh hiện ra lại là do những con rơi hợp thành. Còn đại ngũ khí lại làm cho người ta sợ, từng tia to như cánh tay. Mà trong ngũ khí lại ẩn trong đó âm thanh của rồng gầm. Nếu không phải biết đó là anh thì tôi và Ẩn Hào đều cho là không biết có phải gặp phải Long Vương gia hay không. Vương Nhân Bàng nói,